kỹ năng đô thị và truyền luôn. Tôi tin là Dương Hi là một phóng viên thực tập. Người bị anh hùng bằng Hà Ngô Thường Chính là em gái tôi, Dương Phi Phi. Để tiền cho kế hoạch số này, tôi đã dọn ra ngoài ở khu dân cư Mina Nguyệt Xã. À, chào cô, tôi tên là Đinh Lâm, còn đây là Tiêu Ái, còn một bạn ở cùng phòng còn chưa về. Cậu tên là gì vậy? Dương Hi. Hiếm lắm thì hôm nay mới có bạn cùng phòng mới đến, chỉ bằng mọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ đối người mới nhé. Năm ba như tôi sắp có bài kiểm tra rồi, tôi phải đến thư viện, mọi người cứ ăn đi. À không đâu, tôi vừa mới dọn nên hơi mệt, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Video anh hùng dị năng đại chiến với dị thú, lời hot đến vậy cơ. Còn ra nhiều video giải thích về dị năng như vậy. Không biết từ lúc nào mà hắc khang cứ tùy cơ đột ngột xuất hiện. Dị thú thông qua hắc khang đáp xuống tinh cầu xanh. Tinh cầu thì chỉ có thể dựa vào dị năng giả chuyên nghiệp ngăn cản dị thú xâm lấn, và những dị giả năng đầy được gọi là anh hùng. Dự luật dị năng để ngăn ngừa dị năng dùng lung tung. Dự luật dị năng quy định chỉ những dị năng giả đã được giấy chứng nhận anh hùng chuyên nghiệp mới được sử dụng dị năng, giống như One Big Man vậy đó, phải có hành nghề, giấy phép hành nghề. Đây là một video cuộc chiến của anh hùng kia lúc Phi Phi bị thương. Tạm thời cũng không phát hiện ra nghi vấn gì cả. Ngày mai lại nghiên cứu kỹ càng hơn vậy. Mà nó cũng 2 giờ rưỡi rồi. Phải mau đi rửa mặt tôi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Mình đúng là cần cù, mới 2 giờ rưỡi sáng thôi. Ý, đây là người bạn cùng phòng cuối cùng kia mà. Trúng dị dục à? À chào cô. Nếu không ngại thì để tôi dùng nhà vệ sinh trước nhé. Thì là nôn nửa nôn tháo, nôn xong thì nằm đấy luôn. Nè cô không sao chứ? Có nên giúp cô ấy không nhỉ? Bờ đi, dù sao cũng là nam nữ thừa bất thuận. Chị Đinh à, xin làm phiền chút ạ. Tiểu Phương à, muộn thế này rồi con chưa ngủ à? Thật là ngại quá, quấy rầy rồi. Có một bạn cùng phòng khác xây ngã nhà vệ sinh, chỉ bằng chị giúp cô ấy chút nhé. Dù sao thì cũng là con gái, thanh niên như tôi làm không tiền cho lắm. Ta cứ thấy là cái kệ cô ấy là được rồi, dù sao thì cũng đâu phải là lần đầu tiên. Không còn sớm nữa, mai tôi còn phải đi làm. Tiêu Dượng, cậu cũng ngủ sớm đi nhé. Xem ra chỉ có thể tự làm rồi. Này, cô có thể đứng lên không vậy? Vậy thì đã tội rồi. Tin, đó được dị năng đại não siêu tần. Cô gái này vậy mà lại là một dị năng giả. Dị năng cấp F, tên là đại não siêu tần. Giới thiệu là có thể khiến cho não đạt đến trạng thái siêu thần trong thời gian ngắn, tăng cường năng lực tính toán của đại não. Đánh giá, tiềm lực vô cùng khả quan, nhưng chủ nhân không có ý thức được mình có dị năng. Đây là cô nói này chỉ cảm thấy đôi lúc mình có hơi thông minh. Nếu học tập tốt thì chắc chắn sẽ thành học bá chứ. Tôi sẽ thu lấy dị năng của cô, sau này nhất định sẽ bồi thường lại cho cô. Mày là một dị năng giả ư? Hoàn thành tách ra đại não siêu thần. Không biết dị năng đại não siêu thần này kết hợp với tinh thần xung kích lực của Phi Phi, hiệu quả sẽ như thế nào nhỉ? Đại não siêu thần và tinh thần xung kích, đó là dị năng hệ tinh thần. Có muốn tiến hành dung hợp hay không? Dung hợp dị năng. Hoàn thành dung hợp dị năng. Dị năng cấp D cộng, tên gọi là siêu não. Giới thiệu thì chủ động phát động tinh thần xung kích, cải thiện đáng kể khả năng tính toán và suy luận của bộ não. Đánh giá, đây là con dao hai lưỡi, phải sử dụng thật cẩn thận. Nếu dùng nó để suy luận video thị phi, bi thường, có lẽ sẽ phát hiện ra manh mối. Ai vậy? Ý, trao khót lại cho cậu tối hôm qua, cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi tên là Lâm Nài Tuyết. Thì ra là cô gái si rượu tối hôm qua. Thì ra cô ấy trong lời trong sáng như vậy. À không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Tôi tên là Dương Hi. À phải, phải rồi. Tối hôm qua mình đã tách dị năng ra khỏi người cô ấy. Mặc dù cô ấy không biết mình từng nắm giữ dị năng. Cô... có thể cô vô ổn chứ? Có thấy không thoải mái chỗ nào không? À không sao, tôi đã quen như vậy rồi. Cậu không cần phải lo lắng cho tôi. À vậy thì tốt. Lão Dương à, cậu bây giờ ở đây à? Ý? Lão Dương, cậu là dám hẹn hò sau lưng tôi hả? Nè đừng có nói bậy, cô ấy tên là Lâm Nài Tuyết, chỉ là bạn thua chung nhà thôi. Cậu, ở chuyện này, xem ra ông đây quá nhiều tiền rồi, thua lại toàn bộ căn nhà này cũng không hay lắm. Chào cô, Lâm tiểu thư, tôi tên là Phạm Bằng, là bạn thân kim đồng nghiệp của lão Dương đây đấy. À, chào anh, gọi tôi là Nài Tuyết là được rồi. Chào cô, chào cô. Nài Tuyết, tôi là một dị năng giả đó, dị năng của tôi là tay không cũng có thể chụp ảnh được và quay phim. Nếu cô muốn chụp ảnh một tấm thì ảnh thật đẹp thì cứ... À, Phạm Bằng đến để đón tôi tới tòa soạn, bỏ tôi đi trước nhé. Hey, lão Dương à, tôi có chuyện chứ đó hết mà, cậu gấp cái gì chứ? À, được rồi, đi nhanh thôi. Tòa soạn Lục Cảng. Mở ra, siêu não suy luận. Hai luận. Tập 2. Động tác này lạ quá, cứ như là... Lão Dương, tôi bảo này lão Dương à, tán gái mà không chịu chủ động thì sao mà được chứ? Huống hồ, cái kiểu cực phẩm như Lâm Nài Tuyết này. Nè, cậu không tiến tới thì tôi tiến tới đi nhà. Bọn tôi chỉ là bạn cùng nhà thôi, đừng có suy nghĩ quá nhiều. Bạn cùng nhà đến cùng giường rất easy mà. Nếu cậu không biết thì để tôi dạy cho cậu. Á, dì Thấu xuất hiện rồi. Ý? Độc nhãn, liệp sát giả, thợ săn một mắt. Chắc gì? Dị thú đến rồi, mau chạy đi. Dị thú sầm lần rồi. Tới hội cấp biệt, truyền dần thành phố, mau chóng đến chỗ tị nạn. Điều động anh hùng. Đây là... Các bạn cứ yên tâm đi. Đã có siêu nhân chua cây ở ta đây rồi. Tuyệt đối sẽ không để cả thành phố Lục Cảng bị phá hủy đầu. Wow, là siêu nhân chua cây, anh hùng cấp bề, anh ấy đến cứu chúng ta rồi. Độc nhãn liệt sát giả không chỉ là phòng ngự mạnh, hơn nữa lực phòng ngự cận chiến cơ cấp biến hóa khác biệt. 18 con nhện dập kết hợp lại với nhau vô cùng khó khăn. Siêu nhân chua cây không chắc là có thể thắng được nó đâu. Ủa, Dương lão chơi nhanh dữ vậy. Người bình thường đúng là kém quá mà. Thời gian gì nào của mình kiếm tiền lại đến rồi đây. Siêu nhân chua cây tìm bối à, có cần giúp gì không? Bơm lửa anh hùng vượt xe viêm cấp. Để lục lắm. Sau đây ta sẽ giữ chân nó. Viêm điệp người phụ trách tấn công. Nhìn thôi đã biết siêu nhân chua cây rồi. Ok tìm bối. Là chim anh hùng quan tâm đề cử lên kênh đây. Chỉ đạo các màu à, bình luận gì đi chứ. Siêu nhân chua cây là anh hùng loại cận chiến, lúc mới xuất đạo rất hay ăn hui. Chị Đào Cát à, tại sao ông này có đánh giá gì giá này với anh ta vậy? Năng lực của anh ta còn phải ăn một bát mì chua cây mới được kích hoạt, vậy nên bình thường thì đâu là sau khi có anh hùng khác kiến dị thú tiêu hao sức lực, anh ta mới nhảy ra cướp cộng. Còn hồi giờ là Chỉ Đào Cát có thể nói ra một số tin tức như vậy, không phải ai cũng biết. Đừng có nói mấy cái lời này nữa. Chúng ta hãy tiếp tục xem truyền hình trực tiếp trận chiến đi. Thì mối tránh ra. Để cho tôi. Thiên điệp sát. Wow, mạng của con dị thú này đến lúc kết thúc nữa rồi. Không, con chưa chắc đâu. Sao ngài lại nói như vậy? Dị thú cũng có trí tuệ. Độc nhãn liệp sát giả này tôi thấy nó không có chút cẩn thận nào cả. Dần dần lụi ta, không chút tổn hại. Nguy rồi. Con dị thú này trên người nó có nại hỏa chi sát. Đang chở tiền bối à? Ngươi có thể kiềm chân nó một lát được không? Các anh cùng khác thì đang đến kịp. Cần chút thời gian. Cậu đang bước vào giai đoạn khó khăn của sự nghiệp anh hùng. Nếu cậu muốn trở nên đột phá thành siêu sao đứng đầu của công ty thì không thể bại trận này nữa. Một khi thất bại, danh tiếng của cậu sẽ sập đổ. Công ty cũng sẽ đem tài nguyên cho các người trẻ tuổi khác. Sao có thể mất đi địa vị nhất cả ở công ty được chứ? Mình tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Bí mật quan sát. Căng lắc. Hình như mình từng thấy cái viên thuốc màu xanh này rồi. À, tiền bối cứu ta. Cứu ta tiền bối ơi. Lời chim anh hùng. Quan tâm đề cử kênh đây. Cái ngốc tâm sinh tập thế ai cũng biết siêu nhân chu cây chỉ có 15 phút là đàn ông thực thụ thôi. Anh đào chi chít. Anh hùng nào đó mau đến cứu việc gì đi. Bọn tôi đi trời quỷ. Nếu ông đây còn là anh hùng thì sẽ bóp chết con hàng này lâu rồi. Á à, tờ chưa muốn chết. Ý hay, hay lắm. Hình thái chiến đấu của anh hùng chùa kỳ vốn chỉ duy trì trong 15 phút, nhưng lần này anh ấy lại bứt phá và lại cùng mạnh hơn trước đây nữa. Anh hùng vẫn chưa lúc ngơ. Và từng là cái chút bất ngờ, tôi đây cũng... À không hay rồi, đốc nhãn liệp thủ đang phát động tấn công với siêu nhân chùa kỳ. Để chúng tôi nhường lại ống kính cho hiện trường. Trình độ chỉ thế này thôi à. Chùa cây bảo kích. Wow, anh hùng chùa cây của chúng ta đã đánh được bại được con quái vật bạch tuộc kỳ lá này rồi. Đừng là anh hùng chùa cây. Nhưng bị phản phệ rồi. Tiền bối. Đây là tiền bối à? Tiền bối người sao vậy? Kiềm chế lại, phải kiềm chế lại. À, ta không sao, chỉ là dùng sức quá độ thôi. Tiền bối à, người giỏi tới sợ chết đi được. Wow, quá tuyệt luôn. Anh hùng đúng là đáng tiền nhất. Siêu nhân chùa cây cấp B vô địch. Viêm điệp anh yếu em. Cảm ơn trời đất, được cứu rồi. Coi bộ đã kết thúc rồi. Quay về chỉnh sửa tin tức chút vậy. Không ngờ viên thuốc màu xanh đó. Độc nhạc liếp sát giả cờ nhỏ phân thường. Nó đang nhắm phía mình mà bay tới à? Vật lý phòng ngự của nghiên tố phòng ngự của nó đề cao đến như vậy. Có lẽ tinh thần công kích là điểm yếu của nó. Đợi ta tìm được vật chủ hấp thụ năng lượng khối vô vị như cũ, nhất định sẽ tìm cái tên chua cây này báo thù. Ồ, mùi vị có tên nhóc nhân loại này cũng không tệ. Vậy thì chọn ngươi làm vật chủ đi. Chủ động dần đến à. Cũng hay, ta cũng muốn dị năng của mày. Tinh thần công kích. Trịch trà, chọn nhầm đối tượng rồi. Trạng thế dị thường. À, có người sử dụng dị năng tập 3. May mà là chỉ là một phần thần yếu ớt. Nếu không, cho dù điểm yếu của mày là tinh thần, thì tinh thần xung kích đi cộng của ta cũng không làm gì được mày cả. Tách lấy dị năng. Tính ra men là dị năng của người động vật tách được hết. Dị năng cấp B. Nơi họ trì sát giới thiệu. Miễn nhiễm với công kích nguyên tố cấp B để xuống, tăng sức đề kháng vật lý lên nhiều người đánh giá. Là kỹ năng tành cờ vô cùng thực dụng. Giống như một lớp vỏ vô hình bao bọc bên ngoài cơ thể vậy. Dị năng có mạnh đến đâu cũng phải có điểm yếu. Câu này được lưu truyền rộng rãi dị năng giới rồi. Hình như không có hiệu lực với mình. Là ai ăn đó? Ai đó đó. Vẫn chưa phải lúc để bọn họ phát hiện ra mình. Kỳ lạ. Rõ ràng mình cảm thấy được có sức mạnh tinh thần rất lớn ở phía bên này mà. Hơn nữa mình còn nhìn thấy có ai đó. Cô đang tìm tôi à? Anh chuyện này xin hỏi, vừa rồi là cậu sử dụng dị năng à? À không sai, là tôi. Anh cũng là anh hùng có phải không? Hình như tôi chưa từng gặp anh bao giờ. Không phải, tôi chỉ tiện tay giúp mấy người thu dọn người đi đường mà thôi. Đây là phân thân độc nhãn dị thú sao? Anh ta có thể giết dễ dàng, giết chết dị thú khó giải quyết này, thật sự rất mạnh. Nhưng hắn không phải là anh hùng, không thể chưa được sự cho phép mà sử dụng dị năng được. À, cho đi nhờ chút đi. Không được. Anh đã sử dụng dị năng một cách phi pháp, bắt buộc phải cùng tôi về hiệp hội anh hùng để tiếp nhận điều tra. Cô cho rằng cô có thể cản tôi được à? Hành vi của anh là vi phạm bộ luật gì nặng. Tôi được pháp luật cho phép ra tay với anh. Đây là thái độ mà anh hùng đối xử với người bình thường sao? Ý. Tiếp theo, có phải đến lượt tôi tấn công không? Xin lỗi, tôi sai rồi, đừng có giết tôi. Cái viên thuốc màu xanh của siêu nhân chua cây, phở chua cây. Thứ anh hùng sòng bàn uống ngày hôm đó cũng là nó nhỉ? Mình đã điều tra rõ ràng tất cả những chuyện này. Chào mừng quý khách đã di chuyển đường sát Long Cảng. Trước mắt thì tạm thời không cần phải thu thập gì năng mới nữa rồi. Phải khai thác triệt đỡ siêu não đã. Manh mối về viên thuốc màu xanh cũng cần phải chỉnh lý cẩn thận một chút. Xin chào, nhưng đưa một chút. Ý, túi của mình đâu? Có người trộm đồ của mình rồi. Không ổn rồi. Trong túi có bộ đồ gà tây. Là cái tên mặc áo giáp vest vừa nãy. Xin lỗi, không thấy nữa đâu rồi. Tàu vẫn chưa tới trạm mà. Hắn không thể nào biến mất nhanh như vậy được. Lẽ nào có kể gì nàng ẩn thận. Vậy con mùi thì sao? Chiều não cường hóa cảm nhận mùi cái dưới túi trên người của người đó. Khí chất ăn mặc của hai người hoàn toàn không giống nhau. Lẽ nào không phải là thuộc ẩn thận mà là một kiểu biến hình ở trong tức khác sao? Cái kiểu dị năng tự tìm đến cửa như thế này rất thực dụng đối với mình. Hôm nay cũng là một ngày bội thù. Tại sao lại có cảm giác hoảng sợ ở trong lòng nhỉ? Tình đó từ lúc nào bắt đầu nhìn thấu mình rồi bám theo vậy trời. Nè đừng có chạy, tiêu rồi hôm nay gặp phải hòn đá ngán đường rồi. Muốn tao chơi với mày cái học trò học sinh tiểu học đánh không lại liền trốn trong nhà vệ sinh hả? Rồi đi đi. Lẽ nào tên đó vào nhà vệ sinh nữ à? Ra đi đi. Tao biết là mày. Bị tái mày muốn làm gì? Rượu mày còn muốn. Lợi thích uống rượu phạt à? À cả biến thái. Khả năng của mày cũng thật đặc biệt. Đến giọng nói cũng có thể thay đổi luôn. Leica là tôi sai rồi. Tôi đây là lần đầu. Ôi biến kiểu gì vậy trời. Nhưng đáng tiếc, thay đổi không thay đổi được thân hình và dung mạo. Thì là đèn đuổi. Tùy ý hoán đổi về ngồi. Đây là ba lô của anh. Trả lại đồ cho anh nè. Đồ thì vẫn còn. Mời đã mở thứ bên trong rồi. Đại ca tuyệt đối chưa mở ra. Vậy thì tốt, sau này tìm công việc chân chính, làm người tốt đi. Vâng. Sau này tiểu đệ sẽ không trộm đồ nữa đâu. Cảm ơn đại ca đã tha cho em lần này. Tao đã bảo tha cho mày chưa? Hả? Tức bỏ dị năng. Vừa nãy con bảo không thu được dị năng nữa, nhưng vẫn không thoát được định luật vá mặt này. Dị năng cấp ép, tên gọi là hoán đổi vẻ ngoài bất cứ lúc nào. Giới thiệu sơ lược thì chỉ cần suy nghĩ thì có thể dễ dàng hoán đổi. Đồng thời cũng là một không gian dự trữ. Quá tuyệt vời. Biến hình. Một dị năng vừa tiện lợi lại thực dụng. Chào anh. Chúng tôi nhận được tố cáo của người dân. Trong nhà vệ sinh nữ có người hét biến thái. Anh có nghe thấy không? Nghe thấy rồi. Hơn nữa tôi còn nhìn thấy kẻ biến thái đang mặc đồ nữ đang liếng lướt qua bên trong đó. Không rồi, chúng ta mau đến đó thôi. Có một số kẻ dị năng không xứng để sở hữu dị năng. Mình phải uốn nắn lại mọi thứ. Quả biến thái rồi. Một tuần sau đó. Nè người nè mà, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Có chuyện gì mà nhất định phải gọi tôi ra ngoài mới nói được gì? Đón xem. Vừa nãy khi ở quán bà tôi đã gặp ai? Ai cơ? Bạn gái cậu Lâm Nài Tuyết. Cô ta đang làm gái hầu rượu. Cô ta không phải là bạn gái của tôi. Tôi đã nói rồi. Những cái này... Cậu nói với tôi những cái này làm gì? Là Dương Hà trước mặt tôi thì không cần phải giả vờ đâu. Tận mắt thấy mới tin. Cậu đi xem thì biết ngay. Tập 4. Lão Dương à, chúng ta ngồi đó đi. Ê, sao anh ta lại tới đây? Lão Dương à, đừng có đau lòng quá. Thiên hạ này thiếu gì cả non. Hôm nay đến sân chơi của anh đây thì cứ nghe theo anh đây sắp xếp. Một bữa cho ra trò nha. Là đi. Chào các anh trai. Tì Tì, Điềm Điềm, Bào Bào, ba người này đều là em gái của tôi đó. Đây là anh em thân thiết nhất của anh, Dương Hi đẹp trai chứ. Anh Hi nhìn anh đẹp trai quá đi. Anh Hi à, cùng uống một chén nhé. Phòng karaoke bên cạnh. Cùng mò nó, hôm nay đúng là xui xẻo mà. Nếu không phải còn Michelin bị anh của anh lái đi rồi, làm gì có cái chuyện sẽ thua cái thằng nhóc cao trần nữa chứ. Đua xe thua thì thua đi, đừng có mà đổ lỗi trên người của chiếc xe. Liệt Diễm. Anh không được ở cạnh cha tôi, mà chỉ được làm vệ sĩ cho tôi. Lâu Nguyên, có phải là vì không biết cách ăn nói không? Đúng vậy, làm khó cho một người bình thường như cậu rồi. Ngày nào cũng bị anh hùng cặp xệ như tôi kiềm chế. Xì, phết, biết ăn mà không biết làm. Thứ rượu rác rưởi này mà cũng xứng để tôi uống sao? Lão Dược, cậu đừng có kích động. Cái tên thiếu gia đó là Lâu Nguyên, là con trai thứ hai của mấy mốc anh hùng cấp E đó. Chiến hùng của công ty cùng lộn. Tên võ sĩ đó cũng là anh hùng cấp sơ. Võ sĩ Quyền Anh Liệt Diễm. Bỏ tôi ra đi. Nè, cậu chỉ là một người bình thường, không phải là đối thủ của hắn đâu. Tôi biết rồi, tôi chỉ đi vệ sinh thôi. Ở chỗ này, phép tắc xin lỗi cô cũng không hiểu à. Uống hết chỗ này sẽ bỏ quà cho cô. Uống đi. Ây da. Nghe nói ở đây có một vị công tử là con trai của mấy mốc chiến hùng. Kết hạ lại. Chắc chắn là một tên chẳng sống tự tìm cái chết rồi. Tôi chỉ là một người muốn thương lượng chuyện giao dịch với người anh em Lâu Nguyên thôi. Giao dịch gì? Lô thiếu à? Tôi thấy thời gian không còn sớm nữa rồi, sắp tan tiệc được rồi. Cái từ chỗ mà cút đi cho tôi. Cút sang một bên, không nhìn thấy có người muốn bàn chuyện giao dịch với ông đây sao? Tên này, anh muốn giao dịch với bổn thiếu gia à? Cậu uống say rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, để tôi bàn chuyện với cái tên giả thần giả quỷ này. Sao? Muốn động tay chân à? Thật ra tôi không thích bạo lực, nhưng nếu anh cứ ngăn cản tôi bàn chuyện với chủ nhân của anh, vậy thì đành phải khiến anh biết điều một chút thôi. Đến đây đi, xem rốt cuộc ai khiến ai biết điều hơn đây. Chọc giận Liệt Diễm vì thủ ta, coi như là mày đen đuổi rồi. Hổ nghiền tố công kích cấp C à? Gà to thật đó, dám động đến đệ tử của anh hùng cấp đảng cấp A. Cảm ơn chị Thiến. Này Tuyết à, đưa em đi giải rượu nhé. Ấy, có sao đánh nhau không? Ai mà biết sao đánh nhau chứ. Mặt nạ cô hắn trông giống như là con gà nhảy, trông có vẻ rất thần bí. Có đánh được Liệt Diễm quy thủ không vậy? Ha. Sao hắn không tránh? Lý nào cô bậy ư? Chỉ có vậy à? Ngây thơ. Từ khi lên làm anh hùng, không có dị tú hay là kẻ địch nào có thể chịu được một chiêu này của ta. Wow, trời, sắp thiết trí người rồi. Mình đã có chiêu phòng thủ rồi mà. Cái gì? Không hề bị thương. Tước đoạt kỹ năng. Mạnh quá. Liệt Diễm lại bị một tên tay sắt giải quyết rồi. Tước bỏ dị năng cấp sơ, tên gọi là Liệt Diễm quyền. Khái quát thì trên nắm đấm có thể sản sinh ra lửa để tấn công kẻ địch đánh giá. Thân bếp cần có. Cái đùa mía, anh chỉ đấm không có nghĩa khí chạy sao nhanh thế. À, vừa nãy là anh muốn bao giao dịch gì nhỉ? À, còn bao nhiêu tiền giờ tôi sẽ chuyển cho anh luôn. À, đừng có đồng thủ, anh biết bố tôi là ai không? Bố cậu là cơ giới chiến hồn. Nhưng thế thì sao? Anh mà giết tôi, bố tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Tôi sẽ không giết cậu. Muốn biết tôi muốn giao dịch gì với cậu không? À, anh cứ nói. Lâu Nguyên, cậu có muốn sở hữu dị năng không? Dị năng? Anh nghĩ rằng anh là thần à? Từ đó bảo cho là cho được luôn. Nếu muốn thì 7 ngày sau đi một mình đến địa chỉ trình giấy. Alo, lão Trương à, con không nhận điện thoại này chứ? Tôi còn tưởng anh rơi xuống hố rồi. À, trong quán bào màu quá, tôi ra ngoài hít thở chút. Sao thế? Nè, cậu bỏ mất cái lỡ màn kịch hay rồi. À rồi, tôi lập tức ra ngoài kể cho cậu nghe đây. Ăn đồ nướng không? Ăn hết chứ. Bước đầu của kế hoạch rất là thuận lợi, giờ chỉ còn ngồi đợi Lâu Nguyên bắt bậy thôi. Bước đầu điều tra từ nội bộ công ty, quản lý công luận, anh hột, cháu sẽ nhanh hơn rất nhiều. Phi Phi à, tôi rất nhanh sẽ điều tra được chân tướng thôi. Xem xong rồi, mọi người có ý kiến gì không? Cơ giới chiến hùng 5. Cơ giới chiến hùng. Người đàn ông đeo mặt nạ, dòng thủ đào giết, Liệt Diễm quyền thủ trong chớp mắt, thực lực chắc không phải trên cặp bì. Băng xuyên dục sĩ. Còn đúng, thứ giết Liệt Diễm không phải là thủ đầu, lận tự kiếm khách. Khi cái tên đeo mặt nạ giờ thì là Liệt Diễm đã bại rồi. Đây là bản giám định phân tích thương thế tối hôm qua của Liệt Diễm thủ, mọi người xem đi. Mà lòng, cái gì? Dị năng của Liệt Diễm quyền thủ mất rồi. Xem ra chúng ta gặp phải phiền phức rất lớn rồi. Tên này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Hắn tại sao lại có thể tiêu diệt được dị năng của người khác? Theo như tôi được biết thì chỉ có vài độ nhân anh hùng cấp S sở hữu năng lực này. Người nghĩ hắn chỉ là bài độ nhân ư? Không thể nào, bài độ nhân là lão già sắp bước vào văn tài rồi, sao có thứ xuất hiện ở đây chứ? Công ty cùng luận của chúng tôi không thể khống chế được chuyện này. Vân nên báo lên hiệp hội anh hùng đi. Nhưng người có dị năng đặc biệt này, cho dù là thuộc công ty nào đều sẽ săn lùng như là vũ khí đại sát, chứ không phải là báo lên bật lên trên. Chuyện này tạm thời đừng có tiết lộ ra nữa, liệt vào cơ mật tối cao của công ty đi. Các người ra ngoài hết đi, để ta nghĩ xem. Vâng. Bí thư Lâu Nguyên. Dị năng? Mình thực sự có thể sở hữu dị năng ư? Cái tên đó báo là giao dịch. Hắn muốn có được thứ gì từ chỗ mình đây. Kìa hắn đi, dù sao cũng mấy ngày nữa thôi, ta sẽ có được dị năng rồi. Lão tử không cần để tâm gì cả. Lão Dương à, cậu bỗng gọi tôi đến bảo tàng làm gì vậy? Tôi bỗng muốn tìm hiểu chút về dị thú, sau này gặp lại phải con biết đường mà chạy chứ. Con biết dị năng của dị thú cấp 9 ở đây có thể tước bỏ hay không? À, tôi thấy cậu không phải là muốn tìm hiểu dị thú mà là muốn cậu gái thì có. Ai biết các em gái xinh đẹp đều đến bảo tàng chứ. Tôi đến là vì nó. Ba lết ma, bạo lồng thú, dị thú cấp S, cao 7m, dài 12m. Dị thú xâm nhập thời kỳ đầu, ba lết ma phóng ra từ miệng gây ra tai họa cực lớn, khiến cho khu đông thành của thành phố Lộc Cảng đã bị phá hủy hoàn toàn. Có 5 anh hùng cấp A, 13 người cấp B và 27 người cấp 6 đã bị chết. Tôi định viết một bài về dị thú xâm nhập. Wow, nó lợi hại như thế à? Nếu có thể tước bỏ dị năng của con khủng long này thì... Này, du khách, anh đi làm cái gì đó? Chào anh, tôi là phóng viên muốn viết một bài về dị thú. Phóng viên viết bài thì cứ viết đi, nơi này chỉ được xem không được sợ. Được, không được sợ thì không sợ. Đồng chí cảnh sát à, tôi muốn hỏi một chút mỹ nữ dị thú ở trong bảo tàng này. Ở đâu thế? Mỹ nữ dị thú gì? Anh chắc chắn là bị thần kinh rồi. Chính là cái loại đó rất đặc biệt, khác thường. Kích hoạt dị năng tước bỏ. Có thể cảm nhận được dị năng, nhưng sao tước bỏ nó lại mất sức như vậy? Tước bỏ? Hả? Tên gọi khái quát đánh giá, đẳng cấp, đệ dị năng cấp E. Tên gọi là Plasma, khái quát là có thể sản sinh ra Plasma. Đánh giá, có lẽ bạn có thể dùng nó để sạc pin trên điện thoại. Từ có thể của dị thú cấp S mà lại chỉ tước bỏ ra dị năng cấp E ư? Do thời gian chết quá lâu, dị năng trong cơ thể dần suy yếu rồi. Lẽ nào tước bỏ? Lần trước có thể tước bỏ dị thú từ dị năng phân thân là vì quan hệ chịu nóng ư? Xem ra hôm nay không có thu hoạch lớn gì ở bảo tàng rồi. Nhưng cũng không thể đến không công thế này, tiếp tục sờ các thứ khác xem sao. Sờ cả một ngày trời bảo tàng mà chỉ được có vài ba viên năng dị năng châu cấp thấp à. Đẳng cấp F, tên gọi là phân thân, cái quát là có thể sản sinh ra phân thân tồn tại trong 1 phút. Đánh giá có thể bảo Phần thần giúp mở cái đèn. Dị năng cấp E, tên gọi bà lách mà có thể sản sinh ra bà lách mà. Đánh giá có lẽ bạn có thể dùng để sạc điện cho điện thoại. Dị năng cấp F, tên gọi là kiểm soát con người, khái quát, có thể khiến cho người khác có thiện cảm với bạn. Đánh giá bạn sẽ không dùng nó để làm chuyện thật được đấy chứ. Uy lực của những dị năng này yếu đến mức mà khiến người ta tức lộn ruột luôn. Đi đã, dị năng châu đã có thể dung hợp, vậy có phải là có thể phân tích? Viên dị năng này cấp C của Liệt Diễm thử xem sao. Phân tích. Không đồng tình à, thử lại xem sao. Phân tích. Dị năng đã phân tích. Đẳng cấp 1, tên gọi là năng lượng tối, khái quái vật, vật chất cơ bản. Đánh giá là hình lập phương hoàn mỹ, kiên cố không thể nào phá vỡ. Năng lượng tối à? Lẽ nào bản chất của dị năng được cấu tạo từ những hạt năng lượng tối ư? Hóa ra là thật à. Có thể phân tách dị năng thành năng lượng à. Dị năng có thể phân tách thành năng lượng tối cấp thấp nhất. Vậy nếu như xét ngược lại thì có phải là có thể tận dụng năng lượng tối này cường hóa dị năng hiện có không ta? Dị năng thăng cấp. Dị năng cấp E, tên gọi kiểm soát con người, bao quát có thể dùng tiềm lực ám thị với mục tiêu đánh giá, thân ký bị lừa, có thể đi mua gậy rồi. Thân cấp rồi. Nếu đã như vậy, mình không phải là có thể tạo ra người dị năng cấp S ư? Đi vào, đừng có động vào tôi. Lâu Nguyên đến tìm Lâm Nài Tuyết rồi. Khóc, chỉ biết khóc à. Chúng ta cũng không có ý lừa cô. Nếu không như vậy, có cái cam tin kinh nghiệm chuyển tiền hoài không hả? Em trai của con cần tiền mua nhà, mua xe, lấy vợ cần cộng cả lợi hơn 100 vạn. Hai vợ chồng giàu bọn ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Thế nên mẹ mới lừa con, nói với con rằng cha bị bệnh nan y, con phải chuyển con gấp ư? Cha mẹ, có biết khi con nghe tin cha mẹ bị nan y đã tuyệt vọng đến mức nào hay không? Vì để nhanh chóng kiếm được khoản tiền này về cho gia đình, con ngày nào cũng đi sớm về khuya làm 4 công việc. Vốn dĩ là định xem con có thể đưa được bao nhiêu tiền lấy bấy nhiêu, số còn lại cha sẽ gồm góp thơm. Dòng dối nhà họ Lâm sẽ không thể đứt đoạn được. Gồm góp mà cha nói chính là gọi con về rồi đem bán cho còn một người đàn ông mà con chưa từng gặp mặt ư? Tập xấu. Tì Tuyết à, người đàn ông đó mặc dù văn hóa không được cao nhưng lại là một người thật thà trung thực, sẽ không khiến con y thuốc cậu. Ủy khuất, mày nghĩ rằng trong 1 tuần mà con đã có thể gửi về nhà mẹ 5 vạn lấy từ đâu ra chứ? Là con đi tiếp rượu đấy, con đi tiếp rượu cho người ta đi, cho mẹ có biết hay không hả? Cái gì? Mày cái thứ vô liêm sĩ, nhà họ làm tao bị bôi trôi trách trú vào mặt rồi. Tao đã chết mày, cái loại ngu xuẩn không có tự lòng tự trọng. Cha cứ đánh đi, dù sao thì mấy tên khách đấy đánh con còn kinh khủng hơn cha đánh nhiều. Có gì thì từ từ nói, cô ấy là con gái của ông đấy. Mày là cái thá gì mà tao dạy dỗ con gái tao? Đến lượt mày, cái thứ làng bàn bụi đời như mày xíu vào à? Cha của cô ấy thế mà lại chẳng có chút ăn năn hối tội nào cả. Nhưng mẹ cô ấy xem ra đã rất hối hận rồi. Đưa ra gợi ý cho bà ta xem được cho Lâm Nài Tuyết hay không. Cấp sẽ khống chế ngẫu nhiên phát động. Đủ rồi. Con gái vì lời giàu cả tiếp khách rượu cũng đã làm rồi, tìm con có lẽ chẳng bằng sủi đó hay sao? Tì Tuyết à, mày có lỗi với cô. Con dù thế nào đi chăng nữa vẫn luôn là cô gái ngon của mẹ. Mẹ á. Thôi được rồi, đứa em của con tự lực cánh sinh đi. Kịp thời tỉnh ngộ là điều tốt. Trên thế gian này làm gì có ai không tiếc thương cho người thân của mình đâu cơ chứ. Sáng sớm hôm sau ra tàu hỏa. Cha mẹ đi đường cẩn thận nhé, sang năm con sẽ về thăm cha mẹ. Được rồi, con tự chăm sóc cho bản thân nha, cho tốt nha, đừng có đi làm chuyện ngốc nghếch nữa. Cảm ơn, anh đã cùng tôi đi tiễn họ chúng ta trở về thôi. Mong rằng em trai cô sẽ hiểu chuyện. Điều này so với việc cô gửi về bao nhiêu tiền đều có tác dụng. Anh qua đây một chút, tôi có lời này muốn thì thầm với anh. Cái gì cơ? Wow, phúc lợi. Cảm ơn anh, 2 lần. Đêm khuya, không hổ là trung tâm xử lý thi thể của dị thú. Căn phòng cứ nghiêm ngặt thật đó. Nơi này có trữ một lượng lớn thi thể của dị thú, càng tiện cho mình lấy được các loại dị năng khác nhau. Xem ra chỉ có thể dùng cách đặc biệt để lén vào thôi. Ý cô Cái tình huống gì tên này? Người này cũng muốn lén vào trong trung tâm xử lý thi thể dị thú ư? Sao cùng lúc quá vậy? Người này là nữ. What? Thằng men thiệt tình. Hỏi gì kỳ cục. Chào cô. Khéo ghê hả? Khéo cái con khỉ thật là đèn đuổi. Thế mà lại đúng phái. Vậy chúng ta theo luật giang hồ cạnh tranh bằng chính sức mình. Tôi là Tiền Đà Đà của thương hội Phạm Hải của anh. Dầu Kê sắp tới chỗ dỡ hàng rồi. Còn đã. Anh ở thế này tôi làm sao xuống được đây anh? Ôm chặt lấy tôi đi. Cô còn muốn ôm tới khi nào nữa đây? Nếu không phải vào đất giấy thì ai thèm ôm anh chứ. Khu xử lý dị thể dị thú. Sao trong anh? Cứ như kẻ chứa trái sự đề thế. Đừng có nói là anh là tì mê đấy nhé. Ai đơn vậy mong tiền bối chỉ giá thèm cho. Nếu anh đã thành tâm như thế thì tôi cũng miễn cưỡng để anh theo sau vậy. Nó muốn lấy phần lòng trắng tước ngực của người sói. Thứ này phải cắt thật là cẩn thận đó. Ý. Đây là dị năng của tôi cất trữ. Chứa được nhiều đồ lắm luôn đó. Ai đáng tiếc, chắc cái dị năng không gian này ghê. Chúng ta mau tiếp. Mau đến phòng xử lý tiếp theo tôi. Tách rồi dị năng hoàn thành. Dị năng cấp địa, tên gọi là biến hình kim loại. Tóm tắt là có thể tùy ý thay đổi hình dạng bên ngoài của kim loại. Giá trị đi mà xưởng chữa ô tô. Quách dị năng gì lạ vậy? Bảo mẹ rồi. Chuông báo động kêu rồi. Chúng ta bị phát hiện rồi sao? Vì to rồi. Vậy thú sống lại rồi. Hả? Cứu với. Đó là gì vậy? Anh già cho em ôm nhũng rồi. Anh đỡ em chút đi. Tiền Đà Đà mạnh hóa. Dầu Kê cứu em với anh ơi. Cái xúc tu này nhanh quá. Ở đây lấy toàn là giá đựng kim loại. Kim loại à? Gì nâng cấp đi, biến hình kim loại. Đứt hết nè. Không sao chứ Tiền Đà Đà. Ui cha. Cái xúc tu này toàn là gai nhọn. Đâu chết đi được. Rốt cuộc đây là dị thú gì vậy? Sao lại sống lại được chứ? Xem là biết thôi. Ôi cứu với. Cứu tôi với. Ai đó cứu tôi với. Cái gì vậy trời? Trời ơi. Má ơi. Biến hình kim loại. Xuất tu ngàn tu. Anh dạy ơi. Cái bụng trắng này càng ngày càng nhỏ rồi. Anh mau nghĩ cách gì đi. Tôi đây rồi. Mình chết đến nơi rồi. Sắp bị ăn thịt mất rồi. Cứ tiếp tục thế này không ổn rồi. Hình như lúc mình nhìn thấy quanh đây có vài can dầu. Đừng có sợ, tôi có cách rồi. Tôi sẽ bảo vệ cô. Cách gì cơ? Đi. Kích nổ. Gió. Mọi người nhanh chạy đi. Vô ăn trộm. Thành đi cứu người luôn. Úi, lại nữa nè. Muốn chết. Gì? Là mấy cái tên trùng và các người hồi sinh dị thú tấn công nơi này có đúng không? Đùa sao ông chú, ông là gì? Sao vừa xuất hiện đã nói năng nói cụ vậy? Rền còn lỗ tuyết. Lúc đoàn thị lừa ta tung hoành thiên hạ thì cô vẫn đang bú mẹ đó. Ông là kỹ già bắt đặt nhỏ. Đoàn thị lừa là anh 10 năm trước đã một mình chiến đấu ác liệt với dị thú cấp A. Côn sư, côn bạo, cự viên sao? Đoàn tiền bối à? Tập 7. Đoàn tiền bối à? Xem như là tiểu tử cầu lờ phép. Chờ ta giải quyết con súp tu này xong sẽ tìm cố cầu tên sủ. Ông ấy đường đường là một anh hùng cấp A, sao lại xuất hiện ở trung tâm xử lý thi thể dị thú nhỉ? Bắt đầu thứ nhất, tham lan trẫm. Không hổ là dị năng hệ truyền thừa, bắt đầu đào quyết. Mỗi một chiêu đều dễ như trở bàn tay. Ngay cả dị năng cấp S cũng không bị kịp. Ui ngầu quá đi mất. Các người đánh ta đều phải chết. Bắt đầu thức thứ hai, kiên kỵ. tuyên thuyền. Súc sinh đã giải quyết xong rồi, giờ đến lượt cô cậu. Một đôi mắt thật là sát, phạt quyết đoán. Đầu tiền bối à, di thú thực sự không phải là do chúng tôi hồi sinh. Ngụy biện. Ngươi nghĩ ta sẽ tin vào những lời mấy cái cả khỉ nghi như các người ư? Dầu kìa, anh có tự tin sẽ đánh bại được ông già kia không? Tôi không thắng được đâu, lẽ nào cô muốn đánh sao? Không, tôi chỉ muốn cho anh mượn cái vũ khí thần kỳ này thôi. Đây là lớp giáp được chế tạo từ dị thú cấp bì đó, nhất định có thể giúp được cho anh đó. Hả? Cố lên nha. Cái dáng vẻ tưng tửng này có hơi giống với Phi Phi nhà mình. Tiếp chiêu. Hả? Tôi chết rồi. Hả? Lớp giáp này là thực sự có thể chống lại được đòn tấn công của đòn thị lục. Quả là gờ gớm. Siêu não. Sau khi mở siêu não thì mắt của mình nhìn tốc độ tấn công của đòn thị lục chậm đi, nhưng vẫn không đủ để đối phó với ông ta. Có sở hổ thì chết rồi, không kịp rồi. Tinh thần khổng ngữ. Cậu lại có thể tạm thời khống chế hành động của ta. Khống chế thì tôi ăn hành à? Mấy cái trò vật vãnh, ta tiếc ta cậu cũng có chút tài vật này thôi à. Miễn hình kim loại. Một chiêu, mỗi một chiêu đều rất là điều luyện. Mình chỉ có thể dùng năng lực khống chế tạm thời quấy nhiễu ông ấy, bằng không thì mình bị chém làm đôi rồi. Wow, có thể đánh với đoạn thủy lưu. Lẽ nào đây chính là anh hùng thần thường cấp A của lục khu? Thần thương là ai vậy? Nhìn thân thủ của cậu có lẽ đúng là không phải tiểu tật. Mấy cái người rời khỏi khu dở hàng hết đi. Ta với cậu ta có lời muốn nói. À, chúng tôi đi hết luôn sao? Sao? Đến lời của chủ nhiệm trung tâm là ta cũng không nghe sao? Ôi té gì đây? Anh dài ơi, em sẽ đợi anh ở ngoài. Tiền bối, có điều gì muốn chỉ vậy? Ta biết cậu không phải là thần thường, kiếm pháp của cậu không có cửa để so với người đó. Có điều dị năng kim loại của cậu có hơi giống hắn ta, nhưng trên người cậu mang nhiều hơn một loại dị năng, cũng có thể coi là một kẻ mạnh. Loại người như cậu tuyệt đối sẽ không vì trộn một chút lòng dạ của dị thú mà mò đến nơi này. Ta hỏi ý cậu, cậu tới đây là vì muốn truy tìm chân tướng của thế giới này sao? Chân tướng của thế giới? Ông ấy đang nói cái gì vậy? Mình cứ án bên bất động hùa theo ông ta vậy. Đúng vậy, tôi đến để tìm chân tướng. Đúng là tuổi trẻ đầy triển vọng. Nói cho người ta như cậu cũng không thành vấn đề. Không sai. Mục đích thực sự của việc thành lập trung tâm xử lý thi thể dị thú này chính là để mở ra con đường dẫn đến thế giới dị thú. Bạch Khoan. Cái gì? 15 năm trước, Bạch Khoan của Dung Thành đã được mở ra thành công. Mà Hiệp hội Anh Hùng đã phái ra một đội nhỏ gồm các anh hùng đỉnh cấp, gánh trên mình sứ mệnh của cả cao cả tiến vào thế giới dị thú. Ta cũng nằm ở trong một số đó. Trong lần hành động đó, tất cả anh hùng cấp S đều tử trận. Nhờ bọn họ liều mạng bảo vệ nên ta và hai người nữa mới có thể quay về, trở về Ý làm tình. Thực chất thì mỗi lần trung tâm xử lý thi thể dị thú đều được xây trên điểm không gian yếu ớt của Ý làm tình. Chỉ cần liên tục thiêu thi thể dị thú ở điểm yếu này thì sẽ mở ra được con đường hướng dẫn đến thế giới dị thú. Vậy con dị thú được hồi sinh này là... Đó là cách đối phó với bên ngoài. Thật ra là do quá trình va chạm với Bạch Khoan gây ra dị biến mà thôi. Loài người có ý làm tình giống như là gia súc bị dị thú nhốt ở trong chuồng. Chỉ có sức lực của kẻ mạnh mới có thể chiến thắng bọn chúng. Cậu đi đi, cho dù cậu có thuộc tổ chức nào nữa thì cũng phải luôn nhớ lấy. Chúng ta là một thành viên của nhân loại. Ông già Đồn Thị Lầu đó đúng là làm bừa. Chuyện này có thể nói ra ngoài sao? Cho dù ông ta nói thì những tổ chức khác của chúng ta cũng chưa phát rác ra được. Chỉ dựa vào chúng ta không thể nào chiếm hết cả thế giới đó được. Cuộc họp video của tổng bộ bắt đầu rồi. Có hơn 25 người tham dự, đã đủ điều kiện biểu quyết cho sự kiện cấp S rồi. Vậy thì dựa theo tình hình phân phối của Hiệp hội Anh Hùng thành phố Lộc Cạn báo cáo, chúng ta bắt đầu nghị quyết. Có nên thông báo chân tướng cho bà Soa, cho tổ chức người dị năng cấp A trên lên không? Phi Phi, em biết không, tối hôm qua anh đã biết được một chân tướng tàn khốc. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn ta đã đánh bại Đoan Thi Lù, sao chỉ có mình hắn đi ra? Dậu tiêu kìa. Đây lão à, anh không sao chứ? Không thể được. Người ngồi biết tình báo dị năng của mình. Tôi không sao, Đà Đà. Có nhìn vào mắt tôi đi. Hả? Anh sao vậy? Thôi miên. Ý? Quên đi chuyện tôi dùng dị năng lửa và kim loại đi. Nhớ kỹ, tôi đã mua áo giáp này rồi. Tôi nợ cô 1 vạn. Tập 8, tôi nợ cô 1 vạn. Ý? Ừ, anh không sao thì tốt, Tiểu Cà. Nhà tôi có vừa cấm cửa, tôi về trước đi. Lần sau chúng ta gặp lại. Tiền Đà Đà đó là rất giống em, ham tiền còn đáng yêu nữa. Phi Phi à, có lẽ trước khi báo thù thành công, anh có thể tìm được cách khiến em tỉnh lại. Biến hình kim loại, nhẫn hấp tinh, thuốc gì nào. Mình không thể bị người khác phát hiện dị năng thực sự. Phải dùng 2 thứ này để lừa được Lâu Nguyên. Còn nữa, Tỳ Sa, biến đổi. Bộ trang phục này được gọi là Tỳ Sa gì? Năng lực khác của Dầu Kê là Plasma cấp C. Có cần thiết còn có thể dùng lửa nữa. Thuộc vào cùng một tổ chức thần bí với Dầu Kê do vô số mình tạo ra. Tên thì có gọi là Phán Quyết đi. Dù sao thì ý muốn có ban đầu của chính mình là phán quyết những anh hùng sa ngã. Còn về việc kinh phí kích hoạt hoạt động của tổ chức này thì cứ để lâu đài thiếu tái xuất đi. Nè vậy đi. Ừ? Chẳng sớm rồi hả? Nó dám làm lục là phiền lục thiếu ta. À, giờ dậu kia đại lão, à xin lỗi, vừa nãy tôi ngủ quên mất. Rất vui vì cậu đến như lời đã hẹn. Xem ra cậu vẫn chọn tin lời tôi nói. À, Dầu Kê đại lão hả? Chỉ cần anh cho tôi dị năng thì muốn thì cũng có thể thương lượng được. Tiền tài nữ nhân quyền lực. Tôi không thèm những thứ đó. À dù cách có được kỹ năng rất đơn giản. Cậu nhìn vào mắt tôi đi. Thôi miên, nói tôi biết tên báo của viên thuốc sành. Sao vậy? Kết quả thất bại à? Lâu Nguyên tá bản thân một cái. Không lẽ là do mình? Bản thân Lâu Nguyên đã có dị năng rồi. Con là dị năng cấp sơ trên lên, vậy nên điều khiển rối mới không có tác dụng với cậu ta. Tấn công tinh thần. Lần trước lúc bắt nạt cậu ta ở quán bà, cậu ta cũng không đánh lại. Nhìn thì có vẻ không giống người có dị năng mà. Thử lại xem nào. Phân tích dị năng. Mà nó có thật nè. Dị năng cấp A, tên là trọng sinh, tóm tắt chỉ một lần. Sau khi chết đi, trọng sinh về một ngày trước, đánh giá cấp A. Chết rồi mới dùng được. Quá gà. Tên này còn là dị năng giả cấp A thực sự. Dị năng này tuyệt đối là vũ khí sắc bén để lật ngược ván bài. Lâu Nguyên, sau khi lấy được dị năng của cậu, tôi sẽ đối xử tốt với cậu. Bỏ ngọc dị năng mình lấy từ trung tâm xử lý dị thú vào trong người cậu ta. Tính lại đi. À đại lão, cho tôi dị năng để đã. À sao tôi ngủ quên mất gì? Cậu mệt quá nên đã ngủ quên. Không sao. Bây giờ thấy chiếc nhẫn này không? Đây là nhẫn hắc tinh do tổ chức chế tạo. Dùng nó có thể cướp đi nhân tử của dị năng trên người dị năng giả. Ui, có thể làm như vậy ư? Sau đó thì sao? Tổ chức thông qua phương thức đặc biệt chỉ có thể chế tạo nhân tử dị năng thành thuốc dị năng. Người bình thường thì cũng có thể có khả năng có dị năng. Vậy thật kỳ như vậy ư? Đại lão à, anh không lừa tôi chứ? Cậu uống thuốc dị năng này vào đi thì sẽ biết thật hay là giả ngay. Đây không phải là thuốc độc chứ? Nếu anh ta muốn ra tay với mình thì cũng sẽ không kéo đến tận bây giờ. Mặc kệ liều gì, uống luôn. Anh... Cậu sẽ sớm phát hiện sự kỳ diệu của dị năng. Ôi, toàn thân ta nóng quá. Thực ra căn bản không liên quan gì tới thuốc, mà là do ta khống chế dị năng châu ở trong người hắn. Biển hình. Wow, đồ cồn quá. Ta đi là dị năng biến thân của huyết mạch người sói. Cảm giác thấy thế nào? Đây là dị năng sao? Nhưng anh của ta cũng có thể biến thành ma lông. Ta và hắn ai mà nai yếu. Anh của người là dị năng cấp A, mà ngươi chỉ là dị năng cấp E mà thôi. Cấp E. Vậy A và E thì cách đến 3 cấp rồi đó. Trước hết đừng có nóng vội. Ngươi vừa mới gia nhập tổ chức, trên nguyên tắc thì chỉ có thể đưa cho người tôi cấp F thôi. Cái tên Lâu Nguyên này biến thành người sói rồi sao giống như con hít kỳ ngao ngáo thế nhỉ? Xem ra ta và người có duyên với nhau. Ta đổi cho người thuốc dị năng cấp E nha. Nghe lời nói này, tổ chức bọn họ hình như là dị năng cấp bậc nào cũng có. Vậy hả, không phải có nghĩ ta có thể lợi hơn trái của ta sao? Ôi, bà có thể đối cho ta thuốc cấp A không? Ê, đừng có nói bậy. Vậy ta gọi là nghĩa phụ nhà. Ta trước đây tới giờ không có gặp ai đối xử với ta như ngày đâu. Nghĩa phụ cũng không được. Tổ chức có quy tắc của tổ chức. Đợi ngươi tích lũy được một lượng công trạng nhất định thì mới có thể đổi thuốc. À, vậy được rồi. Vậy nghĩa phụ à, chúng ta rốt cuộc là tổ chức gì vậy? Nghe cho rõ đi. Tổ chức chúng ta gọi là tài quyết, do một lão đại lợi hại lập nên. Vì dưới bớt lại phân ra 12 vị quản lý cầm tình, mà ta chính là một trong các vị cầm tình giả Dầu Kê. Người lợi hại như nghĩa phụ đều là người quản lý, vậy bố phải lợi hại tới mức nào chứ? Đừng có tùy tiện suy đoán. Bố không phải là người tùy tiện lộ diện, vô cùng thần bí. À, nghĩa phụ à, ta làm sao mới nhanh chóng lập được công đi? Tổ chức tự nhiên sẽ phân bố nhiệm vụ. Hiện giờ có một nhiệm vụ giao cho người đây. Người lợi dụng thân phận đại tiêu giả của công ty kinh tế cùng luật đi điều tra tin tức liên quan tới lam sát dược hoàng. Lam sát dược hoàng là muốn đồ chơi gì vậy? Hình như là có thể tăng cường dị năng. Lần này đến Lộc Cà chính là muốn tìm ra thế lực phía sau thứ thuốc này. Có thể tăng cường dị năng, vậy là đâu tốt rồi nha. Đừng có mà đang chủ ý lên nó. Từng có một tên anh hùng dị dùng nó rồi, lỡ tay làm bị thương người dân vô tội đó. Ây da, ai lỡ tay làm dân bị thương cơ? Là vị anh hùng cấp A của công ty các người, Lý Sáng Dương. Hắn bình thường giả vờ việc hiếp, ngắm ngầm hóa ra là một tên phế vật cắn thuốc à. Cho đến khi ngươi điều tra ra tin tức hậu dụng thì chúng ta sẽ gặp lại đây. Lúc đó sẽ cho ngươi thuốc dị năng cấp D. Không thành vấn đề. À đúng rồi, có một chuyện quên nói với ngươi. Hiệu lực của thuốc chỉ có từ 1 tuần thôi. Thời gian có hạn. Ngươi phải trong vòng 1 tuần hoàn thành nhiệm vụ đó. Ý, cái gì? Quả cái gì? Thông báo tìm người, tìm hậu Dậu Kỳ đại thúc. Lúc đi mặt tới ắt khắc bào, trên mặt tới đế mặt nạ bạch kiềm. À cái tin tức vui lòng liên hệ tiền đà đà. Điện thoại 184. Ê, cái thằng ranh kia. Mày làm cái gì vậy mãi? À, xin lỗi ông chủ. À, không ngờ nhớ đầu tiền đà đà lại còn có trò này nữa chứ. Đó là vậy. Không phải là tiền đà đà sao? Cô ấy sao vậy? Cô, các người muốn gì? Con nhóc kia, ngón giao trả lại ngọc bụi đầu của thiếu chủ ra đây. Tôi không biết các người đang nói cái gì, mà trên người tôi lại không có đào. Mặc dù là một phần tiền cũng không có. Đừng có giả này. Cô hiếp thiếu gia nhà ta. Con nhỏ thì không biết gì. Dông báo châu giả đuổi đi thanh quỷ kiếm Muramasa. Không muốn chết thì giao ra đi. Muramasa là cái gì anh em nhỉ? Kiếm Muramasa là cái gì anh em nhỉ? Quỷ kiếm Muramasa. Đó không phải là vũ khí gì tôi cấp S trong truyền thuyết sao? Mà là ở trên người của tiền đà đà. Hóa ra thành đào nát đó. Quá thật là hàng xịn. Nếu đã như vậy. À thiếu chủ nào, chưa tự nghiệt qua. Các người nhấn lâm người rồi. Wow, cái cơ này cũng quá xạo chó rồi. Vừa nghe đã biết nhá đầu tham lam này đã lấy đầu rồi. Con không chịu thừa nhận. Không cần nhiều lời, ra tay đi. Quần thức tam đào lưu, ảnh thức ảnh tứ một phần thần. Hai người này vậy mà là đều là dị năng hệ truyền thừa, đáng cấp lại còn là cấp xưa trở lên. Tôi cũng không dễ ức hiếp đâu. Đây là vũ khí dị thú cấp B, liêm dụ, Thôi bày tất cả cho bổn tiểu thư. À, đi qua bao tiêu. Vâng, vào tay của bổn tiểu thư rồi, trước giờ có cái chuyện trả lại. Vì nâng cấp à? Thiếu nữ. Ê, sao đột nhiên lại có tuyết rồi? Tình hình này biến thần. Tuyết Hoa Long Quyện. Đa Đơn Trường Thành đã xảy ra chiến tranh giữa những người dị năng rồi. Mời chỉ các vị anh hùng đến gần đây đã tiếp diễn. Ôi, ấy da, đầu chết tôi rồi. Bây giờ, cô có thể ngon ngọn vào cái thứ không thuộc về cô ra đây rồi chứ? Được thôi, vậy thì xin hỏi cô gái xinh đẹp đây, cô là mất thành đao vàng hay đao bạc vậy? Úi cha, khuyên cô thành thật một chút đi, nếu không sẽ đóng bận hai chân cô về nát thành rất từng mảnh bây giờ. Chị đã chịu mềm không chịu cứng. Đồ vật mà chị đây dựa vào bản lĩnh đoạt được, quảng bỏ cũng không đưa cho cô. Anh già Dậu Kê, thanh đao nát này cho anh trời đó không lấy tiền. Em quả nhiên sớm đã nhìn thấy anh rồi. Đà, cảm ơn nha. Cái đầu xanh, cái thanh đao này cho người khác cũng không thèm đấy. À, bởi vậy em cũng không nghĩ bọn họ là vì thanh đao nát này mà tìm tới tận cửa đó. Cô ta có đồng bọn, cùng nhau lên. Thì từ thối xem chiêu. Đau này đã hút tinh thần lực của mình à? Cơ thể của mình tự hành động nè. Chỉ là anh thuộc phần thân à? Tôi toan rồi. Đi chết đi. Ngụy kiếm Muramasa. Chủ nhân cứu ta. Đạt được kỹ năng đẳng cấp gì năng cấp xưa, tên là Nhật Nghĩa Tam Đao Lưu. Giới thiệu Tam Đao Lưu đao thuật có thể kích phát đao khí công kích kẻ thù. Đánh giá cấp xưa. Thật ra trong nghiệm ngọc một thành đao cũng sẽ không lộ ra số khí đặc biệt. Không ổn rồi. Tinh thần lực bị thành đao này hút quá nhiều rồi, chịu không nổi nữa rồi. À, tập 22 tiêu rồi, xem ra hôm nay mình phải dùng dị năng trùng sinh rồi. Lại đến tôm há dị năng giả cấp A, mình không còn phần thắng nữa rồi, vẫn còn bảo triết bảo vệ mới được. Úi, tuy các người đã giết người của tôi, nhưng chỉ cần trả đồ lời đây thì tôi có thể không giết nha đầu này, đồng thời rời khỏi thành phố Lộc cả ngày. Ai nói sẽ thả cô rời khỏi phố Lộc Cạn chứ? Khu 1 là nơi các người muốn đến thì đến à, muốn đi thì đi sau. Cô gái này cái giờ cho anh đó, tôi đi thử năng lực của tên Dầu Kê kìa. Công ty có ý muốn thu nhận cậu ta, đừng có ra tay nàng quá. Không đâu, chỉ là tính sổ giúp em trai tôi trước thôi. Ui chà, anh giả Dậu Kê à? Không phải chứ, chỉ có vậy ư? Nếu ra như vậy thì mày cũng chết đi. Âm độ tuyệt đối. Kiếm ý tật phong. Cái gì? Không rồi, không đánh trúng. Không phải chứ, không phải cô ta đã vỡ rồi sao? Dạ thôi, cô ta chạy rồi, nhưng mà ở gần đây. Đi đã, anh dài Dậu Cơ đâu rồi? Cái kỳ đào chết tiệt này, hai mình chỉ chút nữa thì sức lực cũng không có. Phải làm sao mới hóa nghi thành an đi. Đây đã, nếu là vũ khí dị thú thì có phải mình cũng có thể phân tách dị năng của nó không nhỉ? Phân tách dị năng. Hoạch, có được 2.500 đơn vị năng lượng bom túi. Thế là thanh kiếm thành vô dụng rồi. Tuy rằng chưa phân tách ngọc dị năng, nhưng lại có được nhiều cục vuông năng lượng hắc ám như vậy. Tiếc nghĩ thì nguyên liệu ban đầu của thanh đao này cũng là lấy từ dị năng rồi. Bên đó mình có thể cảm giác được tất cả kim loại và bê tông cốt thép tạo thành xe ơi, máy bay, nhà lầu. Cuối cùng mình cũng có được năng lực có thể chiến đấu với người khác rồi. Quạt gió. Dạ. Đáng chết. Lột xoáy. Sao có thể? Đáng chết, bỏ tôi ra. Nè, đừng có đông đẩy. Tao sẽ dịu dàng hơn một chút với cô gái. Anh muốn làm gì? Phân tích kỹ năng. Cấp gì năng cấp A, tên gọi là tuyết nữ. Tóm lại là câu gọi là thực thần. Tuyết nữ trợ giúp bản thân chiến đấu, cũng có thể chọn dung nhập thực thần đánh giá, máy điều hòa di động vào mùa hè. Vốn nghĩ là hệ nghiên tố, không ngờ lại là hệ triệu hoán. Đây đúng là ước mơ của tất cả đàn ông mà. Thế là con nhóc thành người bình thường rồi. Sao? Đó là em gái qua đường bị anh đụng trúng à? Sao ký tức của hắn lại không giống lúc nãy nữa rồi? Cô ta không phải là người qua đường, mà là tuyết nữ. Nhưng mà đã bị tôi giải quyết rồi. Đùa cái gì chứ? Tuyết nữ là người mặc thứ không sức chiến đấu như người, có thể đến bài ư? Không tin thì đánh thử. Không tin thì đánh thử xem. Nói đi, hai người ai lên trước? Hay là cùng lên một lần? Cùng một lần đi. Chúng ta không nghi lầm chứ? Cái tên đó muốn 1 đến 2 ư? Đối thủ còn là 2 anh hùng cấp A nữa. Mà lúc của tôi một tay thôi cũng thể sự đẹp hắn. Dạ ngầu cái gì chứ? Nhìn dáng vẻ của hắn thì không giống như đang ra vẻ. Hồi tôi thành phần của người áo đen rồi. Cậu ta bá khí quá. Vậy thì sẽ xuất hiện một trận đánh vừa với hết. 1 đánh 2 hoành tráng không đi. Chứ dù là khán giả đang châm dầu vào lửa, nhưng ta cũng sẽ không đối phó cậu cùng với kích kiếm khách đâu. Làm vậy rất mất hình tượng của anh hùng cấp A. Vậy thì đáng tiếc rồi. Nếu như không, cuộc chiến 1 vs 2 nhất định rất thú vị đây. Muốn chiến thắng một đối thủ nhất định phải hiểu rõ về hắn. Vậy nên chút ăn ý ta vẫn có đi. Nhấn trên tay có chút kỳ lạ. Bí mật gì năng biến mất, có thể là liên quan tới nó. Nhất định phải đề phòng. Yên tâm đi, ta phải xem hắn đã giải quyết tuyết nữ như thế nào. Chỉ cần cậu đến bài ta thì Ma Long đương nhiên sẽ ra tay. Tới đi. Nhanh gì? Muốn không chia kiếm của ta? Nằm mơ. Thanh kiếm đó chế tạo từ nguyên liệu dị thú, không tính là kim loại khống chế được. Ngoài ra thì trên người hắn lại không có kim loại nào khác. Đến trực diện thì mình không phải là đối thủ của hắn. Làm sao đây? Mình nhất định phải nâng cấp thêm một dị năng cấp A nữa. Nếu không, rất khó nhanh chóng sẽ bị đánh bại lần tự kiếm khách. Càng không nói đến con mà lòng ở đằng sau nhìn chầm chầm nữa. Dị năng cấp A tuyết nữ, dị năng cấp E điều khiển rối. Dị năng cấp A tên là điều khiển rối. Nói tóm tắt là có thể dùng huyễn thuật gây rối cho mục tiêu cấp A, tiến hành tẩy não với đối tượng dưới cấp B, bao gồm cấp vân vân. Có thể sử dụng được sự trung thành tuyệt đối với mục tiêu trong 10 năm. Đồng thời mỗi ngày linh hồn có thể đoạt động trong cơ thể con rối trong 2 tiếng đồng hồ. Số lượng con rối không định 3. Đánh giá kỹ năng cực kỳ vô sĩ. Ê, ta sẽ không dùng nó làm những chuyện vô sĩ đâu mà. Nè, ngươi đang làm cái trò gì vậy? Coi có đánh nữa không? Đừng có gấp. Cái gì? A Canh à, em muốn ra tay với chị sao? Hả? Tì tì. Ừ? Ồ, tinh thần hệ, người quả nhiên có hai dị năng. Biết được thì cũng đã muộn rồi. Ta cũng không nghĩ đến là phải là một lần tư kiếm khách chịu gió táp mưa xa, vậy mà lại có sơ hở này sao? Người hiểu cái gì chứ? Đó là tỷ tỷ đã mất của ta. Ta không nỡ xuống tay. Lần tư kiếm khách đứng dậy đi. Tiêu rồi, kiếm khách tu rồi. Chỉ là không biết mà lòng có bắt được anh ta hay không. Trời ạ, vậy mà anh ta đã đánh bại được lần tư kiếm khách rồi. Là tôi chắc là bị anh ta quấy vòng vòng rồi. Lần tư kiếm khách vậy mà lại bị đánh ngã rè mất rồi. Lấy nào hắc y nhân để dùng tinh thần công lược? Lần tư kiếm khách vẫn luôn ở trong cảnh giới phòng bị của anh ta. Bây giờ hai tay lần tư kiếm khách rung bậy lại bậy. Xem ra thắng thua đã rõ. Đánh hay lắm anh dài tay kê. Em còn tưởng là anh bị lần tư kiếm khách đánh bại rồi chứ. Nếu như anh chết thì ai sẽ trả cho em một dạng đi. Ừ, ai đang bắn ta? Vất vả rồi. Ông đã ép bức hắn đến đường cùng rồi. Tiếp theo giao cho ta đi. Ngươi đừng có trực tiếp nhìn vào mặt hắn. Một phát trúng chiều. Người quan trọng nhất của người sẽ xuất hiện trước mặt người. Cuối cùng cũng chỉ xuất hiện rồi à? Mà lùng. Ta cảm thấy trận này sẽ có ý nghĩa không ít đâu. Chúng ta đánh cược nhé. Thú vị. Vậy ngươi muốn cược cái gì? Nếu ngươi thua thì ngươi cho ta biết bí mật về chiếc nhẫn thế nào. Đêm tối nếu cứ quan lĩnh thì đến đây mà lấy. Cùng mày mà lòng không ngốc. Ta đứng đầu ngọn gió cốt để người ta chú ý đến chiếc nhẫn hấp tình. Ừ. Nhanh thật, vậy mà còn nhanh hơn cả lần tự kiếm khách nữa. Ừ. Cái gì? Hắc y nhân không chế kim thuật mà hoàn toàn không cần dùng đến tốc độ của mà lông. Xong gì nàng chẳng qua chỉ có vậy thôi. Tên nhóc này tốc độ nhanh, công kích lại mạnh. Giáp rồng phòng ngự toàn thân cũng cao. Còn về kỹ năng phun lửa, quá bất hợp lý rồi. Ý nói là không có học. Không tồi, xương cốt rất là chắc chắn. Ngẫu nhiên khống chế. Cái gì? Anh à, ta đau quá. Cứu ta dưới. Đang chết, vậy mà ngươi lại dám biến thành địa địa đáng yêu của ta. Thật là đáng buồn nôn. Ôi gió. Ở địch, thậm chí là huyễn tượng bị hủy vẫn có thể chọc giận hắn. Ừ. Vậy mà hôm nay được nhìn thấy mà lòng biến hình hai lần. Không thể không phục được người đeo mặt nạ kích động mà lòng biến hình lần này. Đi chết đi. Chỉ dựa vào cái cây kim khí nhọn này mà muốn ngăn cản tại sao? Biến thành mũi khò. Có bản lĩnh gì thì cứ đến đây bắt ta. Người cho rằng bay thì có thể chạy thoát được sao? Biến đi. Ừ. Lẽ nào người đã quên hắc viêm của ta sao? Lúc nãy hắc viêm của mà lòng đã đốt cháy kiếm thuật. Vậy thì kiếm thuật cũng không chống chịu được bao lâu nữa rồi. Anh tỳ kia không những thực lực mạnh mẽ, chiến tôi còn sức chống. Anh ấy sẽ không sức chịu vô dụng như vậy. Ây dâu. Ừ? Cái gì? Vậy mà đấu cùng đức. Tuy rằng võ cứng chìm lụa, nếu cấp sờ cũng được một chút, tốt xấu gì cũng chỉ đấu một lần. Nhưng lúc này đây là kim thuật trưởng khống giả. Rơi xuống đi. Thái thản chi quyền. Hồi mau chạy thôi gì đứng đó, nhìn cái gì nữa. Ta si chết sao? Bây giờ bụi đã tán đi một chút rồi. Chúng ta xem thử mà lòng đất rơi vào trung tâm vẫn còn sống không. Chắc là chết rồi. Không thể nào còn sống được. Đó không phải là Viêm Điệp đáng yêu sao? Anh Mà Long anh đang ở đâu? Viêm Điệp tránh ra. Tiền bối à, chiến hồn mấy mốc. Nhìn kìa, là chiến hồn mấy mốc cấp A được cứu rồi. Tôi phải mở ra bức tường than thở mới bảo vệ được tính mạng. Tôi lại xin lỗi làm công ty mất mặt rồi. Không chết thì là tốt rồi. Cái đó con giúp không? Cô ta làm phiền cô rồi. Ai da, đâu chết mất cái tên mà lòng đó. Ra tay cũng nặng thật. Lần trước gặp phải Tuyết Nữ và Mà Lòng đều là vì ngoài ý muốn. Mục tiêu tiên quyết của mình vẫn là tập trung thuốc làm. Nhân vật và manh mối trước mắt thì có hai người. Một là Lũng Sĩ Băng Xuyên. Người này là đã giao cho Lâu Nguyên rồi. Hai là anh hùng cấp siêu nhận Bột Chùa Cây. Gần đây vừa hay các fan meeting của anh ta phải đi xem thử. Sau này mình sẽ mang đến nhiều nguy hiểm hơn nữa. Không thể muốn chung với người khác được. Tránh để liên lụy tới bọn họ. À, cuối cùng cũng về đến nhà rồi à? Ôi mẹ ơi, hết hồn luôn. Dương Hi à, mua thuốc đồng quả đó, cậu làm gì ở phòng khách vậy? À, không có gì. Đụng trúng cái cành bàn bôi chút thuốc à? À, vừa hay mọi người về rồi. Tôi muốn nói với mọi người một chuyện. Tôi phải chuyển đi rồi. Hả? Cái gì cậu muốn chuyển đi? Một người đàn ông như tôi ở cùng với mọi người đúng là không tiện lắm. Trước đây không có. Bây giờ tôi thăng chức lên luôn. Vậy nên quyết định chuyển ra ngoài. Này đã. Vậy chị Nại Tuyết phải làm sao? Cái gì mà Nại Tuyết phải làm sao chứ? Tôi và cô ấy không có gì cả. Nói vậy chứ tôi không cản cậu nữa. Dù sao thì mọi người đều có thông tin liên lạc. Sau này rảnh thì liên lạc với nhau. Tối nay tôi mời mọi người ăn một bữa. Coi như là bữa cơm chia tay. Ôi hỏng rồi. Mình nói sai ở đâu sao? Và là mới nhất 27. Nếu như muốn ăn cơm thì vẫn nên để cho người đến đông đủ thì tốt hơn. Chị Nại Tuyết xinh đẹp như vậy lại còn đối xử tốt với anh. Sao anh lại không xứng với anh ấy chứ? Anh lại đối xử với chị ấy như vậy trà nam. À đây. À, chúng ta đi ngủ trưa thôi. Anh xử lý xong chị Nại Tuyết thì tối nay ăn cơm. Nói không có tình cảm với Lâm Nại Tuyết thì là giả. Nhưng mà mình thực sự không muốn lôi kéo người vô tội vào trong nguy hiểm. Cơ không khóa. Vậy cứ đi vào là được. À xin lỗi. Cậu xin lỗi cái gì? Không phải là chúng ta không có mối quan hệ gì sao? Cô biết là tôi không có ý đó mà. Dương Huy, cậu chê xuất thân của tôi có đúng không? Sao có thể? Chứ hiểu lầm thôi. Vậy rốt cuộc tại sao cậu lại không thích tôi? Bởi vì tôi xấu sao? À không phải, có bình tĩnh lại một chút đi. Lâm Nại Tuyết à, vì chúng ta không thể có tình bạn trong sáng được sao? Tình bạn? Vậy cậu hỏi nội tâm của bản thân mình thử xem. Cậu một chút cũng không thích tôi sao? Lâm Nại Tuyết thích mình phần lớn đều là đến từ sự mất mát của cảm giác an toàn. Gần như cô ấy chia rẽ với gia đình, muốn đem nội tâm gửi gắm vào một loại tình cảm khác. Công việc thì thơm, mình không thể trả lời lại cho cô ấy. Đương nhiên, cô ta cũng sẽ nghĩ theo mặt xấu, cho rằng xuất thân, trải qua bản thân thì khiến người khác xem thường mình. Cô ta là một cô gái yếu đuối, bị người khác quan tâm mới đụng là vợ. Sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương cô ta chứ? Thật ra tôi... Có lẽ anh nói rất đúng. Lời do tôi đã quá hấp tấp, cho rằng sau cái ôm lần trước thì trong lòng của hai chúng ta đều đã có đối phương. À Tiểu Tuyết à, nhưng cho dù không phải bây giờ, tôi cũng không muốn cậu trở thành người lạ. Bây giờ cậu có thể làm bạn trai chúng của tôi được không? À, được rồi, tôi đồng ý với cô. Nào nào, uống tiếp. Mà nè, nếu như không phải quy hoàn thành nhiệm vụ của cha nuôi, thì mình sẽ không bỏ cái số tiền lớn rồi mời hắn đến đi ăn chơi như vậy đâu. Điện thoại, máy thông tin, ví tiền. Cái gì? Đây là... Lâu Nguyên, cậu đang làm cái gì thế? À, anh Lý à, tôi tìm lửa ấy mà. Không biết bật lửa của tôi mất đâu rồi. Đây nè, các em gái đâu rồi? Sao không thấy em nào nữa vậy? Các em gái đang chờ đấy. Tôi này, anh Lý nhìn trúng em nào thì tôi sẽ để em ấy hầu anh chủ đáo. Đó chính là em đó. Có đeo giày ấy. Đừng có sợ. Ai, đồ đỡ ở đâu rồi? Tìm ra rồi. Đây là kẹo à? Đây không phải mùi vị của kẹo cao su sao? Vừa lạ lấy vừa thơm, khiến cho người khác người thấy thì lại muốn ăn. Còn đúng. Ở bên trong này là thuốc viên màu xanh. À, chuyện gì? Kìa đờ mờ, gió mình hết hồn mà. Lý sáng dược mạnh như vậy sao? Trong một viên cất tôi. Anh Lý à, hai người có ổn chứ? Ây da. Cô gái kia chết rồi sao? Chết rồi. Cái địch không sao. Anh Lý đi trước đi. Tôi sẽ để người của công ty đến đây xử lý là được. Anh Lý đi thông thả nha. À, do chết Tiêu gia ta rồi. Vừa nãy mà lỡ nhớ để lộ ra sự hở thì cái mạng nhỏ của ông đây cũng không giữ được rồi. Mở nó chứ. Đó là lần thứ mấy rồi tôi khi ăn phải mấy cái viên thuốc này. Mình căn bản là không thể thống chế được sức lực nữa. Không được, mình phải bình tĩnh lại một chút. Ủa, sao lại thiếu mất một viên rồi? Bỏ đi. Giờ sao thì cách giao dịch lần sau cũng chỉ còn mấy ngày. Nhiều thêm một viên, ít thêm một viên cũng không sao. Nè, cái đầu của cậu bị ngập nước rồi sao? Bất cứ một tên đàn ông bình thường nào cũng đều sẽ không chuyển ra khỏi cái nhà trọ đó đâu. Đó đều là ảo tưởng thôi. Anh có biết sống chung với một đám con gái nó bất tiện như thế nào hay không? Xì, bất tiện mới là nơi ở của linh hồn đó. Là Phạm mà có lúc anh cũng biến thái thật đó. Ây vô, đồng chí Dương à, cậu lấy đâu ra nhiều tiền mà thuê nhà trọ tốt như vậy hả? Con trai nuôi hiếu kính của tôi đấy. Nói bẫy cậu ở đâu ra mà đã có con trai nuôi chứ? Nhất định là trúng số độc đắc rồi. Tôi này, cậu nhất định phải mời tôi một bữa đó. Nói thật thì anh cũng có tiền đâu. Ăn nó bụng thật đó. Ơi, bây giờ cũng đã là ở một mình rồi. Vừa lạ lại vừa yên tĩnh. Nói ra thì sau khi đánh nhau với Mà Long, mình vẫn chưa dùng tới dị năng hồi triệu hoán tiết nữ. Mặc dù lần trước dùng để phân giải ra một lần, thân cấp khống chế cùng rủi, nhưng mà năng lượng còn lại cũng chỉ ở dị năng cấp C. Để thử là ngự tỷ như thế nào. Ra ngoài đi, tuyết nữ. Đây, cho đã. Sao lại là một lô ly chứ? Chú nhân 30. Ui chà, sao lạnh thế? Chú nhân không sao chứ? À, chết cho đã, đừng có lại gần. Chú nhân yên tâm đi. Tiêu tuyết sẽ không làm hại để chú nhân đâu. Chỉ là nhiệt độ có hơi lạnh một chút thôi. Tiêu tuyết à, cái này mà là một chút sao? À đúng rồi, dị năng Liệt Diễm quyền lửa. Chú nhân, Tiêu tuyết có thể lại gần chút được không? Người không sợ lửa sao? Tiêu tuyết thích mấy cái thức ấm áp. Ui, ấm quá, chú nhân lợi hại quá. May mà hơi lạnh của tuyết nữ sản sinh ra chỉ là hiệu quả bị động của cô ta. Nếu không, Liệt diễn viên cấp sở của mình cũng không chịu nổi cái hơi lạnh này mất. Ủa, trên người của chủ nhân có cảm giác ấm áp. Ý, tiểu quỷ này. À, chủ nhân, nói tình cô đáng yêu thôi, bỏ đi. Chỉ có lần này thôi, không có lần sau được nghe chưa? Hát xì. Ôi lệch quá. Hồi úp lại phản hâm mộ của siêu nhân bột chua cây. Wow, siêu nhân bột chua cây tối yếu bạn. Ui, bột chua cây. Tôi yếu bạn nhất. Hôm nay mình đóng giả làm fan cuồng nhiệt để tiếp cận với siêu nhân bột chua cây. À, ai dẫm lên chân của tôi rồi kìa, đừng có nắp tóc tôi chứ. Siêu nhân bột chua cây đã chuẩn bị xong rồi. Mong không biết mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Tiền hết của mọi người có thể to hơn một chút hớ có được không? Siêu nhân bột chua cây tôi yếu bạn. Siêu nhân bột chua cây tôi yếu bạn. Mọi người đã an toàn rồi. Bởi vì tất cả nguy hiểm đã bị tôi bóp nát trong cái nắm đấm của mình. Wow. Nè, đừng có chèn lẫn chứ. Ôi chết rồi, té rồi. Ý. Hả? Cẩn thận nha, tôi đã để được bán rồi. À, là do tôi bất cẩn. Cảm ơn nha, tôi tên là Dương Hi. À, xin chào. Ôi, một chiêu cây, chiêu phán từ đó ngưỡng mộ nam sinh kia quá đi. À, xin chào. Siêu nhân bộ chùa cây, tôi là fan của anh. 31. Cái hồi gặp gỡ fan hâm mộ chết tiệt này cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Ông chủ vất vả rồi. Không vất vả thì sao? Bắt tay với nhiều người vừa bẩn lại vừa mệt như vậy. Nhanh cứ đọc. Cho lâu chùi cho tôi. Cô đi ăn cơm rồi đi. Tôi chợp mắt ở trên xe một chút. Buổi tối con phải tham gia quay chương trình khác nữa. Dạ được, có thể của ông chủ. Con chịu được không? Con chịu được hay không? Cũng phải chịu. Nhớ, thời gian tuần sau để trống cho tôi. Tôi muốn đón sinh nhật cùng với con gái của mình. À, ok ông chủ à. Vậy thì đi thôi, ăn cơm đây. Nợ mà lão tử mượn trả không hết thì nhất định phải kiếm được một số tiền lớn mới có thể bù vào. Lẽ nào ta phải đi cược thợ một ván người? À, không, lão tử không thể dính tới cái chuyện cá cược được. Người sống như vậy không phải rất mệt sao? Người lão tử cười đã đến nhụ với mã lông bộ họ. Sao lại vào đây được? Trong cơ thể của người lại có gì nàng châu của ta? Ta đương nhiên ta cảm nhận được tới đây rồi. Đừng sợ ta đến, chỉ có hỏi vài câu thôi. Sao hắn có thể đánh solo với lỗi anh hùng cấp A nhưng mà lồng và kiếm khách lãng tử chứ? Mình căn bản không có phần thắng. Vấn đề nghe theo hắn gì? Mặc dù ta và Mờ Long là ở cùng một công ty, nhưng không có nghĩa là lập trường không giống nhau. Đừng có động đến ta. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Chuyện này có thể chỉ có một mình người biết. Hãy nhìn vào mắt của ta trước đi. Khống chí cuồng rủi. Ở đây là thế giới tinh thần của siêu nhân bột chua cây sao? Mấy cái thứ này đều là quá khứ của hắn. Vậy thì rốt cuộc ký ức của thuốc viên màu xanh nằm ở đâu? Đó là thuốc màu xanh à? Người này lại. Người ăn cái này rồi thì có thể cường hóa dị năng lên rất là nhanh. Sự nghiệp sẽ đạt tới đỉnh phòng. Con có thể trả hết nợ và quay về nhà. Thật sao? Vậy thì đưa nhanh cho ta đi. Nhưng còn người dùng tình báo để trao đổi. Tình báo gì? Liên quan tới một vài bí mật của anh hùng. Anh hùng điều khiển kia, việc riêng tư rất là lộn xộn. Còn có anh hùng công phu lén lút nuôi con. Sự cần đang của anh hùng chính là tình báo mà hắn cần à? Dùng cái này mà có thể đổi viên thuốc màu xanh sao? Còn có giao dịch khác không? Bọn họ không chỉ gặp nhau một lần à? Còn có thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư à? Nghe đồn gần đây đột nhiên xuất hiện một người dị năng tên là Dầu Kê. Đúng. Hắn không chỉ ức hiếp con trai của đống sư trưởng chúng tôi, mà còn đánh cả mà lồng và kiếm khách lân tử nữa. Ngươi có biết bí mật liên quan về dị năng của hắn không? Tất cả hãy nói với ta. 4 tập. Đem hết mọi tình báo của Dầu Kê nói hết cho ta. Tôi chỉ biết là hình như hắn có thể lừa bỏ một dị năng của người khác, nhưng chưa bao giờ lộ mặt trước nhiều người như vậy. Không biết là trông như thế nào. Cho dù không thấy bộ mặt thật thì sao có thể lừa bỏ dị năng chứ? Thú vị. Tuần sau là sinh nhật của con gái người. Hãy thu thập thêm tình báo có liên quan rồi đến gặp ta. Được. Xem ra thế lực phía sau của thuộc viện màu xanh này lại nắm được điểm yếu của các người dị năng à. Sau đó thì lợi dụng viên thuốc màu xanh, cộng thêm sự ăn mòn và khống chế. Bọn họ lại khống chế nhiều anh hùng như vậy trong bóng tối, rốt cuộc có mục đích gì đây? Hậu hấn tà mẫn. Ủa, không thấy người đâu nữa. Sao bọn nuôi vẫn chưa về? Ê, lão tử sắp bị mũi cắn chết rồi đây. Con đang nói cái gì đó? Úi. Bà nuôi, bà đến rồi, người ta để bà lâu lắm rồi đó. Bà nuôi à, con đã phế sức mạnh của cẩu ngụ nhị hổ rồi. Cuối cùng thì từ trong tay của Lý Sản Dường lấy được cái này. Màu sắc và chất lượng lại phải giống với trong ký ức. Nhân bột chùa cây. Lẽ nào là cùng một loại thuốc à? Chỉ vì cái này mà Lý Sáng Dường còn thất thủ giết người. Viên thuốc này có tác dụng phụ đáng sợ như vậy sao? Vì đã thay đổi sức mạnh và danh lợi, còn mấy cái tên anh hùng kia, cái gì cũng có thể làm ra được. Còn sợ tác dụng phụ nhỏ bé này sao? À đúng hả, bà nuôi rất nói rất đúng. Cái loại người này không xứng để làm anh hùng. Vậy thì con cảm thấy anh hùng thực sự nên làm cái gì? Trời đã, câu hỏi này lẽ nào là kế thừa hy vọng có tổ chức đối với mình sao? Còn cảm thấy năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Anh hùng thì nề người, giải cứu nhân loại, không nên vì quyền danh thế lợi mà phản bội tín ngưỡng của bản thân. Ê, ta tin người mới là lạ đó. Cái người nói cái câu đó cũng chết bà nó rồi. Lấy mấy cái lời thoại copy từ điện ảnh chứ gì. Nhiệm vụ thì làm khá lắm, cộng thêm tiền vốn của tổ chức có thể đổi lấy thuốc gì đang cấp đề. Ăn cái gì mới là cấp đề? Ê, cấp thì sẽ từ từ thăng, không thể vì cái lợi trước mắt được, không cần thì dẹp đi. Cần chứ ạ. Cảm ơn bà nuôi, màu sắc cũng đẹp thật đó. Sao có cảm giác nó giống như tuồng cà chua. Trước tiên thì đã bỏ vào hai viên dị năng châu cấp E đã, nhất định là áo giáp của con Thùy. Kỳ lạ, lần này con không biến thân được nữa. Không có kích hoạt gì nàng chậu thì đương nhiên là không thể biến thân được rồi. Có thể là không hấp thụ. Con phải khởi động trước đã. Bà nuôi à, đây là muốn làm gì? Khởi động cái kiểu gì đây? Nhẫn nhìn một chút đi, vì đã trở nên mạnh hơn. Bà nuôi chỉ định ra tay tàn nhẫn với con thôi. Ai dồ, đau quá. Ấy da, đầu bà nuôi tha mạng. Ủi, đừng có đánh mặt mà. Bà nuôi à, dị năng của con quả nhiên đã thần cấp rồi. Con cảm giác là có sức mạnh còn hơn cả lần trước. Con đã hấp thu dị năng một chút rồi đó. Duy trì biến thần không mờ sao? Biến lại rồi bà nuôi. Manh mối của viên thuốc màu xanh tiếp tục theo dõi. Người dị năng sử dụng qua thuốc viên sẽ có cảm xúc không ổn định. Con phải chú ý an toàn. Ok, cảm ơn bà nuôi đã quan tâm. Con có nhiệm vụ thứ hai. Con đi thu thập tình báo của mấy tên anh hùng có đức tính xấu xa ở trong bí mật. Đây là tại sao? Tổ chức muốn chiêu mộ binh sĩ sao? Tổ chức của chúng ta không phải là người nào cũng có thể tùy tiện gia nhập vào được. Mấy anh hùng chỉ là nguyên liệu mà thôi. Nguyên liệu? Lý nào tổ chức chỉ hút đi nhân tử gì năng của bọn họ từ sao? Nếu không thì con cho rằng dược tế của dị năng từ đâu mà tới. Làm cho tốt đi, cố gắng thu thập nhiều tài liệu hơn cho cấp sở của bản thân. Thì ra bận rộn cả rửa ngày cũng chỉ mới thăng được cấp sở mà thôi. Ok bà nuôi, con sẽ đảm bảo hoàn thành được nhiệm vụ. Bờ biển đêm khuya không có người, chính là một nơi tốt đã rèn luyện năng lực cho tuyết nữ. Tuyết nữ chủ nhân Tiêu Tiết rất là nhớ người. Ôi ôi, trời đã, cái bàn chân đó. Tiêu Tiết à, bây giờ là thời gian rèn luyện năng lực, còn ngươi liền tập với chủ nhân. Nhưng mà Tiêu Tiết không muốn làm cho chủ nhân bị thương. Ngươi vẫn chỉ là triệu hoang thú cấp sơ mà thôi, không làm ta bị thương được đâu. Vậy Tiêu Tuyết sẽ xông qua đó nha. Hãy tô gan mà tấn công qua đây đi. Ủa kia là dị thú rèn luyện hết nhân. Giới thiệu: siêu thích rèn luyện cơ bắp dị thú kiêu người, sở hữu năng lực đánh nhau lớn mạnh, đánh giá cấp D. Là dị thú xâm nhập à? May mà chỉ là cấp D. Đây là dị thú đập lấp lòng mã. Giới thiệu: dị thú hệ thủy, vô cùng có sở trường chạy trên nước, đánh giá cấp D luôn. Tiểu tiết phía sau. Chết tiệt. Chối mắt thật đấy. Đây là wow, biến thành một mỹ nữ rồi. Muốn chết sao? Chịt. Cô ếch háo sắc này. Tiểu tiết à, ngươi trưởng thành rồi. Đây là hình dạng chiến đấu của ta. Wow. Vẫn mạnh như trước đây. Nó chết rồi sao? Không có, chỉ chút nữa thôi. Đó. Điện tương. Tiểu tuyết giữ nó lại. Vớt chủ nhân. Chạy đi đâu? Ấy da. Tướng quân. Tách ra. Cấp dị năng đi. Rèn luyện giới thiệu thân thể vật lý. Có thể thông qua rèn luyện và thống ngừng ngăn cấp nên mạnh hơn. Cao nhất thì có thể vượt qua gấp 5 lần so với hạn chế của lò vật. Đánh giá cưỡng ép mở ra mấy hạn chế mạnh hơn. Bạn sẽ không kiên trì được trong bao lâu. Chủ nhân à, hình như là bị sai sót cái gì đó rồi. Vậy thì ngựa đi đâu rồi? Tôi có cảm giác nó ở trong thành phố. Chúng ta đuổi theo. Tí tiết sau. Tôi mới ra ngoài được có một lúc, anh lại đột lấy quyệt cốc chết của tớ tôi. Ôi, như vậy không công bằng. Nè Tỳ Tuyết à, cô không sao chứ? Chủ nhân à, tôi tên là Linh Nại, không phải là cô nhà quê Tiểu Tuyết gì đâu. Đáng ghét đừng có hồng, đạt được như mong muốn. Tôi nhất định sẽ đứng trước mặt của anh. À, nè. Ý? Ủa? Cô là Tiểu Tuyết đúng không? Đáng hay nhưng mà đứt dây đàn rồi. Anh nhớ vừa nãy là bị Tiểu Tuyết đánh bay đi rồi. Ủa, các còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không? À, còn nhớ, đó không phải là chúng ta đang còn tập đánh nhau sao? Vì thế Tuyết nữ có hình dạng chiến đấu và hình dạng bình thường là hai nhân cách. Sao? Hơn nữa cả hai đều không có ký ức của đối phương. Tôi đã được chủ nhận xóa đầu rồi. Thì Tuyết vẫn luôn muốn được chủ nhận ôm trong lòng. Giọng nhậu cả hai bọn họ đều thèm muốn cơ thể của mình. Chủ nhân đã nói cái gì vậy? Tiểu Tuyết buồn ngủ quá đi. Buồn ngủ sao? Về nghỉ ngơi trước đi. Tạm biệt chủ nhận. Tiểu Tuyết sẽ luôn nhớ đến người. Xung sinh. Quả nhiên là có người trong đó. Tôi là một con sói chạy ở trên thảo nguyên. Ý. Ủa, cái khỉ gì thế nhỉ? Ôi mà nó. Cái đảo ngu ngốc này. Dĩ thú đã tới rồi còn đó đi. Ở đó mà ăn sao? Này. Còn mọi người nhìn kìa, ở trên đường có một người đang vẫy tì với chúng ta đấy. Chì, sẽ đua thì giỏi lắm sao? Con cuối gây chú ý cho người khác đúng là làm màu. Thì đã hình như anh ta đang nói cái gì đó. Phía sau có người, có dĩ thú, nhanh chạy đi. Cái gì? À, kịp không? Mà nó làm sao bây giờ? Có đi cứu người không ta? Ê, đây làm người tốt mà. Trường này lão tử không phải là chuyện báo động đâu. Hòa, A Vũ cứu tôi. Mập, cô hãy ôm cái này. Mập à, anh nhanh lên đi. Lô à, cô không sao là tốt rồi. Tôi sẽ... Ây da. Mập. À. Nhanh xuống đây, tôi đem cô lên bờ. Mộc đã bị kéo xuống biển rồi, cậu chỉ là để cứu Mộc. Cứu cô xong tôi sẽ đi cứu cậu ta. Nhanh xuống này đi, đến lát nữa dì Thúc sẽ tới đó. Đừng mà. Cái đờ mà. Nhìn thì ốm mà sao lại nặng như thế chứ. Đài truyền hình nhận được tin tình báo nối bên bờ biển xuất hiện dị thú và sông lớn. Vậy chúng tôi sẽ tìm thử xem tình hình tử vong và bị thương như thế nào. Hai người trẻ này xem ra là từ con chết trở về, đã thành công thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn thì anh như là Lưu Thiếu, con nhà giàu nổi tiếng ở trên mạng. Cậu ta vì một tán gái mà đến mạng cũng không cần ư? Tình bằng chuyện giống giá này gần đây lại cùng cái đám với ba của tôi đi tham gia cái hội anh hùng. Sao tôi nghe thấy hình như mùi nắm chùa ở đâu anh vậy? Có phải là cảm thấy Lý Sáng Trường đã thấy địa vị của anh hay không? Tôi mà thèm ghen ăn tức ở với cậu ta sao? Có thời gian thì nói nhảm thì hãy giúp tôi đi. Chi bằng nhanh chóng tăng cường thực lực, tôi không muốn. Mai Long, nhanh xem livestream. Ở bờ biển xuất hiện dị thú kìa, em trai của cậu cũng đang ở hiện trường. Hãy nhìn nhầm sao? Tên nhóc đó gặp phải dị thú, sớm đã bị giỏ chặt đá trong quần rồi chứ. Chạy con không kịp, thế mà con ở lại hiện trường ư? Sao có thể chứ? Bọn họ đã bị dị thú đuổi theo sát nút rồi. Hy vọng các anh hùng có thể nhanh chóng tới đây cứu kịp. Lâu Nguyên, tới này đột nhiên giả làm người tốt làm gì thế? Còn cậu chảnh vứt cái cung nữ nhân ngu ngốc bản thân tự bỏ chạy đi sau. Ôi sao không kịp nữa rồi, nhanh lên. Bị toan rồi. Lâu Nguyên, em trai đáng yêu của tôi. Chưa đã mà lòng, thì ra em trai cậu cũng có gì đang biến thôi sao? Cái gì? Em trai tôi có dị năng ở biến thuật ư? Anh hùng dị năng. Để cảm ơn anh đấy. Anh đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Tới luôn, là đàn ông thì phải xử lý dị thú. Mới mà tôi đến cứu kịp. Cứu anh. Nếu không thì đã trở thành một bộ phim bi thảm rồi. Tiếp theo phải xử lý trận chiến đấu của con trai nuôi của tôi thôi. Tập 37. Cẩn thận, bị đâm từ phía sau. Chính là cho cái động tác này của người xem chịu đi. Cuối cùng không phải là người bình thường, gặp gì lại hoang mang và bỏ chạy để người khác đến cứu nữa rồi à? Mình nhất định sẽ vượt qua đại ca và bà, trở thành anh hùng cấp S. Đứa con trai nuôi này đúng là khiến cho mình có mắt nhìn khác xưa rồi đấy. Lô à, cô không sao chứ? Đúng là khiến tôi lo gần chết đi mà. Lô, mập đâu rồi? Mập vì bảo vệ tôi mà đã bị dị thú đẩy ra biển rồi. Cái gì? Nhưng bị anh hùng kia nói sẽ giúp tôi cứu mập về. Chị đã tình huống gì đây? Ôi mà nó không động đậy được nữa rồi. Phía sau lưng của Lưu Thiếu đã bị trọng thương rồi. Còn Thơm chính diện ăn phải công kích mạnh của hai chân. Lần này đánh nhậu chưa thiệt rồi đây. Bây giờ anh sẽ qua đó sao? Tôi lo lắng cho cậu ta. Phía bên công ty chờ nhờ cậu rồi. Cái đờ mà đâu chết ông đây rồi. Lại tới nữa rồi. Không hay rồi, dị thú bị nổ tung rồi. Sao không tới được nữa rồi? Lần này mình thực sự sẽ bị phân ra làm hai. Ủa, kia là bà Nui cứu con. Bà Nui cứu con. Ai vô Lâu Thiết bị lôi vào trong kia rồi. Sẽ không chết rồi chứ? Anh hùng à, anh tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì đó. Kia là anh hùng cứu viện tới rồi. Là Dầu Kê đại lão. Trời, người tân bí Dầu Kê khoảng thời gian trước đã lên tivi kìa. Anh ta lại xuất hiện tới một lần nữa. Người làm chuyện của bản thân sở hữu dị năng để lộ ra ngoài, xem như đã giúp ta rồi. Vậy tiếp theo hãy đón xem tổ chức của viên thuốc màu xanh này sẽ ra tay với người hay không. Đúng là cái chút món chờ đó. Ôi, dị thú nhỏ bé nớt cười. Oh my god, người thân bí Dầu Kê dùng một chiều đã knock out dị thú rồi. Ai bảo ngươi làm điều ác, đem dị năng châu giao ra đây. Cướp đợt dị năng. Cướp dị năng địa, tên là cao thủ lực sống, giới thiệu thì có thể tự do hành động ở trên mặt nước và khống chế tiến hành cùng cái tỷ lầu đánh giá. Dùng đã rớt đi thì được chứ rất là tiện lợi đó nha. Nếu tình người có thể giúp ta thu hút sự chú ý của tổ chức viên thuốc màu xanh, công lao sẽ nhường lại cho người đó cùng trai nuôi à? Ừ. Vết thương đã kịp thời bằng bó rồi, tốt quá rồi. Có lẽ sẽ không nguy hiểm tới tính mạng đâu. À rồi, chết tôi rồi, đây là tôi anh hùng quá tốt rồi. Anh vào một đất bình an quay về rồi. À, tôi không phải là anh hùng. Nhưng mà chuyện nhỏ tuổi mà, dù thì mình nữa để không chặt như vậy chứ, đè lên vết thương cái tới rồi. Lâu Nguyên, anh lại thay đổi lớn như vậy, không phải trên mạng đều nói là anh là có nhà giàu chú dụng ư? Ừ, đó đều là giả thôi. Lâu Nguyên, tôi sẽ làm đã anh hùng chính nghĩa, Dầu Kê đái thân sẽ bảo vệ cho mọi người. Ừ, cảm ơn ơn cứu mạng của bà nội, sau này cũng nhất định sẽ dốc hết sức để hiếu kính với người. À đúng rồi, Dầu Kê kia mới là cây mạnh thực sự đấy, sau khi giết yêu thú đã rơi khỏi đây. Ủa, ông là tỳ kéo của Lâu Nguyên có đã làm trái với điều lệ của pháp luật dị năng, mời cậu ấy đi tới hiệp hội anh hùng với tổ một chuyện. Kia là gì? Cậu có nhìn thấy cái nhận dạng trên quần áo hiệp hội anh hùng quanh ta không? Người hiệp hội anh hùng bọn họ thích nói chuyện bao đồng ở nhà, nhưng mà làm việc lại đâu ra đấy. Còn không phải sao, ông ta tên là Bàn Giải Quán Nhân, luôn thích lấy cái cớ đường đường trên chính làm cái chuyện kinh tởm đó mà. Tôi chỉ vì muốn cứu người, cho dù lý do là gì, cậu không có quyền sử dụng dị năng ở nơi công cộng, sử dụng thuộc về hành vi phạm pháp. Bây giờ mời cậu đi theo tôi ngay lập tức. Chuyện này sẽ có công ty kinh tế cùng lộ xử lý. Tôi xem được ai dám điểm trái của mò lông tôi đi hỏi. Là má lông, anh hùng mà lông cấp á. Anh à, tại sao anh lại tới đây rồi? Xem ra năng lượng tự trị trị của người xoáy cũng khá mạnh đấy. Vết thương của em đã không còn gì tạo tác nữa rồi. À Nguyên à, sau này không được làm càng nữa. Em biết rồi, anh đúng là lắm lời. Nói đến như vậy thì hy vọng quý công ty có thể giải thích hợp tình hợp lý với hiệp hội anh hùng, nếu còn sẽ không thuyết phục được đâu. Ở Nghiền chứ bao giờ thể hiện ra thiên phú dị năng, sao đột nhiên lại trở thành người dị năng rồi? 39. Dị năng của thủy nguyên tố hệ à? Nguyên tố hệ mình đã có mấy cái rồi. Điện tường, mạnh hỏa, kim loại, công chế, cao thủ lực sống. Nếu như có thể thu thập đầy đủ tất cả dị năng nguyên tố thì dung hợp lại thành một thể, thì đến lúc đó nhất định sẽ vô cùng thú vị. Phi Phi sử dụng nhiều kỹ năng như vậy, tôi mới hiểu được cái sự lớn mạnh của dị năng. Có lẽ tôi nên tìm kiếm dị năng hay chữa trị, có lẽ có thể chữa trị cho cậu. Nhưng mà tôi nên đi đâu để tìm tình báo của người dị năng chữa trị đây? Hiện tại chỉ có thể thử lén vào trong cơ thể của siêu nhân. Một chú cây đã thăm dò tình báo thôi. Không chỉ còn rủi. Lên lên. Ui. Tứ chi linh hoạt, nắm giác vang lại nhanh nhẹn, liên thế phụ thần của khống chế con rủi, hiệu quả rất thành công mà. Khống chế kim loại phát động. Xem ra dị năng cháu vẫn còn đang lưu lại ở trong cơ thể của bản thân. Không hề di chuyển theo linh thể. Tìm bối à, tôi sẽ không đi với anh đâu. Nếu như anh dám động tay chân, đừng trách tôi không khách khí. Ủa? Không khách khí à? Cô đừng có hiểu lầm chứ. Đã vào công ty kinh tế anh hùng thường lòng của chúng tôi, làm thực tập sinh thì phải nghe theo quy tắc của công ty. Tự hỏi các cô gái nào không phải dựa vào thân hình và khuôn mặt để lên chức chứ? Hoặc là cô hầu hạ tôi cho tốt, hoặc là đi hầu hạ cho lợi lỗ. Anh ấy là anh hùng cấp A, thủ lĩnh của tổ chức thánh đồ. Anh ấy là người biết dùng dị năng chữa trị, sẽ giúp cô hoạt động gần cốt một chút. Dị năng chữa trị, đúng là ông trời đã giúp mình mà. Tôi không cần anh cút đi. Ây vô. Ây, cái đờ mờ, đứa nào đã bay lão tử như vậy? Ta chính là hóa thần của chính nghĩa, là thần giáng xuống để trừng phạt người đi. Anh hùng một chùa kỳ, nghĩa là cái thá gì chứ? Có đến 10 người cũng không lo được cái chuyện báo động không? Nếu như người có em gái hoặc là con gái bị người khác dùng quy tắc, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Cô ta đã làm từ tầm sinh âm thầm trong mấy năm nay ở công ty. Đừng có nhìn bên ngoài cô ta vùng vẫy chứ, nhưng thực ra nội tâm sớm đã là muốn giành lấy cái thớ cơ hội này rồi. Người nói bậy ta không có. Cô phải nghĩ cho rõ, giao dịch này một khi đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại được đâu. Ước nguyện ban đầu muốn trở thành anh hùng là gì đều lẫn lộn. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã cứu tôi siêu nhân bột chùa cây. Anh là một người tốt. Cớm rồi rắn bả. Ủa? Đời nói biến thân của người này còn phải ăn bột chùa cây. Thời gian biến thân cũng chỉ có 15 phút. Nhưng mà bây giờ tình hình này anh đi đâu mà tìm được bột chứ? Cái thằng nhà quơ hạt giết của ta, luật bay đi mất tiêu rồi. Có biết kết cục nói chuyện báo động là gì không? Ừ, kết cục là gì nào? Chính là bị tách đập cho chết. Biến thân bột chùa cây. Nà ní. Ừ. Xích chút nữa thì quên mất người có thể biến thần kiểu như con nhộng. Nhưng mà ta biết người chỉ có thể kiên trì 15 phút. Đợi cái thời gian qua, tao sẽ ra ngoài đánh đến khi người phải gọi tao là bà. 15 phút. Mặc dù vì nàng chầu không thể đi theo linh thể, nhưng có thể tăng cường sức mạnh tinh thần, có quan hệ mật thiết với linh thể. Sau khi bị thu thập được nhiều dị năng chầu, sức mạnh tinh thần của mình mặc dù lớn mạnh đến mức đáng sợ, mà là dị năng do sức mạnh yếu của sức mạnh tinh thần khống chế. Vì một chùa cầy chỉ có thể kiên trì trong vòng 15 phút. Bởi vì hắn mà không thể khống chế được sức mạnh một cách chính xác, chỉ có thể phát huy hết sức lực cho tới khi nản lòng. Mà mình thì có thể sử dụng sức mạnh tinh thần để khống chế dị năng trong vài giây, tung quyền sử dụng hết sức lực. Như vậy thì thời gian biến thân của tao tăng lên gấp đôi và tiếp tục duy trì. Ồ, nấp qua đây à? Chuột nhắt, thích là trốn trui trốn nhủi. Người dựa vào cái gì mà có thể tìm thấy tại chỗ cái đầu mờ? Người có còn là anh hùng cấp bờ nữa không vậy? Có lẽ người không biết rồi, thật ra tao vẫn luôn che giấu năng lực của bản thân. Hôm nay xem như tao thua, cứ thả tao đi. Công ty sẽ gọi công ty Tần Lòng cho ngươi chút lợi ích. Nói cứ như giống như là sau khi ngươi quay về sẽ còn vướng chân ta nữa vậy. Nhưng mà ngươi cũng đang nhắc nhở ta. Trời đã, ngươi muốn làm cái gì? Không lẽ ngươi có sở thích về mặt đó chứ? À thì huynh đệ, à không đại ca, có gì thì từ từ nói, đừng có làm như vậy chứ. Có một cách tốt để có thể chỉnh đúng cái tình cặn bã, lại có thể tránh được để cái tên này tìm siêu nhau một chùa cây tên sổ. Qua đi cưng. Cậu gì nền để cái lục đồ của tôi, áo anh tao mang. Có mấy cái tấm ảnh này rồi, tình cặn bã đó không dám làm phiền nữ sinh, bà xíu nhắn một chùa cây nữa rồi. Ảnh mới trong điện thoại thì không thể xóa, để tránh dấu hiệu ở trong rừng có thể gây rắc rối. Mà nhắc nhở hắn ta như vậy chắc cũng đã yếu thôi. Để rồi nếu như đã lấy được tin tức mà mình muốn, cũng nên rời khỏi cái thời này thôi. Không chế còn rồi kết thúc. Ủa, mình đây là tập 41. Mình vẫn còn đá trong vườn hoa. Lẽ nào mình vừa mới ngủ gật vậy sao? Mấy cái tấm ấy, ảnh mới trong điện thoại không thể nào xóa được, để tránh dấu hiệu ở trong rừng gây rắc rối. Nhưng mà cái ảnh gì đây hết trời? Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy trời, má ơi! Chi nhánh của thành phố Lộc Cảng Hiệp hội Anh Hùng. Hội trưởng chi nhánh của thành phố Lộc Cảng Hiệp hội Anh Hùng Ngô Tự Ký. Phó hội trưởng Âu Dương Ngạn. Kế hoạch bố trí căn phòng của quý đầu tiên, còn các vị hỗ trợ sức lực. Chuyện này rất là quan trọng, không được cầu thả. Trải qua kế hoạch lần này, dân chúng sẽ xây dựng lên một hình tượng người tiền phòng phản kích thế giới dị thú. Chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ hiệp hội sức mình, thì đã xứng đáng vì hiệp hội và nhân loại. Đừng đụng đến bà dị thú, anh hùng chúng tôi quý không từ chối. Ý nghĩa của hội nghị lần này chính là mỗi tổ chức hoặc là một công ty phái một anh hùng cấp A để xử lý sát của dị thú, gia nhập vào kiểm soát bạch cổng điểm. Mặc dù là tai hại rất rõ ràng, nhưng chỉ cần xây dựng lên hình tượng người tiền phòng thì nhất định sẽ kiếm được một món tiền lớn. Coi trọng nhất, còn có tình báo nói rằng thế giới dị thú có thể tùy có trang bị hoặc là vật phẩm thần cấp dị năng. Đây mới là nguyên nhân khiến cho các đại anh hùng động lòng. Ở cái nơi này thực lực mới là thứ quan trọng. Người có dị năng sở hữu sức mạnh mới là mấu chốt của tổ chức. Vật phẩm đặc thù tăng cấp dị năng. Phần thân phát động. Thì ra phần thân là cái nguyên lý này à? Nhưng mà bản thân cũng thật là lạ thật đấy. Ủa, làm thế nào mới phân phối được dị năng cho hắn được đây? Điện tượng khống chế kim loại. Trước tiên thì phải giảm khống chế kim loại xuống, tăng cấp điện tượng lên cấp A, không phải có dị năng cấp B hỗ trợ. Liver dị năng cấp B tên là ảnh động, số lượng thì ảnh phần thần, số lượng phần thần 3. Trong chiến đấu có thể thay đổi bản thân và vị trí bề phần thần thì có thể khống chế được vũ khí tiến hành công kích. Đánh giá thiếu một người thì có thể thành lập một đội bóng rổ. Dầu Kê là người cao ngạo bá đạo, thế thì mày sẽ là vô tình lạnh lùng thấy đồ. Lần này đi thu hoạch dị năng của thủ lĩnh Tánh Đồ sẽ cho mày làm Tánh Đồ Tỳ Sa, khu vực thứ hai của thành phố Sa Châu. Trước khi tới đây thì mình thực sự không ngờ lại nóng đến như vậy. Hành khách của khu vực số 1 lên xe không? Bà nuôi và ta liễu thanh với tổ chức Thánh Đồ mà bà bảo con điều tra, con đã gửi vào trong mail của bà rồi. Chúc bà má đó thành công. Thành phố Sa Châu đạt nhất chính là người đánh bại, viên cầu đi tới mấy cái sòng bạc cỡ lớn như Samba và Adibet. Đảm bảo tiền cầu thắng được cũng có thể bình an quay về khách sạn. Chật trai à, nhưng cậu trẻ tuổi như vậy, đẹp trai như vậy, tôi sẽ giới thiệu thơm cho tốt cho cậu nhé. Là nơi nào? Dream of Paris. Con gái ở đó vô cùng nhiệt tình, giá cả thì cũng không cao. Tên cả người này mà cũng phát triển ở Sài Gòn quá nhưng rất hỗn loạn. Sài cả đến khách sạn Seton rồi. Tổng cộng là 500 ý lệ làm. Gấp 5 lần sao? Có phải là anh đã nhìn giá sai rồi không? Không nhìn nhầm đầu nhưng nhân phí khác là phí giới thiệu lần đầu. Cậu tới xem như tới dạy cho cậu tiết học đầu tiên ở khu vực số 2 này. Nhảy rình à? Tôi nghĩ giữa mấy trọc ý làm trệ và cái mạng nhỏ của cậu không cần phải do dự nữa rồi, có đúng không? Đương nhiên là không do dự rồi. Người cần lên lớp là anh mới đúng. Khổng chế còn rủi. Tiên sinh à, đây là thẻ phòng của anh. Có bất cứ chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho Lễ Tân. Cảm ơn. Thật sự không thể ngờ vị tiên sinh kia là có thể để cho tài xế giả mạng của người bán địa giúp anh ta vận chuyển hành lý. Ui, thật là lợi hại. Đúng vậy đó, không biết anh ta có muốn ăn cơm tối với tôi không nhỉ? Tôi làm cho việc lát nữa anh để hành lý ở trong phòng tôi thì có thể rời khỏi đây. Hãy nhớ sau này phải cách ký với người của khu số 1 một chút. Tương lai chủ nhận tổ chức thánh đồ, người dị năng cấp C, tay vượt lộn đeo mặt nạ, hiện tại đang ở phòng 441 tầng 37 khách sạn Seton. Hóa trang đại pháp. Đến đây nào. Này nào, qua đây đi. Điềm tâm à, và nổ một cái nào. Hả? À, chuyện gì? Ai? Tập 43. Đàn bà Thúy, cô không nhanh chóng lấy cho ta. Ôi, cái tên nằm nhân chết tiệt. Chứ dù ngươi là ai đi nữa, nếu đã khiến ta có cơ hội hấp thụ năng lực đáng sợ thì ngươi chỉ có cũng được chết mà thôi. Chịu chết đi. Năng lực không chỉ cái bóng à? Ngươi chính là dùng cái bóng để lén lút vào đây có đúng không? Hành tương lệnh lùng đó đúng là khó diễn thật. Nhưng mà đóng vậy nhân vật thì mình rất nghiêm túc. Nếu không phải hai nữ nhân này cung cấp cho mình chút sức mạnh, e rằng bây giờ mình để nghe cái cơ hội gì đốn cũng không có. Đúng là tàn ác thật. Rốt cuộc ngươi lại lấy nào ngươi không biết? Ngươi có tổ chức thánh đồ tại sao? Cẩn thận ta báo với cấp trên tổ chức để ngươi khắc lột giả của ngươi. Ta đang hỏi người đấy bị cấm rồi sao đã kìa. Quyền của mình không hờ nè. Lần này cuối cùng cũng có thể đánh trúng được hắn rồi. Nà đi. Đi. Đừng giết tao mà. Nếu còn tí tới tuyệt đối không ta cho ngươi đâu. Còn gì nành đó hãy ta cho tôi đi. Đô gà mờ. Dị năng tách đã hoàn thành. Dị năng cấp C. Tên mặt nạ đáng sợ giới thiệu có thể hấp thu sự sợ hãi để tăng cường sức mạnh. Thời gian bảo lưu của sức mạnh đáng sợ là 30 phút. Đánh giá rạp chiếu phim kinh dị là nơi phát huy tốt nhất. Người cứ đến làm cái gì ta, gì đã của ta đâu. Nhặt ra lại đi cho ta. Nếu còn tự nói cho công ta cho người đúng. Thế thì để ta xem thử. Tế từ trong miệng của người nói lại. Phát động không chế của rủi. Kiếu hiển thị án ta cũng đã từng trải qua một số trận hỗn chiến dị năng. Quỳ sắp chết rồi sao? Ta sẽ khiến cho người cho đi sống lại, nhưng ngươi phải thề luôn trung thành với thánh đồ. Ta thì vết thường không thấy đâu nữa. Lẽ nào mình thực sự đã sống lại rồi? Tôi xin thề mãi mãi trung thành với thánh đồ, trung thành với ngài Hoàng Minh Tế Tự. Khống chế còn đuổi. Đó là container màu đỏ ở trong ký ức của tên vật lộn đeo mặt nạ có nhắc tới. Tị huyết Mai Quế. Nghe đồn có một nhà đầu tiên là phong ấn chi kiếm đã biết được địa điểm mà các người giấu hàng. Cô ta chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, Mai Quế đại nhân. Chỉ cần một lệnh của ngài tôi lập tức sẽ đi giải quyết cô ta. Tam Hải quân hồ. Giải quyết cô ta là anh hùng cấp A, chỉ dựa vào ngươi mà có thể giải quyết cô ta sao? Đại địa pháp sư cấp A thì đã sao chứ? Chúng ta đường đường là thánh đồ mà còn sợ anh hùng cấp A sao? Đúng lâu tề nhà đầu không biết điều. Các ngươi đi bắt cô ta về đây để cô ta nếm thử mùi vị thiếu nữ cấp A. Tuân lệnh tế tự đại nhân. Vậy thì tiếng nhận xin lùi xuống trước. Tay vật lộn đeo mặt nạ người qua đây. Thơm Hải Quận. Ông đại nhân có gì dặn dò? Có lô hàng từ khu vực số 1 đến cảng ở thùng container màu đỏ. Ngày mai ta phải ta quay đó xem thử. Nếu có tin tức của phòng ấn chi kiếm lập tức thông báo cho ta. À đúng rồi, mỗi một lô hàng sẽ có tốn hao là chuyện bình thường. Người đi xử lý là được rồi, không cần phải lãng phí cơ hội mà ta được cho người. Rõ. Không biết lần này ngụy trang có thành công hay không nữa. Hàng tốt rút cuộc là chỉ cái gì đây? Khổ vận tay à, chuyện nhỏ thôi. Điền tường. Không ngờ container chỉ là giả dối mà thật sự đều ở phía dưới đất. Trong không khí con kem thấy một mùi máu tanh. Có người cảnh gác à? Ừ. Mặt nạ đại nhân, hôm nay có chuyện gì không? Có, ngày hôm nay đã thùi gần đấy có một mối làm ăn lớn sắp tới rồi. Mấy tiểu quỷ này một phút cũng còn chịu ý một. Tiểu quỷ, lý nào là... đưa ta vào đó xem thử. Đừng có không nữa, lòng ổn đến mực nợ đại nhân thì bị ăn roi đúng không? Thánh đồ đạn ghét là chỉ giấu người ở nơi này. Xem ra bọn họ cũng là những đứa trẻ từ các khu vực khác bị bắt đến đây. Con nhỏ như vậy, lớn nhất chỉ tới tầm 15-16 tuổi. Cái đó người này lại coi thường sinh mạng như vậy, mình nhất định phải bắt những người này có tham dự phải trả giá. Tầm 45, đánh chết người mà kịp. Dám cắn lão tử, xem ta có đánh chết người không? Dừng lại, ngươi cái chuyện là hắn sao? Đúng vậy đó, mặt này là nhọn à, tới đây đến lén cắn đôi tay của tôi. Ánh mắt cũng không tệ. Nguyên nhân là cái gì? Cái này có thể là gì chứ? Đương nhiên là hắn không có ý tốt rồi. Muốn làm gì với em gái của tên nhóc này? Tổ chức thánh đồ đường lan sóng nhọn. Cái gì? Đáng tiếc không thành, người thì đã bị dọa cho chết khiếp rồi. Trạm súc sinh này, vấn đề của ta không phải cậu đang đương nghi lễ sao? Sao lại đi tới cái nơi này rồi? Hàm gái kia tôi giới thiệu không tệ chứ? Có giới thiệu thì đương nhiên là tuyệt rồi. Nhưng mà hôm nay tôi qua đây là muốn thấy Thâm Hải quần hồn đại nhân, kiểm tra lại tình trạng của hàng hóa. Ta xuống, không thiếu tiền chồng thì có ta bán được kiếm tiền rồi. Con giữ cho hắn một mạ sao? Bò đi chứ dù không còn răng. Thì tiểu quỷ ở khu vực số 1 này cũng bán được với giá cao. Ta sẽ giết chết các ngươi. Cố gắng thở một chút đi, cậu lập tức sẽ được như ý muốn thôi. Cậu nghe hiểu hắn nói cái gì sao? Không chỉ nghe hiểu, ta còn thành toàn nghiền vọng của cậu ta. Nếu không, ta đến đây vô ích rồi. Ngươi nói có đúng không? Chết, không nói nhiều. Tại sao? Có lẽ tại vì ta và cậu ta cùng đến một từ khu vực. Người không phải là mặt đá. Xảy ra chuyện gì vậy, mặt nạ đại nhân? Các người đều phải chết. Mọ nó. Ây da. Đi. Chị đi đâu? Vì năng cướp được hoàn thành. Đi, chuyện gì xảy ra? Tôi tên Diệp Phạm, anh lại. Anh rút cuộc lại là người đi cứu cậu. Nhưng tôi đã nhìn thấy anh đã khiếp những đứa trẻ ở đây này. Rất nhanh cậu sẽ biết rút cuộc lại xảy ra chuyện gì ngay thôi. Diệp Phạm, để tôi vài phút tới xử lý xong những người bên ngoài kìa đã. Phi Phi, bật lại hắn nhanh lên. Chết đi cái đám cặn bã. Rất lợi hại đấy. Nè, ngươi gây rối à? Anh hùng hát nhập vào thành. Ta và ngươi cùng đánh nhau. Đánh hắn, xem tự hắn chạy như thế nào. Ok, ngươi hãy ra tay trước đi. Ngươi cầm màu miêu xít. Lên. Đây là âm nhạc của hắn có thể công kích, kích thích sự đau đớn của thần kinh người khác. May mà lực tinh thần của mình đã đủ mạnh lớn rồi. Nhưng mà cái đứa trẻ thì không thể tiếp tục nghe được nữa rồi. Phải nhanh chóng giải quyết hắn. Mình phải giả vờ một chút mới được. Căn bản không có ai có thể chống lại được âm nhạc của mình. Người hãy xuống địa ngục đi. Tao biến rồi quay lại. Nani? Ây da. Cứu ta. Ăn máu nè. Người thật sự lại đánh chết hắn rồi. Tại sao? Tại sao lại phản bội tổ chức? Tại sao à? Đương nhiên là vì những đứa trẻ này rồi. Là vì chính nghĩa rồi. Chính nghĩa? Mặt nạ đã nhậu chuyện xấu mà trước đây người là quỷ thì sao chứ? Cho dù người đánh bại được ta cũng không thể nào rời khỏi được đây nào, nơi này đâu. Nói cho người biết, Thâm Hải quần hồn đại nhân đang ở trên đường tới đây rồi. Nhanh tới đây để tìm cái chết sao? Thế thì ta sẽ thành toàn cho các người. Dần khê tối làm chàng ngốc. Anh hùng là đây. Tập 47. Nờ mờ tàng điên đi, chết đi. Chết đi. Ừ, trả lại cho ngươi. Đâu thật. Đây cả cả anh bị thương rồi. Vì đây có mọi người mà chú vết thương nhỏ này đã là gì chứ. Nhanh ra ngoài đi. Mọi người được cái chàng lớn. Xếp hàng vào đi ra ngoài. Diệp Phàm, sự đau khổ kỳ còn với sức mạnh. Tôi không muốn nhận nữa. Tôi muốn trở nên mạnh hơn giống như anh. Anh có thể dạy tôi không? Được, nhưng quan trọng là cậu mày mãi trung thành với tôi. Có thể làm được không? Tôi có thể làm được. Tôi sẽ trở thành thuộc hạ trung thành nhất của anh. Khốn chí cuồng rủi. Vậy thì để cho cậu được tội nguyện. Ở chủ nhận đây là đường lan đao nhận. Vì nàng châu có thể để tay trước của cậu biến thành đường làng đao nhận. Cậu tạm thời có thể dùng nó để bảo vệ bản thân mình. Cảm ơn chủ nhân. Tiếp theo phải xử lý mấy cái xác này rồi. Cướp đoạt. Lần trước tốn nhiều sức lực mới lấy được hai vị dị nàng cấp đệ tử chỗ của đoàn luyện Hòa Nhận và Đạp Lãng Lồng Mã. Mà bây giờ chốc lát đã tu lập được nhiều như vậy. Còn người nếu mà so với dị thú thì cũng không nhầm nhò gì. Trước tiên phải đem ảnh đồn thăng cấp đến cấp A. Lần này sẽ càng ổn định hơn. Với cúng tế ánh sáng cấp dị nàng cấp A, tên là ảnh đồn, giới thiệu thì ảnh phần thần ra số lượng là 5. Trong chiến đấu thì có thể thấy độ bản thần, bản thể và vị trí ảnh phần thần, có thể dùng để chế tạo vũ khí khi cầm bóng để tiến hành công kích. Anh Lại, chuẩn bị đưa những đứa trẻ đi đâu? Nói ngay. Cô Lại, tôi và là chị Bà Lan. Chị Bà Lan, chị Bà Lan à, anh ấy đã cứu bọn em. Đúng vậy, đơn vậy đó, chị gái nồng mà. Anh trai này là vì có bọn em nên là bị thương rồi, cho nên hiếu làm anh ấy. À, là như vậy sao? Thật là ngại quá. Không sao, cô chính là anh hùng cấp 3 đúng không? Phong ấn chi kiếm lăng sĩ. Đúng vậy đó, tôi chẳng được đám buồn bán. Người thì mới có thể tìm tới chỗ này. Không ngờ cô còn nhanh hơn tôi một bước. Sớm đã cứu được bọn nó ra khỏi mà quật. Xin lỗi nhé, chị đến trở rồi. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Anh chỉ cứu em. Cứu mạng với. Ô mẹ ơi. Chủ nhân, đừng có vội, tôi cứu bọn họ. Cứu. Nói ra khiến người ta muốn cười rất cả hàm răng. Anh con tưởng mình là anh hùng chắc. Triết mày coi, tám hại quần hồn. Đại địa pháp sư đám sầu kiến này, mở mang tầm mắt đáng sợ của chút thánh đồ một chút đi. Dĩ năng hồi mà. Phát động dị năng quy mô rất lớn, mệt người đấy. Nhưng mà có hồi mà do tế từ đại nhân ban tặng, thì dị năng còn lại của ta tất cả đều đã hồi phục. Phòng ẩn chi kiếm và cô tánh độ không phải thứ để người động vào được đâu. Bây giờ bọn ta chịu trôi đi, ta vẫn giữ cho ngươi một con đường sống. Còn về cái đám rác rưởi phản bội, tánh độ mãi mãi ở lại đây đi. Ai mãi mãi lại đây còn chưa chắc đâu. Nơi như chỉ là bà tới dị năng cấp bờ, mình còn có thể đối phó, nhưng bây giờ có Hoàng Minh Tế Tự, người dị năng cấp A, cấp 3 này hỗ trợ thì khó ra tay rồi. Chi viện của hiệp hội anh hùng đang trên đường tới. Các người còn còn cố, chỉ có con đường chết. Nếu còn không nhanh thả người đầu hàng. Đã nhanh thân nhanh, trước khi hiệp hội anh hùng tới thì bắt lấy cô ta. Sức mạnh phòng ấn giấy lại có thể phát này ra năng lượng lớn mạnh như vậy. Còn mỗi dành là anh hùng cấp A. Dạ thủ trận. Phòng ấn dòng nước chảy xiết. Kiếm trẫm. Làm cây chết tay đi. Dạ là dùng đứa trẻ làm tấm bia đỡ đạt quá bị ổi. Lương thiện chính nghĩa là điểm yếu lớn nhất của các người. Có một vài con tin này, xem thử các người đến trả hay không đây. Cái gì? Xíu chút nữa thì hãy cái mặt nạ thứ hai của ta rồi đấy. 49. Ây da. Chờ đã. Thánh quan dị trụ. Cái tôi nói thằng này là dị năng như là cũng bút vậy đó. Chỉ còn có tế tự đại nhân ở đây thì bọn ta chính là cơ thể bất tử. Tăng bớt. trở nên độc ác hơn rồi. Hoàng Minh Tế Tự đã tạo hiệu quả tăng bước lên rồi. Vì nó của bọn họ sẽ tăng lì cấp A trong khoảng thời gian ngắn. Chết rồi, hắn đã tích trữ lực. Nếu như dưới sự duy trì của trang bức thì phát động thành công, lực phá hội nhất định sẽ vượt qua dị năng cấp A. Công kích trong phạm lượng lớn sẽ ảnh hưởng đến những đứa trẻ, nhất định phải cứu được tất cả mọi người trước khi phát động. Vô món chỉ kiếm, chứ còn bây giờ cô có thể tạm thời ngăn chặn hai người kia, chuyện còn lại cứ để tôi giải quyết. Anh thật sự có thể xử lý công kích dị năng của đại địa pháp sư các đứa trẻ thì sao? Hãy tin tôi. Tại sao nhìn ta vừa thần bí lại vừa đáng tin cậy như vậy? Mình có cảm giác có thể tin tưởng anh ta. Nơi đây như vậy tôi sẽ giúp anh mở đường. Vòng mẫn tiệp giấy. Chết tiệt, đàn bà túi cô không nhìn muốn giúp tôi. Đã nói bao nhiêu lần rồi không được gọi tôi như thế rồi mà. Mời cô Chí Tình. Đây là cái gì? Sức mạnh của tôi đã bị biến mất rồi sao? Dược hóa phần thần, cô ta có thể kích dụng vòng mà sầu trong đáy lòng của người. Bây giờ phải cảm thấy khắp người đang rất khó chịu và nóng bừng lên hay không? Ai, ta hại bị đau cổ họng. Thế nào tiếng nhà đầu? Có con anh ấy yêu thương em hay không? Vòng món tinh thần, giấy. Cái gì? Chưa nghe nói nữa. Vòng món chỉ kiếm con gì nó hồi tinh thần. Đấy là gì năng gần đây ta mới lãnh ngộ được. Sau khi bị dồn vào chỗ chết mà sinh ra. Xem ra hiệu quả không tệ, cảm giác người đã cho dục vọng của ta phải tiết rồi đấy. Sao ngươi có thể? Ra ngồi đi. Úi, cứu tôi với. Đi. Vừa mới xuất hiện đã chết luôn. Cảm ơn Tích Từ Đại Nhân đã sử dụng vì nó bảo hộ kết để cứu ta. Nếu không ta sớm đã bị cuốn vào trong vũ nổ rồi. Đúng là thứ vô dụng. Vốn dĩ có thể nhẹ nhàng giải quyết vòng món chỉ kiếm, làm y người thần bí đánh cho tới tả như vậy, để ngày cả hai thành viên cấp bệ cũng bị tổn thất. Đại Nhân ạ, thánh đồ đã mất đi của điểm. Mặc dù bị thương đến gần cốt, nhưng tổ chức vẫn còn có thể chịu đựng được. Quả tờ chỉ còn ta còn sống thì địa vị thánh đồ ở Sa Châu sẽ không bị lùng lây. Người thần bí này là một kích có thể đỡ được vì năng cấp 3 của Tăng Phúc. Thực lực đáng sợ, còn hơn cả mình rồi. Vẫn nên chạy trốn trước thì hơn. Chạy rồi. Cho ngươi sống thêm vài phút đấy. Dị năng của ngươi thuộc về ta rồi. Cướp đoạt dị năng cấp B, tên là Tham Hại Hồn Linh. Giới thiệu thì cường hóa ra sức mạnh nước trong cơ thể, tăng cấp tốc độ. Chỉ còn có một chút nước tồn tại thì có thể chế tạo ra sóng biển. Phần thần nước đánh giá là nước vàng năng. Tiếp theo là tiêu huyết mài khôi. Phong món chi kiếm ra tay tàn nhẫn thực đấy. Cướp đoạt dị năng hoàn thành. Dị năng cấp B tên là Thủy Huyết Mài Khôi. Giới thiệu là lợi dụng máu của bản thân chịu hóa dị leo hoa hồng. Hoa hồng có thể giải phóng ra chất kích dục đánh kẻ địch, khiến cho dị leo bị nổ. Đánh giá hoa hồng luôn cơ gai. Đem hai dị năng này vận giải đến cấp F, rồi cộng thêm dị năng thứ hòa châu được trước đây, thì mình có thể thăng lên cấp dị năng cấp A rồi. Dị năng cấp A siêu não. Giới thiệu thì cường hóa thị giác, tính giác, cứu giác, xúc giác, di giác, qua giác, qua từ xấu. Cường hóa năng lực hài hòa, cơ thể phát ra sống công kích tinh thần đánh kẻ địch, đánh giá quân địa và mối đợi cụ không. Hình thành xúc vì xúc à? Vậy thì tất cả đều rõ nét như vậy. Tính vậy rồi sao? Dị năng của anh rốt cuộc là lý về gì vậy? Lại có thể tạo ra thành vụ nổ vì lột mới lớn như vậy. À, anh tên gì? Tổ chức Tài Quyết Tỳ Sa. Tài Quyết à, như tổ chức từng nghe thấy cái tổ chức này trong hiệp hội anh hùng. Chị đã, cái đứa trẻ đâu rồi? Ngay phía sau cô đấy. Thì chị lăn che. Ô, bọn em sợ quá. Tập quá rồi mấy đứa không sao. Sao mấy đứa lại chị thoát được? Là cái bóng đèn của chủ nhân cứu bọn em đó. Có rất nhiều bóng đèn của chủ nhân. Bóng đèn của chủ nhân sao? Anh ấy không chế cái bóng trước rồi từ từ cắt hết mấy cái gì lèo nhốt bọn em, sau đó tha bọn em xuống dưới đất. Trước khi xảy nổ vụ nổ thì anh ấy là dùng cái bóng tạo thành một cái chụp hình tròn để bảo vệ chúng em. Vậy chủ nhân là Tỳ Sa. Anh lại suy nghĩ chu đáo như vậy, cảm ơn. À, người đâu? Người đâu rồi? Ở đây lại hội anh hùng đã đi vào khu vực cần cai quản, nghiêm cấm tất cả những người tự ý hành động. Tập 51. Đây là hiện trường là chìm đầu tiên. Khi tôi làm phóng viên thực tập, xin hỏi ý, tiếp theo tôi sẽ làm cái gì? Đi phỏng vấn phóng ấn chi kia một chút đi. Xin chào, tôi là phóng viên thực tập của hiệp hội anh hùng tên là Lâm Đại Tuyết. Muốn phỏng vấn cô có được không? Đương nhiên, tôi là Lan Trê, phóng ấn chi kiếm anh hùng cấp A của hiệp hội anh hùng. Hiệp hội anh hùng sau khi nhận được tin tức của cô mới tới bến cảng Sa Châu. Bây giờ đến bến cảng một mớ hỗn loạn rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Xin lỗi, tôi đã để cho mọi người lo lắng. Tôi vì giải cứu các đứa trẻ bị buôn bán bất hợp pháp ở tổ chức Thánh Đồ ở Sa Châu. Liên quan tới tổ chức tội phạm, tôi cũng có nghe qua một chút. Bộ họ là tội phạm ung dung hợp pháp, vòng pháp luật ở Sa Châu. Hy vọng chính phủ có thể điều tra triệt để vụ án này. Không biết hội đồng vi pháp như vậy còn tiến hành trong bao lâu. Tôi không dễ gì mới tin được đôi tin tức nội bộ. Cuối cùng đã có được những đứa trẻ này. Ôi, tôi lại đáng thương được cứu rồi, tốt quá. Hiệp hội nông nhất phải trừng trị nghiêm khắc Thánh Đồ. Nhưng mà nếu như có một mình tôi đối diện với thủ lĩnh của Thánh Đồ, ấy là không có được nhìn đứa trẻ này. May mà có một người thần bí để giúp đỡ. Hả? Người thần bí? Thực lực của anh ta ở trên tôi, thậm chí một kích có thể đánh phá được gì năng cấp A tan biến. Mấy người có nhìn thấy cái hũ bốc cháy đằng kia không? Anh ta đeo mặt nạ có hình màu vàng con rắn rất kỳ lạ, nói bản thân là tổ chức tài quý tên là Tỳ Sa. Nhưng mà hình như anh ta không có đây. Hoàng Minh Tế Tự đã chạy rồi. Anh ta đã đuổi theo từ phương hướng kia. Ta đã đưa gì này còn lại dùng ở trên người của ngươi rồi. Mà pháp nghiện tổ thủ của người có thể xử lý từng kia hay không? Có lẽ là được. Ta đã bố trí gì này gặp nơi. Nếu như hắn lấy dòng điện tường công kích chúng ta, tuyệt đối là không có hiệu quả. Tìm chiếc xe đi. Chúng ta đi tìm một nơi khác để lẩn tránh một khoảng thời gian. Cậu muốn chạy à? Ở đây chính là nơi trông các người rồi. Chà rồi. Ai lỗi gọi điện vào ngay lúc này chứ? Sao lại thời tiết vào lúc này quấy lại gọi điện thoại cho mình làm cái gì chứ? Ai thấy đồ thần tốc. Alo, Tiêu Tuyết sao? Sao vậy? Là người bình thường, không được lừa là quan sát thêm chút nữa. Bạn trai, anh đố xem em đang ở đâu nè? Ở đâu ư? Em không phải ở nhà sao? Em đã sao ở Sa Châu để hiếp bà bối à? Chà chú, tại sao có ý là ở Sa Châu? Sa Châu? Lỗi như vậy em đến đó làm cái gì? Không sao, chỉ là em muốn nói với em khoảng thời gian trước đây em đã tìm được một công việc rất lợi hại đấy. Cái gì công việc? Em đã trở thành phóng viên thực tập của hiệp hội anh hùng chính là vừa nãy. Vừa nãy em mới phỏng vấn xong phỏng vấn chi kiếm. Bây giờ chuẩn bị đi phỏng vấn người thần bí Tỳ Sa đấy. Cái gì? Vì có hiệp hội anh hùng ở đây, Tiểu Tuyết rất nhanh có thể tìm thấy mình. Nhất định phải đã nhanh thắng nhanh thôi. Em tuyệt thật đấy. Vì đã chúc mừng em đã nhận được chức, anh phải chuẩn bị một món quà lớn cho em nhé. Cấp mấy trước đây Dương Phi, cậu đúng là biết nhiều thật đấy. Tôi chờ cậu. Hóa ra là cặp tin nhắn gọi điện thoại đúng là chua thật. Ý đồ thần tốc. Cậu đúng, chúng ta bị lừa rồi. Hắn đã tới đây rồi. Diệt hắn ở bên kia. Hãy đỡ như sinh vật huyền thủ tối nhị bén này hành động để cho hắn khó lên một chút, 1 đấu 10 đi. Mỗi một sinh vật ra đây đều có thể khiêu chiến người gì này cấp A. Bọn họ sẽ không có thời gian để phản ứng. Đi. Sao có thể chứ? Người không phải là người gì đang ở điện sao? Ai nói với người ta chỉ có gì nàng hơi điên chứ? Đồ ngu. Người lại là người dây đang sống hiệp có sao? Ui, ta không cam tâm. Người thà ta một con đường sống, ta nguyện dùng thành ý lớn nhất để báo đáp lại cho người. Có người sống trên thế giới này không phải chỉ vì lợi ích, nhiều lúc chính là vì chỉ nghĩa. Hắn cũng đã ăn viên thuốc một sành nữa. Biến hình. Đây là giờ người ép ta. Lão tử không chỉ là một bà mẹ bỉm sữa, ta cũng có thủ đoạn cuối cùng. Gì đây? Kiếm từ trong miệng ư? Cảm giác giống như là cây kiếm trong tay của lần chè vậy. Không ngờ đúng không? Lão tử còn có thương thẩm phán. đột kích của Thường Thánh, giải tập 53. Đại hạ sẽ cập nhật hết toàn bộ truyện tới phần mới nhất nhé. Tu tập đi vô hạn đột kích, phun bộ liền dưới phần mô tả nhé. Hãy tổng phán tụi nhân đi. Và ông sáng này vẫn luôn đi theo mình. Ui cha. Thì tôi nhảy đi, đừng vậy rối phiền phức, ta sẽ xuyên qua đến đâu của người. Phiền phức rồi, chỉ còn bị thường một chút mà lực phá hồi lớn cũng sẽ xuyên qua cả tiểu trì. Điểm sáng này đã lấp đầy cả thiền hòa bản, khiến nó có thể bắt được địa điểm dân cho của mình trong nháy mắt. Vậy thì thế thì muốn sợ tốc độ với ta rồi. Tốc độ, cái gì mà nhanh hơn cả tốc độ sáng của ta chứ? Siêu não. Tốc độ sáng ư? Sao qua được tốc độ âm thanh chứ? Tôi nghĩ trong ánh sáng. Vậy? Gì đang tới thần? Người lại là người gì đang báo hệ sâu? Chúa trị. Đơn chừa nữa, nếu còn người sẽ chết tới một lần nữa đấy. Phát động bác lì. Người dị năng cấp A, tên là Hoàng Minh Tâm, giới thiệu là hồi ma, là có thể hồi phục thể lực của người dị năng dưới cấp B. Biên độ tăng trưởng là có thể tăng dị năng cho người dị năng dưới cấp B, che giấu, có thể che giấu thân hình của người dị năng dưới cấp A. Thánh quang trị vũ, có thể chữa trị vết thương cho mục tiêu dưới cấp A. Thương thẩm phán, dùng thương thẩm phán lưỡng hoàng đứng ứng thành tình hóa của kẻ địch, đánh giá có thể chặn, có thể đánh, dị năng hệ truyền thừa hiếm có. Trị vũ. Không ngờ tên này cũng có viên thuốc màu xanh, xích trước nó đi chích chắc rồi. Cướp đột gì nè, gì năng hệ thụ sao? Có thể lợi dụng được. Kỹ năng cấp bề, tên là Pháp Sư Đại Địa. Giới thiệu, lợi dụng nguyên tố thổ để thay đổi địa hình, triệu hoán sinh vật triệu hoán thổ để tiến hành cộng kích, đánh giá có thể mới được một sở thú. Ồ, đây lấy võ anh hùng. Đã đi vào khu vực cai quản rồi. Biến hình thần cấp. Ở đây giao lại cho bọn họ xử lý vậy. Tiếng vàng giống như trước đây của chúng ta đã nghe thấy khắp nơi, hiện trường đều là tường và mặt đất bị nứt ra, giống như đã trải qua một cuộc chiến đấu ác liệt. Kia là vị thủ lĩnh Hoàng Minh Tế Tự của tổ chức Thánh Đô Sa Châu. Xem kìa, bên trên cũng có một người. Đây cũng là thuộc hạ của Hoàng Minh Tế Tự. Tôi xin lỗi. Có đi ngơi ngơi một chút đi, Tiêu Lâm. Đi Tuyết à, em vào hồn chưa? Dương Hi Sơn lại đây. Khi em gọi điện thoại trong lúc anh đã gần đây, nhìn thấy hồ anh hùng trận thị lớn như vậy, biết ngay là em đã tới đây. Đã nghe hết tại sao anh lại không nhìn thấy bộ dạng đầy tinh thần khi em đã phỏng vấn, đã nhìn thấy bộ dạng thứ tao như vậy chứ? Mật mạc chết đi được, lần đầu tiên phỏng vấn đã như vậy rồi. Không sao, em có như thế nào thì cũng xinh đẹp. Xây rồi, xong việc là phải tu dọn chiến trường cho tốt rồi. Tiêu Lâm, cô đã đỡ hơn chút nào chưa? Cái gì anh nhảy? Đó có viện đã cứu được cô gái bị thánh trò bắt đi. Cô có muốn đi phỏng vấn chút không? Tôi lập tức qua đó ngay. Dương Hi, anh đưa em một chút. Đã ghé thì ra mình có còn chút cơ hội nào nữa rồi. Chắc chắn rồi. Mình rất nhanh, Hoàng Chi Tâm sẽ quay về cứu cậu Thôi Phi Phi. Bây giờ mình đã gần như đã gồm được tất cả dị năng nguyên tố, bao gồm phòng thủy hộ thổ, còn có quang ám, mộc, kim và điện. Vậy thì nhân vật thần bí thứ ba của tổ chức đã đến lúc phải ra sân rồi. Cứ gọi là thần long đi. Tâm viện trung tâm Sa Châu. Mọi người hãy xuống hết đi, xếp hàng rồi đi theo tôi. Tôi sẽ đưa mọi người đi kiểm tra sức khỏe. Tìm loại như vậy cũng chưa thấy được chủ nhân. Chủ nhân? Bỗng chế còn rủi. Em gái của cậu à? Tôi biết em ấy đã chết rồi, nhưng tôi chỉ muốn đem em ấy về nhà, không muốn đem ấy ở chỗ như vậy. Còn cậu nên cảm thấy may mắn vì đã luôn đem theo cô ấy bên cạnh. Tôi cảm giác cô ta của cuộc sống chỉ là vô cùng suy yếu mà thôi. Là thật sao? Thánh quan trì dụ. Anh trai, nhịp xuống. Diệp Phạm, cậu cũng hồi phục lại một chút đi. Đợi lát nữa hai người rời khỏi nơi này, đừng để người khác phát hiện chuyện cô ta đã hồi phục trong thời gian ngắn. Chủ nhân, cứ gọi tôi là thủ lĩnh là được. Số tiền này là tổ chức cho hai người. Em gái cậu tôi còn nhỏ như vậy, đã để hết cậu ấy sớm quay lại cuộc sống bình thường. Và tôi chỉ có một yêu cầu đối với cậu, hãy thi vào hệ anh hùng của Đại học Yên Kinh. Nhưng phải sợ gì mang lớn mạnh mới được. Chuyện này cậu không cần lo lắng. Cho cậu gì nàng Châu đoàn luyện nè, lợi dụng nó và vào hài lũy bò ngựa. Trước đó đối với cậu vào được Đại học Yến Kinh rồi. Các vị nàng sợ tên gọi là đoàn luyện, giới thiệu là ngũ cảm, sức mạnh và tốc độ có thể thông qua rèn luyện không ngừng để trở nên mạnh hơn. Hạn mức cao nhất gấp 10 lần tiền phú của chủng tộc bản thân, đánh giá có thể luyện gấp 3 lần. Đã là người xuất sắc. Tập 55. Yên tâm đi thủ lĩnh, tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong chờ của anh đâu. Sớm cho tốt vào, đừng có chủ động tìm tôi sẽ liên hệ với cậu sau. Thái độ Dương Hi, Tiểu Tuyết, anh chị đi đâu vậy hả? Em tìm anh cả ngày trời. Do bác sĩ chăm sóc mấy đứa nhỏ thôi. Sao vậy? Cũng không có gì. Mấy đứa nhỏ cuối cùng cũng đã an toàn rồi. Hiệp hội đang phụ trách liên hệ với người nhà của bọn họ. Còn có một vài người không có nơi trở về thì sao? Bọn họ sẽ thu nhận được vào viện ở nuôi dưỡng. Viện nuôi dưỡng thì cũng là một gia đình lớn. Hy vọng bọn họ có thể trở thành khỏe mạnh. Wow, mấy ngày này vất vả cho anh rồi Dương Hi. Thì tí cả nhanh tới đây đi, chuẩn bị họp rồi. Em còn có nhiều công việc phải xử lý lắm. Vài ngày nữa gặp nhau ở Lộc Cạn nhé. Bạn trai nhà mình vì đã ghét là bị cướp mất cơ hội trước nữa rồi. Tại sân bay Sa Châu. Phi Phi, hy vọng Thánh Hoàng Trì Vũ sẽ có tác dụng với cậu. Thánh Hoàng không một chút phản ứng. Nà đi. Phi Phi không tỉnh lại. Chữa trị thất bại rồi sao? Sao lại như vậy chứ? Đây là cái gì vậy? Chị đã, mấy sáng màu xanh này sắp tách ra và mạnh hơn, và nó chứng tính thần lực của cô ta. Xem ra bây giờ chỉ dựa vào dì nàng hoàng mình chị Tâm cũng không giải quyết được những ánh sáng màu xanh này. Nhưng mà để cho nó tiếp tục phát triển, Phi Phi sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Mình không thể hành động chậm hơn nữa rồi. Muốn giải quyết dứt điểm vấn đề trên người của Phi Phi, mình phải đích thân đi gặp những người đàn ông đội mũ và phần phát tú vi màu xanh kia. Biến trạng, phân thân, khống chế kim loại. Trước đó mình phải tăng cấp thực lực một chút. Mình sẽ đem ba dì nàng này tiến hành tăng cấp. Dì nàng cấp sơ, tên gọi thì biến trạng, giới thiệu có thể hoàn thành thay đổi không trong 0,01 giây, đủ để thay đổi thể hình, bề ngoài và giọng nói, đồng thời có thể xảy ra dừng tính cách cụ thể, cung cấp diễn xuất hỗ trợ, đánh giá. Cuộc đời giống như một trò chơi, tất cả đều rơi vào diễn xuất mới và linh hồn. Cấp dị năng cấp sở, tên gọi thì phần thân, giới thiệu sáng tạo ra một phần thân, sở hữu 1/8 thực lực của bản thể, thời gian tồn tại là nửa tiếng đồng hồ, đánh giá chỉ còn gian dạ thì có thể mở ra đại lục mới. Cho đến bây giờ thì mình cũng chỉ tích lũy được gì nàng. Tuyệt đối phải xem thử đột phá đến cấp S xem thế nào. Cuối cùng dì nàng cấp S, tên gọi là khống chế kim loại, giới thiệu có thể khống chế kim loại có thể xung quanh 1,000,000 mét, trong trọng lượng khống chế lớn nhất là 10,000 tấn, đánh giá bạn mới là thần của kim loại. Đây chính là dì nàng cấp S sao? Mình càng lúc càng mong chờ gặp mặt người đàn ông đội mũ già kia rồi. Khống chế còn rỗi. Đã lâu không gặp rồi. Siêu nhân một trụ cây. Gần đây các người có tin báo gì mới không? Đương nhiên lần trước không phải là người muốn tình báo của Dầu Kê sao? Gần đây ta đã tìm được một cái, không biết người đã gồm đủ tiền đó mua nó chưa? Nói như tình báo của người là sự thật, vậy thì ít nhất cũng xứng đáng với tù lao 2 con số. Mà em trước, ngươi đã nghe qua chuyện thánh đồ đã bị xử, bị người khác xử lý ở Sa Châu chưa? Đương nhiên, lần chờ phụng ấn chi kiếm của hiệp hội anh hùng làm. Trong báo cáo đó, lần chờ đã nói ra tin tức quan trọng. Cô ta, hủy hội thánh đồ, còn có một người khác tên là Tỳ Sa. Ta cũng biết rõ việc này. Tỳ Sa và Dậu Kê đến để tổ chức của tài quyết. Nhưng tình báo này không phải đã công khai với mọi người rồi sao? Nhưng mà người còn biết Dậu Kê và Tỳ Sa bọn họ là người dị năng song hệ sao? Dị năng song hệ còn có lẽ là điều kiện lựa chọn thành viên của tổ chức. Bọn họ chính là dị năng song hệ. Không, dưới dị năng Ngươi có gì nàng sống hề vô cùng hiếm. Đây thật sự là có thể sao? Ý của ngươi là gì? Ngươi đã từng nhìn thấy thứ này chưa? Tệ thuốc gì nàng? Tệ thuốc gì nàng? Đúng vậy, chính là tệ thuốc có thể khiến cho có người lấy được gì nàng uống nó. Người không có gì nàng thì có thể sở hữu gì nàng. Nhưng mà vốn gì là có thì có thể thêm một chút. Vô lý, ngươi làm thế nào mà để chứng minh nó là thật? Ngươi biết gì nàng của ta chỉ là tăng cường hơi thở. Đến bây giờ ta sẽ thị phạm cho người xem một chút. Dị năng hồi ái. Ta đã từng giao dịch với Dầu Kê, vì thế mới biết nhiều như vậy. Cùng mày mà nhờ có viên thuốc màu xanh của bọn họ, ta mới tin sự tồn tại của thứ này. Cái này khiến người khác khó mà tin được. Thế người có biết nguyên liệu của tệ thuốc này là gì không? Cái này thì ta còn biết. Tình báo của ta nhiều như vậy, người đưa ra thù lao cho ta đi. Tình báo không tệ. Ở đây có 15 viên thuốc. Chờ chút, ta có một câu hỏi muốn hỏi người. Nói đi. Gần đây ta phát hiện trên người có rất nhiều lần xuất hiện là do viên thuốc màu xanh này gây ra sao? Ta sẽ như thế nào? Đó chỉ là một chút tác dụng phụ mà thôi, các hạ không cần phải để ý đến. Mong chờ lần sau gặp mặt siêu nhận một chùa cây. Giải trừ biến trạng. Tập 56. Giải trừ biến trạng. Rõ ràng sau khi mở thống sẽ nuốt chửng hết tinh thần lực, nhưng là bị nói là tác dụng phụ từ sau. Các người rốt cuộc là đang chế giấu âm mưu gì vậy? Bà chứ giờ là vì con gái của ông, cũng đừng uống thuốc này nữa. Hãy tự sắp xếp ổn thỏa đi. Bà, sao bà lại ngủ trên sân thượng vậy? À, xin lỗi Điềm, hình như bà không cẩn thận ngủ quên mất rồi. Bà nói dối, bà nói sẽ cùng còn tổ chức sinh nhật mà. Bà, đây là cái gì vậy? Đưa cho bà, đó không phải là đồ chơi. Mình quả thật là lên sân thượng để tìm người đàn ông đội mũ dạ, đổi thuốc màu xanh. Nhưng đổi từ lúc nào mình cũng không có chút ấn tượng nào vậy. Kỳ lạ thật. Đi thôi Điềm, chúng ta về các bánh sinh nhật. Yeah. Mình không thể chịu đựng được mấy ngày dưỡng thường quỷ quái này nữa. Ôi, cái này không làm, cái kia cũng không làm. Lúc nào mới có tớ tám mình ra ngoài đi. Đã trở như vậy rồi, ông ấy có trong phòng sách để làm gì vậy ta? Bà sớm nghỉ ngơi đi. Không có người ở đây à? Đây là thứ gì lại khiến cho ông ấy ngày đêm bận rộn nghiên cứu vì ta? Yêu cầu bố trí kế hoạch bạch soạn điểm ở Lộc Cảng. Lộc Cảng? Cái đờ mờ, không ngờ có chuyện như vậy. Đây còn phải là cơ hội tốt nhất để mình trở thành anh hùng cơ thể sau. Tại phòng photocopy. À, giờ Vương Hi à, con không biết quay về để đi làm sao? Anh đang làm cái gì vậy? Tiêu Lao Đệ, con không phải là bạn cô ở Phạm Bằng sao? Có một thằng điên chạy tới tòa soạn, nói là muốn đăng thông báo tìm người. Tôi rất thân với cậu ta, giúp đỡ chút đi. Thông báo tìm người? Tìm anh họ Lý thật giả. Họ Lý? Anh họ? Huy vẫn chưa nghe qua nhân vật này. Cái này nhìn là biết là em hiểu rồi. Đi ra đi, đừng có chặn tôi photo. Phát hiện gì đâu xâm nhập thám họ cấp à? Các thị dân hãy lập tức đi về nơi tị nạn. Anh hùng trên cấp bệ đang đi đường mình nguyệt thể chi viện. Ôi cái đầu mé, tôi nói gì đây? Đường Minh Nguyệt, đó không phải là ở khu gần chung cư mà mình và Tiểu Tuyết trước ở đây ở chung sao? Alo Tiểu Tuyết, bây giờ em đang ở đâu? Nhà trọ của em dì Thú. Chuyện gì? Em gái Lâm sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chạy cái gì hả? Cậu cũng không phải là anh hùng thì đi có tác dụng gì chứ? Tiểu Tuyết, anh không thể để mất em một lần nữa. Hả? Chủ tinh dị thú cấp A tên là Thôn Phệ Hồn, giới thiệu có thể phát ra tiếng gào sắc bén để công kích kẻ địch. Giá có toàn thân sắc nhọn dị thường, công kích bình thường rất là khó chọc thủng, rất thích ăn cơm người. Con người là dị thú vô cùng đáng sợ, đánh giá chuột là sinh vật giảo hoạt không gì đối phó. Dị thú cấp A ít nhất thì phải 3 tiểu đội anh hùng trên cấp A thì mới có thể xử lý được, mà lúc nãy chỉ còn có anh hùng cấp B thành làm anh hùng cấp C Viêm Điệp. Vô y rung, Viêm Điệp mau né ra. Viêm Điệp à, cô qua đây làm cái gì? Anh hùng cấp sơ ở trước mặt bọn nó chỉ là tấm bia đỡ đạn mà thôi. À tôi gần đây nhìn thấy Thành làm tiền bối, đã mua mình nên muốn qua đây giúp đỡ. À, cô... Cú Mãn... Hả? Cú Mãn... Vì viện nắm chắc lấy tay tôi. Cổ tụi chi này Tuyết, Tôi chưa muốn chết đâu, tôi còn chưa muốn chết đâu. Vì vậy cô bình tĩnh vào trong đi, tôi lập tức sẽ cứu cô lên ngay. Kỳ nhanh lên đi, tôi chưa muốn chết đâu. Ây da. À. Rồi tôi vẫn chưa chết sao? Thì dọn không mày bị cuốn vào chiến đấu. Ai mà không sợ chứ. Anh hùng cấp sở viên địa của công ty, anh đào đến các bạn đây. Chị đã, còn một chị gái nữa đâu? Ý, ở chỗ kia. Các bạn khán giả thân mến, vừa nãy quả thật là có một thứ gì đó bay qua đây. Là thứ gì thì tôi cũng nhìn còn rõ, nhưng mà chị gái bên kia đã bị đem đi rồi. Tránh ra. Liệt phòng phát động. Ây da. À, xin lỗi Tiểu Tuyết, anh đến trễ rồi. Chữa trị thần tốc. Đã chữa trị xong vết thương rồi, sẽ không còn đau nữa đâu. Tôi vẫn chưa chết. Trời đã, anh không phải là Dầu Kê với chính vừa tả ở trên mạng sao? Là anh đã cứu tôi sao? Đi ngang qua mà thôi. À, xin lỗi Tiểu Tuyết, anh vẫn không thể tiết lộ thần phận với em được. Nếu không sẽ đem phim phớt tới cho em. Cô yên ngâm một chút đi rồi hãy đi về nơi tị nạn. Này chưa đã. Kỳ lạ rõ ràng. Lần đầu gặp anh ta nhưng sao cảm giác lại rất quen thuộc. Phân thân. Hai dị năng Hoàng Minh Dị Tầm và Tuyết Nữ sẽ là năng lực của người. Nếu như đã có sở trường chữa trị hỗ trợ các dị năng băng hệ thì xác lập làm con gái đi. Biển tràng. Ui đúng là cái hệ thống vô địch. Tập số 10. Thành viên thứ ba của tài quyết đã được sinh ra, tên là Mạo Thọ. Nghĩ đi có mà những kẻ gặp tai nạn kia đi, đơn đỡ bọn ta bọn họ gia tăng thêm thương vong nữa. Rõ. Tiếp theo chính là giải quyết con chuột thối này rồi. Chị đã, kia là ai vậy? Tôi vừa mới được nghỉ phép quay về thì đã gặp phát chuyện rồi. Bạo liệt quyền cơ, trị an của thành phố Lộc Cảng đúng là khiến người khác lộ không yên tâm mà. Và kia là không phải là anh hùng cấp A thiên tài nhất trong 10 năm gần đây ở thành phố Lộc Cảng sao? Hello, mọi người có còn nhớ tôi không? Ồ, nếu đã có anh hùng xử lý vậy thì mình cũng xem thực lực của cô ta trước rồi tính tiếp. Một chuột lớn như vậy nhất định là rất thích bị đánh rồi. Thì ta đánh cho sướng nha. Thì mối nhận tránh ra công kích của âm ba của nó có lực sát thương rất lớn. Không tự sao mà biết có thể đỡ được hay không. U là trời. Âm bảo liệt quyền cơ rõ ràng có thể nhẹ nhàng tránh hết được công kích của con chuột phệ hồn, nhưng mà cô ấy lại lựa chọn nghênh chiến chính diện. Quả nhiên là phong cách của cô ấy. Chết kìa con. Thử đấm của ta đi. Tiếp tục đi chuột lớn. Sao con gào nữa đi. Ui vui quá đi. Vui quá Đúng là một tên điên con. Đồ phá hoại này cũng ngang bằng dị thú rồi. Ui cẩn thận. Cảm ơn cô. Cô là anh hùng của công ty nào vậy? Sao từ trước này vẫn chưa gặp qua? Tôi biết Mạo Thọ. Nè cô ta là ai vậy? Body sexy thật đấy, nhưng đây là mỹ nữ đã xuất hiện trong một tận tiền tài tổ chức tài quyết này đúng là tập hợp đại lão à. Đó là Viêm Điệp và bạn của Tiểu Tuyết. Bọn họ từ trên trời rơi xuống. Đó đã bị thương rất nặng, có thể cứu bọn họ không? Thực chữa trị. Và vết thương của bọn họ đã khỏi cả rồi. Đây là dị năng thực kỳ gì vậy? Người đẹp lại tốt bụng, con sao dị năng chữa trị mạnh như vậy? Mọi người phải nhanh chóng rời khỏi khi tị nạn đi, để tránh khỏi bị thương lần nữa. Chuyện gì? Ôi tiếng gào thét này không giống như vừa nãy. Cảm giác đầu óc sắp nổ tung rồi. Đã ghét dị thú sắp nổ rồi. Chết rồi, hắn đã hấp thụ tất cả linh hồn của người gặp nạn. Thì mọi ở đây rốt cuộc là sao vậy? Con chuột tối này đang thôn về tất cả năng lượng linh thể của người chết rồi. Vợ thường con chuột này lấy tôi không phục tội bố rồi. Đối diện với chuột phế hồn như vậy thế lực Bảo Quyền của tiền bối có thể nắm chắc được mấy phần hay không? Các anh hồn chí viện đó đâu? Tiêu Mồi hãy rút lui trước đi. Tôi cảm thấy chỗ phệ hồn này sắp bị nổ rồi. Nhưng mà im lặng chút cho ta của chỗ túi. À, lần này có lẽ đánh bại nó rồi chứ. Ừ. Lại với trò này lấy người rác rưởi. Dạ. Mình không thể ngã xuống được nữa. Nhất định phải nhanh lên giải quyết dĩ túc này. Tiền bối, sao con ở đây không sẽ chết sao? Tôi cũng là anh hùng gì này chức nghiệp. Phía sau có rất nhiều người còn phải bảo vệ. Sao có thể chạy trốn khi đối diện với dị thú chứ? Mọi người mau nhìn kìa. Đây chính là cái anh hùng gì này chức nghiệp đảng tổng kính của thành phố Lộc Cảng. Hỗn sự. Chết nè. Vào lúc nguy hiểm nhất, Dầu Kê người dị năng siêu cấp A lại xuất hiện ư? Hơn nữa bên cạnh của cô ấy, cô anh ấy lại có một thờm chị gái xinh đẹp nữa. Wow, quá chi là chuẩn mực. Bọn họ dự định làm cái gì vậy? Tôi cũng không biết, nhưng có lẽ là định cứu chúng ta. Đi. Tôi biết rồi. Con dị thú này sợ kỹ năng tự khôi phục của năng lượng thôn phệ không phải là thứ dễ dàng có thể giải quyết được. Vì thế quan trọng nhất là phải phá giải kỹ năng tự chữa trị của nó. Phá như thế nào đây? Bịt mồm nó lại sao? Bịt mồm cái gì mà bịt mồm chứ? Là khoảng cách. Số 12 là khoảng cách. Mạo Thọ, đừng để nó mở mồm. Rõ. Tiết Hòa, Lâu Nguyên. Nhìn kìa, bọn họ đã làm đông dị thú rồi. Wow, còn là dị thú lớn như vậy. Đấy là dị năng cấp cao tới mức nào chứ? Ôi, nó sắp hồi phục lại bản thân rồi. Đừng có mơ mộng hấp thụ năng lượng nữa. Ở nhiệt độ cao này, người không thể tiếp xúc với bất cứ một cái xác nào đâu. Đương nhiên, cũng không thể nào hấp thụ được năng lượng liên thể. Kết thúc ở đây đi. Kim thuộc phong bào. Bị cắt thành tuyết hoa rồi. Cướp đoạt dị năng. Dị năng cấp A, tên gọi là phệ hồn, giới thiệu là có thể thôn phệ năng lượng linh thể của người chết để chữa trị cho bản thân, nhưng sẽ tạo thành sự hỗn loạn tinh thần ở mức độ nhất định. Đánh giá hãy cẩn trọng khi sử dụng. Phệ hồn sao cũng giống với quan linh di tâm, năng lượng phụ của phệ hồn đến từ linh tinh thần lực của người khác à. Nhưng về kỹ năng hệ chữa trị, các bạn khán giả tầng mến, không cần phải dỗi dàng. Tôi sẽ lập tức bấy lấy tầng mây đó cho mọi người biết tình hình thực tế của livestream. Nhìn ở kia đi. Wow, Dậu Kê đại lão à, chúng tôi muốn phỏng vấn anh một chút. Cảm giác áp bức mà anh ta đem đến cho tôi cô mạnh hơn cả chủ phệ hồn. Nhất định là một con giả cấp S rồi. Cô có muốn làm cái gì? Thì mỗi cẩn thận. Úi, mình chắc rồi. Tiền bối ở với tương của tôi đã lành rồi. Này là dị năng chữa trị hiếm có. Cô lại Tài Quyết Mạo Thọ. Vị này xuất hiện trong mà đầy lão Dậu Kê lại là thành viên của tổ chức Tài Quyết. Có thể có dị năng hồi chữa trị, đang chữa trị cho các anh hùng đang bị thương. Tài Quyết là công ty quản lý anh hùng mới gì sao? Sao vẫn chưa nghe qua danh hiệu này bao giờ? Nhưng mà vẫn phải cảm ơn mọi người đã giải quyết hậu họa. Không cần phải gạch khí. Cô là một anh hùng hệ dị năng đáng được tôn kính. Các bạn thân mến, là anh hùng dị năng là một lần nữa giải cứu được thành phố Lộc Cảng trong nguy cơ của dị thú. Trong đó công lao lớn nhất thuộc về tổ chức Tài Quyết của chúng ta. Hãy cùng bình luận chạy trên màn hình để cảm ơn bộ họ nào. Vì cô ấy đẹp thật đấy, đã ghét đã bị giành hết bách phong rồi. Con trai nuôi liên hệ muốn gặp tôi. Không biết nó lại đem đến tình báo gì cho mình đây. Chiều nhờ thời gian đã tới. Là thời gian phần thân đã hết rồi sao? Vì nàng chầu trên phần thân trực tiếp quay về trong cơ thể mình rồi. Đây đúng là tiện lợi thật đấy. Sau này có thể phần thần thay thế mình chấp hành nhiệm vụ rồi. Đến ngày cả ký ức cũng phần thần cũng quay lại rồi. Vậy mấy cái thằng giới sồn dùng ánh mắt háo sức nhìn chậm chậm trong lời kinh tởm thiệt đó. Rau này tuyệt đối không thịt. Chết tao ra phần thần mặc đồ nữ nữa. Ê, giả nữ nữa rất là bị dị tan tịnh. Huệ đúng là vô liêm sĩ quán đường. Mà nụ cười cái sắp beta để có ngọt bằng em. Cái tên này là con trai nuôi của mình. Có thể chú ý hình tượng một chút không vậy trời. Ở trong khu rừng đó, tên tiểu tử Lâu Nguyên này bị người khác theo dõi cũng không biết đi chứ. Nhưng như vậy đã có tình báo mới rồi sao? Ấy cha nuôi cũng muốn xem thử con là con trai của nuôi của ai. À, tiếng gì vậy? Âm thanh như vậy có người sao? Cứ đưa tài liệu trước cho bà để bà xem thử tình báo. Thì ra gần đây Hiệp hội Anh Hùng đang lên kế hoạch mở ra quan tráng của thành phố Lộc Cảng. Bác con tưởng còn rất lâu nữa chưa? Ôi bà đồ già nghe nói tới với dị thú có thể thăng cấp đến vật phẩm hoặc là trang bị đặc biệt cấp dị năng. Chúng ta nên đi trước một bước, lấy những thứ này đến tì. Tin báo này của con rất có giá trị. Huy chương tích lũy đủ để tổ chức đổi lại thuốc dị năng cấp sợ. Cảm ơn bà Huy đã bồi dưỡng. Bà Huy già thuốc uống vào hình như cảm giác có thêm chút bồ tạt thì phải, vị đắng của sô cô la đen. Thuốc đắng giá thật mà. Úi, dị năng cấp sờ, tên gọi người sói, giới thiệu sức mạnh hệ thống của người sói lớn mạnh, lại lần nữa thăng cấp. Mỗi khi đến trăng tròn thì có thể biến thần và bị nổ đi, nhưng đồng thời cũng sẽ lấy được gấp đôi sức mạnh. Đánh giá chó hết kỳ bị nổ đi. Ui bà nụ già, con rõ ràng đã cảm nhận được sức mạnh và lực cảm trì lại mạnh hơn nữa rồi. Nếu như so với tốc độ này, trở thành người dị năng cấp S chỉ là thời gian mà thôi. Dù sao đây cũng là một tỷ cuối cùng của mọi người dị năng. Con nói có đúng không? Mấy mốc chiến đấu của anh hùng 64. Bà nội muốn nói cái gì cơ? Ông già nhà con bây giờ nói ra không chừng ngồi uống rượu tắm cùng người nữ thì có thời gian đó mà quản còn chưa. Đúng vậy. Nhưng mà trước khi hai chúng ta nói chuyện thì hãy để ta lục già của tên Nghích Tứ còn được đã. Ui, thật sự là không có một chút gì cả. Tụi hả Lưu Tình sẽ chết người đấy bà ơi. Nghịch Tứ gọi là ba nuôi hả? Tin báo trong nhà đợi mày bán đi hết rồi. Lão tử hận không dùng một cất đập chết mày luôn. Thật sự không ngờ ông lại đến tận tới đây. Giao dịch với tôi và nhị công tử cũng là vì cậu ấy muốn có được dị năng. Ông đừng trách cậu ấy. Bà đánh thì cũng đã đánh rồi. Không đánh thì sau này con không trộm tin báo trong nhà nữa. Bà bớt quán chuyện của con đi và bà nuôi đi. Cầm một lại cho ta. Mày hãy quỳ ở trương tường đừng có xuống đây nữa. Tình Nghịch Tử này nó sinh ra chính là không có dị năng. Cậu có thể dễ dàng để nó có được dị năng sao? Không có dị năng, xem ra ông không hiểu gì về con trai của mình rồi. Viên dị năng trùng sinh cấp A kia là của cậu ta. Tôi vẫn luôn che giấu đến phút cuối cùng. Chuyện nhỏ, cho dù để cậu ta sở hữu một loại dị năng hay là hai ba loại thì đều chỉ là chuyện dễ cho trời bàn tay. Nà đi, lẽ nào con còn có thể lấy được dị năng khác nữa? Bất cứ người nào cũng được, bao gồm cả anh hùng cấp A như tôi sao? Lão hồ ly này rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa rồi. Nhưng mà cũng bình thường, chỉ còn người có khát vọng sức mạnh đều không thể khống chế được dục vọng trở nên mạnh hơn. Đương nhiên, nhưng muốn lấy được gì nè các bạn, cái giá trả phải rất lớn. Nói chi tiết hơn đi. Ông có hiểu thứ này là gì không? Tôi trước này chưa thấy qua bao giờ. Cấp dưới của ở trong công ty của ông đã dùng qua loại thuốc này. Ông lại không biết chút gì sao? Người dưới nhân dùng vài viên thuốc này thì có thể tăng lên gấp 3 lần sức mạnh cho bản thân. Đây cũng là sản phẩm của tổ chức mấy người ư? Không phải. Đây là đồ của một tổ chức khác. Tôi bắt đầu giao dịch với Lâu Nguyên chính là vì muốn lấy được tình báo của tổ chức này. Nè mày xuống đây. Hãy đem những chuyện mà mày nói cho rõ ràng đi. Ly Sáng Dường chính là Băng Xuyên dùng giả. Hắn dùng thuốc giả ngụ hại chết rất nhiều người con đã tận mắt nhìn thấy. Chỉ là một viên thuốc nhỏ bé này sao có tác dụng phụ lớn như vậy? Tôi đã nói mà, Băng Xuyên dùng giả sao có thể làm ra cái sự cố như vậy? Cuối cùng đã tìm ra được nguyên nhân rồi. Nói nhiều như vậy, cậu là muốn tôi giúp cậu điều tra tổ chức đứng phía sau viên thuốc này sao? Không chỉ như vậy, ông còn phải giúp tôi gia nhập vào kế hoạch bàn soạn để trả thù Lầu. Ông sẽ lấy được tệ thuốc dị năng cấp A, có thể khiến ông trở thành người dị năng song hệ cấp A. Cậu muốn gia nhập vào kế hoạch bàn soạn đừng trách tôi không nhắc cậu trước. Bạch Sơn là người vào được mà không ra được. Ông không còn phải lo lắng cho tôi. Tôi muốn dùng chiếc nhẫn này để lấy được nhẫn tử của dị năng. Nhẫn tử của dị năng? Nhẫn tử của dị năng là chất liệu quan trọng nhất để chế tạo ra thuốc dị năng. Nguồn gốc là có thể là người phạm tội dị năng, cũng có thể là vũ khí, chất liệu lấy được trên người của dị thú. Mà dị thú trong mạch soạn đúng lúc, giết thế nào thì cũng không hết. Cậu làm thế nào để chứng minh tê thuốc dị năng có hiệu quả nhất định? Tồn tại của tôi chính là chứng minh lớn nhất. Các hạ nơi gì cảm thấy ta quyết với chúng tôi không đáng tin tưởng, không hợp tác cũng không sao. Thì bà con làm đi tôi đi, con sợ đầu sau khi ba tới sẽ làm ảnh hưởng tới không dành thành cấp của con đó. Thì đúng là cái thứ con nhà dạy chợ mà. Cha con ăn thịt mà quên, cha con hấp canh hay sao? Ây dâu. Được thôi, tôi đồng ý hợp tác. Con sẽ xử lý bằng sự hiền dụng dạ. Ông đã lựa ra một lựa chọn sáng suốt đấy. Chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Hãy chờ đợi lần sau gặp mặt đi. Chung cư sập rồi, con ngờ lại qua đời mất trong bệnh viện. Ăn mặc gì kỳ vậy? Thật là khiến người khác phạm tội. Dương Hi, sao anh lại ở đây? Anh đã tìm em cả một ngày đó. Nghe nói là người bị thương là ở nơi tai nạn chuyện đến đây, nên anh mới tới đây tìm em. Em không sao thì tốt rồi. Chỉ bị thương ngoài da thôi, chỉ là ở chung cư không còn nữa. Em không còn nơi để ở rồi. Ôi, cái này thì có gì đâu chứ. Em có thể chuyển tới nhà anh đã ở mà. Thì quá, ý anh nói là sống chung như vậy sao? Như vậy là thì nhanh quá rồi đó. À không, có phải cái đó. Không phải thì đẹp đi. Em không muốn sống chung với anh đâu. Ê, Tiểu Tiết à, anh chỉ là... em vẫn nên nghĩ tới Dầu Kê để lão Thùy. Em nói cái gì Dầu Kê cơ? Anh còn biết đâu, hôm qua em suýt chút nữa thì đã chết rồi đó. Là Dầu Kê để lão thần bí kia xuất hiện của em. Anh ấy rất là đẹp trai. Mà nhất định phải tìm cơ hội để phỏng vấn anh ấy. Đấy là chuyện tốt đối với bản tin quần chúng. Anh Dương, anh muốn làm cái gì? Ây vô. Chờ đã. Anh muốn làm cái gì vậy? Tập 65. Dương Hi. Tiểu Tuyết à, có được làm chuyện đó bên biển. Dương Hi, cô đi, ngày mai giúp em chuyển nhà, sau đó thì em sẽ ở chỗ quanh. Được. Wow, chỉ thế thôi sao? Thiệt là làm mất hứng à. Cái gì? Nồi đấy bằng... Em tìm ở trong tủ shop xem thử. Tìm hết rồi, trong nhà bếp đến ngay cả một hạt gạo cũng không có. Trời ơi, Dương Hi à, sao anh lại cẩu thả như vậy chứ? Được, anh cẩu thả. Em lấy thẻ mà tối hôm qua anh đưa cho em đó. Em muốn mua thì mua. Được thôi, để sau khi anh công tác quay về thì em sẽ cho anh một bất ngờ mà. Được rồi, anh xuống máy bay sẽ trả lời tin nhắn cho em nhé, bye bye. Này chàng trai mòe. Tiền đá. Mình đi Sách Châu và Thương Hội Phân Hải giao dịch, không ngờ còn cùng đường với Tiền đá. Nhưng mà với cách mặt bình thường của cô ấy, có lẽ cũng không nhận ra mình đâu. Hôm nay lại có hai mỹ nhân cùng đường. Thật ngại quá, xin lỗi, có thể kể cho tôi một thảm lông cừu được không? Không thành vấn đề, chờ một chút. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy qua gái đẹp bao giờ hay sao? Cái đồ áo sách. Quý khách, đây là của cô. Ui, nợ như cô ta biết mình là Dậu Kê đại thần mà cô ta ngưỡng mộ, nhất định chứ không dám kiêu ngạo như vậy đâu. Tức quá. Ý. Cố mạng. Có người muốn cướp máy bay. Để có động đậy, ôm hai tay lên đầu. Ôm đầu, toàn bộ ôm đâu. Tất cả đều ôm hai tay lên đầu cho tao. Ôi, đừng có đánh tôi. Cái súng trong tay của bọn họ đều là vũ khí của dị thú sao? Cái đầu mối á. Mày như cái gì hả? Nhanh ốc đầu đi. Mỗi một người cầm súng ít nhất đều là người dị năng cấp B. Là tổ chức khủng bố gì mà lại cướp giữa ban ngày ban mặt như vậy? Mình không thể hóa thành Dậu Kê trước mặt nhiều người như vậy được. Phải nghi kết mới được. Nè, cô mở cửa cho tôi. Tôi mở liền đây, anh ấy ta cho tôi. Cậu hãy dựa theo kế hoạch mà làm. Rõ là đây. Bộ điều khiển bằng tay. Ôi, mấy người muốn lái máy bay tới đâu? Đương nhiên là bay tới tháp có kiến trúc cao nhất ở Sa Châu rồi. Đồng quý vô tận với các nghị trưởng của khu vực số 2 các người. Tập 66. Có thể đi chuyến du lịch cuối cùng trong đời. Con có thể đừng ngắm mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Cũng không thì thôi rồi. Lão già này, cho đến nơi rồi còn nghĩ đến mỹ nữ nữa chứ. Cái đám cướp này rốt cuộc là từ đâu tới gì? Vừa nãy hắn nói lái máy bay đi đồn Tháp Trắng, nhất định là rất hận khu vực số 2. Chắc chắn là người của khu vực 35. Khu vực 35, tại sao lại nói như vậy? Ai không biết đoàn là sử liệu. Trước khi ước làm tình thành lập khu vực 50 Hòa Bình, thì khu 35 đã từng bị người dọn ở khu 2 xâm lược. Khu vực 50 Hòa Bình sau khi thành lập ở trên hội nghị chính phủ, thì khu 35 đã yêu cầu khu 2 công khai xin lỗi bồi thường cho hành vi xâm lược. nhưng lại bị các hội viên của khu 2 kiêu ngạo phủ nhận và phản bác. Chà trách bọn họ lại cực đoan như vậy. Nhưng mà bây giờ thời đại đã thay đổi, lấy cách công kích công bố thì không thể giải quyết được vấn đề. Đúng là như vậy, làm như vậy thì người bị thường chỉ có dân chúng với tôi mà thôi. Các người đang nói thì tâm cái gì vậy hả? À không nói gì cả, xin lỗi đại ca, tôi không dám. Không dám ư? Tôi thấy là cô cũng dám đi. Đi, muốn chết thì tôi sẽ nếm cô chuyện gì đó. À đừng có ném tôi, đừng ném tôi mà cứu mạng. Cái đám rác rưởi này. Ừ. À, cô gái đừng sợ, tôi sẽ ôm cô thật chặt. Hết lắm mọi người, đến muộn rồi. Anh hùng cấp A, Tinh Điều Thị Phòng. Ông chú Cường tráng từ đấy. Anh hùng cấp A, Tuyết Gia Thường Ất. Lần anh hùng cấp A, Tuyết Gia Thường Ất và anh hùng cấp A, Tinh Điều Thị Phòng. Wow, chúng ta được cứu rồi. Lần này có lẽ không sao nữa rồi. Đáng ghét. Chất áo khoác trên người của hắn lên là hồn khí mạnh nhất mà từ trước đến nay mình biết. Lực chiến áo này cũng không thể xem thường. Là người, được lắm. Chỉ còn là hai người các người, còn không nhanh bỏ vừa ghi xuống đầu hàng đi. Người có cụ hài quả nhiên là nhám hiểm giả hoạt. Nhưng mà các người cho rằng như vậy là kết thúc rồi sao? Ý nè, nhóc đáng quá thực. Cậu thấy rồi, tự bảo rồi. Bây giờ cứu mạng. Nhanh, để mọi nào hết chống độc lên. Đi thì phòng à, cậu có cách gì giải quyết không? Ví dụ như dùng áo khoác của cậu bày lên. Hồi ông tưởng tôi là siêu anh hùng cấp S chắc. Ở đây đều là người bình thường, tôi dùng áo khoác nhiều nhất cũng chỉ đưa có vài người đi thôi. Nếu như nhiều thì không được đâu. Cậu xin anh hãy đưa tôi đi đi. Đưa cả tôi nữa, tôi sẽ đưa tiền cho anh bao nhiêu cũng được mà. Còn có tôi. Còn lẽ bọn họ dự định xong lên như tốt ông đấy chứ. Hãy đưa tôi đi, cậu xin anh đó, hãy đưa tôi đi với. Cậu đi, nên đưa tôi đi trước. Tiêu cô nương, hãy nhanh quay lại chỗ của mình đi, nhớ tới giấy an toàn. Có người của chú ta tốt. Đã, tôi sợ. Đừng sợ, không phải tôi đã quay lại rồi. Tôi nghĩ à, tôi đã nghĩ ra cách rồi. Anh ra ngoài với tôi. Cậu muốn làm cái gì? Chúng ta không thể bớt bỏ anh khách lại được. Anh tin tôi đều được rồi. Nhanh đi thôi, nếu không sẽ không kịp đâu. Rồi, mình có thể trong khoảng 17 chế tạo ra ảnh phần thường. Mặc dù chỉ có sức mạnh 1/10 bản thể, nhưng có lẽ thì cũng đã cứu được cả 17. Ảnh phần thường. Tôi nghĩ à, nhưng dùng gì năng của anh đi, chế tạo ra một cái dù nhảy cực lớn, làm mấy bánh rớt chạm xuống. À đúng vậy hả, sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Vẫn là cầu thông minh. Dị năng sương mù, tuyết dây. Giờ họ tôi đấy. Đây đúng là mệt chết đi đường mà. Bây giờ khắp người tôi không có chút sức lực nào cả. Vất vả cho anh rồi thượng úy. Dẫu sao thì làm người tốt cũng không dễ gì. Tớn là anh hùng gì nè. Đó là chuyện tôi nên làm. Mấy bay hình như bị thứ gì đó ném trúng rồi. Đúng là anh hùng cấp A đi cứu viện. Bởi vì anh thông minh như vậy mới khiến tôi thấy kinh tởm. Cậu, cái quỷ gì vậy? Tôi tự nhận không kém hơn anh, nhưng mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, anh đều đứng ở trước mà tôi cướp đi thứ của tôi. Hai túi nhân khí tập xuống, không được sự tài trợ của thương nghiệp. Cậu lại muốn tôi. Nếu như anh đã thích làm người tốt, thế thì hãy đi chết thấy cho mấy tên tiền dân đi. Tôi sẽ nói lại với truyền thông, thượng úy Tiết Già kỳ đàn của mày bày giống cả mấy sinh rồi. Này, cố lên, tôi có thể dùng kỹ năng hệ chữa trị để cứu anh. Thánh quang. Không có tác dụng đâu. Vết thương mà do hồn khí của hắn tạo thành thì không thể chữa được. Cái gì? Tập số 17. Là do tôi sơ ý, từ trước đến nay không nghĩ tới hắn sẽ ghi hận tôi như vậy. Con trai đáng thương của tôi vẫn còn đang chờ tôi về nhà với nó để đá bóng. Sao có thể chứ? Lão có tin dịp chúng ta được cứu rồi. Còn một anh hùng khác đâu. Tôi Tiết Già đã dùng tất cả năng lực để làm máy bay rơi chạm xuống, nhưng vẫn không hoàn toàn ngăn cản được. Xin lỗi, tôi chỉ định đến vài người đi trước mà thôi. Nhưng mà tôi muốn đi cùng với Đà Đà. Hữu Dung, anh ta có như vậy mà đi sao? Chúng ta sắp thành Batman rồi. Ý là người rời đó. Ôi toàn rồi, chết chắc rồi. Cướp đoạt gì nè? Tôi nghĩ Tiết Già, tôi chỉ thấy anh báo thù. Cấp gì năng à? Tên là Sương Mù Tuyết Dạ giới thiệu. Sương Mù Tuyết Dạ thực tế hóa đem đi hấp thụ. chỉ còn tới nơi có không khí, số mù có thể tới. Thì đánh giá hút thuốc có hại cho sức khỏe, vân nền bớt hút thuốc lại nhà. Nhanh kìa, ở đó có người hình như là Dậu Kê đại thần. Cậu đến đây có chúng tôi sao? Khống chế kim loại, dừng lại cho tôi. Ôi tôi được sống rồi, lại rời trúng số xuống hố sa mạc. Thượng ý tiết giả anh hùng gặp à kia đâu rồi? Con có Dậu Kê đại lão đâu rồi? Trước đây tôi nhìn thấy anh ta mà. À, do trực mình rồi. Con tưởng là chết chắc rồi chứ. Cảm giác chứ đi sống lại thật là quả tốt. Nói đến Dậu Kê đại lão tới rồi, tại sao lại không thấy người đâu? Nhà lên máy bay bị cướp đã rơi xuống phía trước rồi. Người đã bị thương, còn đang để chúng ta tới cứu viện. Bây giờ sẽ báo cáo lại hiện trường của vụ máy bay rơi. Máy bay cướp rơi xuống, nhưng mà hiện trường hình như không có người bị thương. Cái gì? Sao lại không có người bị thương chứ? Tôi tận mắt chứng kiến máy bay đã xảy ra chuyện mà. Tại sao tất cả mọi người đều bình an vô sự? Nè, anh hùng tóc vàng, anh đây là cái thái độ gì? Anh đã đem chị em Dung, tôi của bộ họ đi đâu rồi? Chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, dẫu sao thì máy bay chính là rơi xuống an toàn rồi. Có người trước khi máy bay rơi xuống đã nhìn thấy Dậu Kê, chính là người dị năng có thể điều khiển kim loại, có thể anh ấy đã cứu chúng ta. Còn có thừa ý tiết già chỉ là không nhìn thấy bọn họ đâu thôi. Trưởng ấy tiết già đấy đã đi cùng với tôi tiến hành nhiệm vụ giải cứu. Tinh Điều Thị Phòng, có thể nói là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Lúc máy bay rơi xuống thì thượng úy đã dùng tất cả năng lực của mình làm giảm máy bay rơi xuống, cuối cùng bị cạn kiệt mà chết. Mà tôi cũng chỉ định phải giải cứu một phần hành khách tôi. Dưới tình huống như vậy, tôi cho rằng máy bay đã xảy ra chuyện gì đó là chuyện đã định. Vì thế mới dùng tốc độ nhanh nhất triệu tập sự cứu thường của các đến cứu viện. Nhưng không ngờ ông trời lại chịu cứu, mọi người đều bình an vô sự. Đừng có mèo khóc chừng nữa. Có phải ông trời chịu cứu hay không thì trong lòng anh biết rõ nhất. Hãy đến xem chiến hữu tốt của anh đi. Tin điều gì thì phi à Tỳ Phong. Dậu Kê đại lão, thật sự là anh. Bọn họ đều nói là anh đã cứu mấy bị, có đúng không? Đà, tôi chỉ giúp đỡ một chút mà thôi. Người cứu mọi người không phải là tôi, mà chính là thượng úy tiết già. Thượng úy tiết già ông ấy thật sự đã càng gì nó mà chết sao? Tại sao trước người của anh ấy lại có một lỗ máu lớn như vậy? Đúng vậy, trên người anh ấy hình như cũng có một cái lỗ. Cái này không phải giống càng gì mà chết, giống như bị người khác giết chết vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi. Hắn về thấy sự thật rốt cuộc là gì hả? Tinh Điều Thị Phòng à, đừng có hỏi tôi sao tôi biết tại sao anh ta lại làm như vậy chứ. Hãy để tôi nói nhé. Tôi tận mắt nhìn thấy Tinh Điều Thị Phòng đem thượng úy tiết già ra ngoài máy bay. Dùng việc giải cứu máy bay chỉ là cái cớ để thực hiện, để làm thở lực bị cạn kiệt. Cuối cùng nhấn cơ hội khi anh ấy yếu nhất, dùng một chiều đánh chết từ phía sau. Chứng cứ chính là máu dính ở trên người của Tinh Điều Thị Phòng và của thượng úy hoàn toàn như nhau. Cái này còn mấy bác sĩ đến làm hóa nghiệm là biết ngay thôi. Ôi thôi kìa, còn máu, không lẽ anh ta đã giết chết chiến hữu của mình đi chứ? Người này sao lại làm như vậy? Nếu như thực sự không giống như Dậu Kê đại lão nói, vậy thì vết thương của trên người thượng úy cũng không có cách nào để giải thích. Ôi chị này trả lời chất vấn của Dậu Kê đại thần, như vậy là sao? Có thể đem áo khoác cho bác sĩ hóa nghiệm hay không? Là do tôi đã sửa ý, không ngờ kế hoạch không xảy ra sai sót này, đã bị một tên tạp thoái này xuất hiện rồi làm loạn. Tôi thật sự không hiểu, nói về tướng mạo body giàu có, tôi ít đâu để không so được với anh ta chứ. Dựa vào cái gì mà anh ta lại được nhiều người săn đón hơn tôi? Nhưng tôi cướp máy bay ở khu vực 35, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh chính là lộ ra biểu cảm bị người khác phản bội. Tôi đã đoán anh ta đã cấu kết riêng với bọn họ để cướp máy bay, có đúng không? Cái này mà cũng bị người phát hiện rồi sao? Đúng rồi, tôi cũng là dân tị nạn ở khu vực 35. Tôi hy sinh nhiều huynh đệ như vậy, kết quả lại thất bại rồi. Khu vực số 2 mấy người đều là cặn bã giả tạo, chết hết đi. Dạ. Tập 69. Lúc nhỏ tôi rất thích một cái áo khoác. Đó là món quà cuối cùng mà trước khi mẹ tôi mất tặng lại cho tôi. Mà bà ấy nói các siêu nhân gì nào bảo vệ thế giới đều có một chiếc áo khoác như vậy. Tôi thì sinh ra khu 35. Nước ở đó thì luôn luôn đục, hoa đó thì luôn được xem là thánh vật mà cung dưỡng. Đó là thế giới không có người nặng. Mặc dù chúng tôi mỗi ngày đều dựa vào đồ ăn thừa để sống tiếp, nhưng vẫn luôn vui vẻ. Tôi vốn đã nghĩ rằng thế giới này chính là như vậy, cho đến khi tôi tình cờ đi tới khu vực 2. Lần đầu tiên tôi biết, thì ra nước uống lại ngọt đến như vậy. Thì ra ở hoa có thể Ở khắp nơi thì rất bầu trời màu xanh, mây là màu trắng. Nhưng người ở khu vực 2 lại rất đáng sợ. Khi bọn tôi đến từ khu vực 35 thì bọn họ sẽ xem thường tôi, thậm chí còn đánh tôi nữa. Tôi tưởng bản thân mình đã làm sai chuyện gì. Tôi đã từng bước ra tìm ra sự thật thì mới phát hiện ra người sai không phải là tôi, mà là cái đám người xâm nhập chiếm cứ tài nguyên của Ý mà hiếp yếu. Này khi biết được điểm này, hồn khí của tôi đã thức tỉnh. Tôi ly thân vận giả ở cư dân khu vực 2 âm thầm tiết lộ tin tức cho người ở khu vực 35. Dẫu họ tới tập kích, tôi sẽ xuất hiện cứu giúp mọi người khỏi nguy hiểm. Cứ như vậy, tôi từ người bình thường không ai biết dần dần trở thành anh hùng cấp A, được vả người ngưỡng mộ. Cái đám heo cấp 2 ngu dốc cùng cảm kích tôi. Tôi còn tưởng thụ sự sùng bái của họ để làm niềm vui. Nhưng từ sau khi Tường Ý Tuyết gia nhập, xuất hiện ánh mắt của đám người đó không còn nhìn về phía tôi nữa. Tôi lại không thể nhẫn nhịn. Tôi tốn tâm tư giết người, hắn lại dốc hết sức để cứu người. Đúng là nực cười mà. Khu vực hại chết tiệt, cái đám heo chết tiệt. Tưởng Ý Tiết già đáng chết mà pháp luật gì nàng đáng chết thì chết hết đi. Trên địa biến thái người, bây giờ người biến thành như vậy thì có khác gì với kẻ xâm nhập mà người nói đâu chứ. À dầu cứ đại thần à, người này đã hoàn toàn bị điên rồi. Hắn vừa đây sẽ giết chết hết tất cả mọi người ở đây. Hồn khí kia nhận phải ảnh hưởng của chủ nhật, lại giết chết nhiều người như vậy, lại nhiều lần thăng cấp, bây giờ đã là hồn khí cấp S rồi. Cấp S à, rất muốn thu vào trong túi, nhưng tôi ở trong túi của tôi lại không có thứ có thể chống lại hồn khí cấp S, làm sao bây giờ? Dầu Kê đại thần, anh có nắm chắc là thắng hắn không? Này đại thần à, tay của anh đang run đấy. Nói như đến ngay cả anh cũng sợ, thế thì tôi phải làm sao đây? Đây là ở trong mắt của cô Dầu Kê, tôi là một tên hèn nhát gan sao? Không phải tôi sợ mà là hưng phấn. Dẫu cái đại thần, Tinh Điều Thị Phòng nói nhiều như vậy, người cũng giết không ít người bình thường ở khu vực hại để trút giận, có đúng không? Đúng vậy, nhiều người lắm. Ta nhớ lại một chút nè, có fan ngưỡng mộ mà tới nè. Có một người đi đường mà tôi cứu được, còn có thầy ở đại học của tôi. Tôi đã cứu bọn họ một mạng, mạng của họ đều do tôi phải chi phối. Một tên anh hùng cấp A có triệu chứng fan, đồng thời cũng là kẻ giết người, có tinh thần biến thái, đắm chìm trong phim hủy hội và giải cứu. Nhưng khi người bị hại diễn biến thành người bị làm hại thì tất cả lý do của án đều không thể hòa tha thứ và được đồng tình. Ngươi lại nói những lời giống với Thượng Ủy Tiết già, tuy thật đấy. Là phần thưởng, ta cho ngươi thời gian làm 100 giây để trốn. Sau 100 giây chính là lúc mà ngươi chết. Khống chế kim loại. Sâu 17. Ta có kiên nhẫn đâu. Nhanh để ta xem ngươi chạy đi đâu. Ý, người đi đâu rồi? Chạy đi đâu rồi? Đồ nhát gan. Ây da. Hả? Đây xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại dừng lại rồi? Người đã làm gì với áp khuất của ta rồi? Lần đầu tiên dùng gì nào gặp S, gặp phải hồn khí cấp S đấy. Không ngờ sức mạnh của hồn khí này lại khó khống chế đến như vậy. Đà ra nhanh nghĩ cách đi cứu người bị rớt xuống đi. À yên tâm, à đi vào cái đề thần rồi cái đấy tôi lo. À hơi nhận cái trấn gì tấu này, một viên là 3 vạn ủy 5 tỷ luôn đó, đúng là hạ vụt tiên của mà. Họ không thể sống, nhất định là phải chết. Trả áo đi cho ta. Ôi, nguy hiểm thật. Lại còn có thể theo dõi đàn ư? Đỡ rất là sợ ý, hại ta bị trói buộc lại. Dẫu kì tỉnh quan trì dụ. Quả nhiên, giống như Tường Ý Tiết già nói, với tướng có hồn khí có tên này tạo ra lại không thể dùng gì nhận để chữa trị được. Ngươi nhất định đã nghi ngờ tại sao lại không trị thương được đúng không? Bởi vì hồn khí của ta là dị năng hờ hồ, nó trong tiếp công kích tinh thần lực của người khác, vì thế người sẽ không trị liệu được đâu. Ồ, vậy đúng là hồn khí không tệ rồi. Không lấy nó để dùng thì không phải đáng tiếc hay sao? Hả? Anh hồn biến chất quả nhiên có liên quan tới thuốc màu xanh này. Hồn khí cấp S này cộng thêm thuốc màu xanh cũng mạnh thật. Đánh không lại rồi. Ta không ăn. Ui. Xem ra Theo tiếng nói của hồn ký thì chủ nhân mất đi quyền khống chế. Nó chỉ dựa theo ý thức của bản thân mà hành động rồi. Đều là vì người. Ta lại ăn cái thứ đáng chết của người. Đáng chết. Chết rồi, hồn ký có tên này quá lớn, không thể bay ra ngoài được. Ồ, bị nhốt rồi. Xem với ngươi xui xẻo, ta đã không thể khống chế hồn khí của mình nữa rồi. Ngươi chỉ có thể để hắn xử trí chết trong tuyệt vọng đi. Sao bằng rưỡi? Mày cái thứ quần què gì vậy trời? Sao lại dán để trên người mình vậy nè? Ui, càng lúc càng nóng lên rồi. Mấy thứ này không lẽ là thuốc nổ đó chứ? Ui da. Dẫu kế đại thần tập 70. Đừng gây hét nữa, đã bị nổ thành tro bụi rồi. Không phải chứ, dấu kế đại thần. Không phải chứ, như vậy mà cũng không chết sao? À, xì chực nữa thì bị mất bẫy rồi. Tốt quá, dấu kế đại thần chưa chết. Quả nhiên lợi hại, dấu kế đại thần là của tôi. Dấu kế đại thần tôi biết anh nhất định sẽ không chết dễ dàng như vậy mà. Nhà đầu này đúng là biết nói chuyện thật. Đó chính là tiết già mà tôi lấy được trên người của thượng úy tiết già. Thượng úy. Thượng úy cho. Tôi đã giúp anh báo thù rồi. Thượng úy tiết già hấp tình mạt sát. Tất cả kim loại vi lượng trong cơ thể của cậu đều đã bị lấy ra rồi. Tán thành cho bụi đi. Tôi muốn về nhà rồi. Muộn rồi. Áo khóa tình không giới thiệu có ý thức tự chủ, hồn khí hồn hệ, trực tiếp công kích đối với tinh thần lực hoặc là linh hồn sinh mệnh thể, miễn dịch với dị năng cấp A, có thể kéo dài ưu tú kỹ năng là tình vẫn. Ngoài sao bên ngoài sau khi tích trữ là có thể làm nổ kẻ địch bị thường đánh giá, hồn khí khát vọng biến mạnh. Người đúng là một tên biết điều. Chủ cũ đã chết, lập tức chạy đi tìm chủ mới rồi. Biến thành cái bộ dạng phù hợp với thẩm mỹ của ta chút rồi. Hả? Phải tuân hồ hồn khí nhiều người. Chỉ có tấm mãi mãi mạnh hơn người, nếu không sớm muộn gì cũng bị ngươi tốn phè tôi à. À, anh Dẫu Kế đại thần à, có thể cứu chúng tôi một chút không? À, chúng tôi bị dính lại không thể nhúc nhích được. À thì mặc dù chất lỏng còn trứng là do tôi làm ra, nhưng tôi không thể thu hồi được. Hả? Các người có ở yên một chỗ đi, đội có viện tiếp theo sắp tới rồi. Tôi đi trước một bước đi. Hồi đại thần à, đừng đi Dẫu Kế đại thần. Hậu viện trong nhà của thượng úy Tiết Gia. Anh có muốn đá bóng với em không? Anh không chơi. Nhưng em nhìn ở đó có người kìa, ông ấy muốn chơi cùng em. Wow, ông ấy giống như ba thực đấy. Thế thì em sẽ đi tìm ông ấy chơi. Yên vụ Tiết Dạ. Đi đi, ông ấy sẽ luôn bên cạnh em. Trời đà thật không ngờ Tinh Điều Thị Phòng là giết hại thượng úy Tiết Dạ. Cuối cùng mọi người còn được Dầu Kê cứu sao? Đà tiếc là cô không tận mặt chứng kiến đấy. Chiến đấu của Dầu Kê đại thần và Tinh Diệu Thị Phòng có thể gọi là vô cùng đặc sắc. Dầu Kê đại thần là di chuyển tránh né đạn theo dõi của Tinh Diệu Thị Phòng, à, sau đó thì dễ dàng đánh bại được Điều Thị Phòng tan tành mày khối. Ôi đúng là đà tiếc thật. Những người bị hắn bắt đi đều bị ném vào trong sa mạc. May mà sau đó được mọi người tìm thấy, đâu không thì chúng tôi cho dù không chết ở trời mây bay cũng sẽ chết ở trong sa mạc rồi. Chị hữu dụng mà hai chúng ta có thể sống tiếp chính là nhờ phúc phần lớn nhất. Chúng ta vẫn nên trân trọng bây giờ. Nói cùng đúng, hôm nay chúng ta đại diện cho thương hội Phan Khải đến giao dịch về tổ chức tài quyết. Phải lấy ra kỳ tế. Đây là giấy mời nhận được từ tổng bộ của mấy hôm trước. Tổ chức tài quyết chính là tổ chức của Dầu Kê đại thần. Không ngờ thương hội là phối tôi đến để hoàn thành nhiệm vụ này. Đúng là ông trời cũng giúp mình. Vậy thì có phải là tôi có thể tận mắt nhìn thấy Dầu Kê đại thần anh Tuấn Thân Võ mà cô hãy nói tới không? À, chị Hồ Dùng mà phía sau chị. Hả? Ủi, anh là ai? Surprise. Trang phục và đạo cụ của anh nhìn khá là quen mắt. Là người có tài quý sao? À, đây là tôi nghe anh hùng cấp 2 chị Lan nói qua rồi. Trong tài quý có một thành viên tên là Tỳ Sa. Đặc trưng chính là đeo mặt nạ hoa vàng rắn. Tỳ Sa đúng không? Tôi là bạn sinh tử của Dậu Cơ đại thần. Sao đều là người có tài quyết vậy? Vì này lãi lãnh lùng như vậy chứ, vẫn nên tém một chút. Chúng tôi nhận được lời mời của quỹ tổ chức để giúp đỡ xử lý chiến lợi phẩm, chiến hủy quỹ tiền sinh chiến lợi phẩm ở đâu? À, tiền sẽ đại nhận đây là mấy người lùi ra đi. Như vậy để làm cái gì? Không phải cô hỏi là bảo vật ở đâu sao? Quý? Hả? Kẻ mơ tiền hôm nay nói đùa với cô một chút gì? Ôi đà đà, cô không sao chứ? Ôi cô đúng rồi. 3, 2. Tôi giàu to rồi. À chị hồi dùng mà nhanh xuống đây xem đi. Ô là trời, từ trước đến này tôi chưa bao giờ nhìn thấy được nhiều chầu báu vàng nhiều đến như vậy. Ôi. Ôi tôi muốn ở đây cả đời. Những thứ này đều là chuyện lợi phẩm của tài quyết, bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù tất cả quyền đều giao lại cho tường hội phản khởi các người. Chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp quý tổ chức xử lý tốt cái vụ này, hãy yên tâm. Chị hồi dùng mà nói tổ chức tài quyết đem một khoản tài sản công lộ như vậy gửi cho thương hội Phạn Hải là vì cái gì? Mà thương hội Phạn Hải chúng ta có nói như thế nào thì cũng là thương hội một hàng một. Sau khi giao dịch cũng xây dựng quan hệ tín nhiệm trên cơ bản, hợp tác sau này mới thuận lợi được. Hợp tác ư? Người dị năng sau này muốn trở nên mạnh hơn thì chỉ có thể dựa vào bản thân và chịu đủ, còn vũ khí mạnh hỗ trợ. Ý của cô là trong thương hội của chúng ta chỉ tác tổng sự trang bị có thể chế tạo vũ khí dị thú sau, để sau này khi người ta có nhu cầu về mặt trang bị vũ khí thì cũng đến lúc thương hội chúng ta ra sức. Em đau quá anh trai. Sân bay của thành phố Lộc Cảng. Dương Hi, Dương Hi, tôi đã nhìn thấy tiền tật cướp máy bay rơi xuống rồi, cô tưởng không gặp anh được nữa. Chú cha ơi, Ti Tuyết à, không có trứng như vậy đâu. Ôi do chết em hết hồn rồi nè. À không sao đâu Ti Tuyết à, không phải em thấy anh vẫn đang còn rất tốt vì sao? Ôi cái thằng kia sao may mắn gì trời. Lần sau nếu có chuyện như vậy anh nhất định phải báo bên an trước cho em đó. Được rồi, anh sẽ đưa em về nhà trước, lần nữa phải đi gặp con trai nuôi của anh. Hả? Con trai nuôi của anh? À, chỉ chừng hồ giúp bạn bè thôi. À được rồi, vậy thì anh đi sớm về sớm. Và chết tiệt, tới sau khi gặp mặt bà nuôi thì thần thần bí bí thường xuyên còn tay bốn giá ở đâu. À không biết đã kích làm cái trò quý gì nữa. À xem ra mình chẳng qua chỉ là công cụ mà bà nuôi dùng để hớt lại gần ông già ấy mà thôi. À, bây giờ hai người đã thân thiết rồi thì không có chuyện của mình nữa rồi. Sống tính thường. Tập 712. Có chuyện gì vậy? Nè các người bị sao vậy? Ôi mọi nó, ai lại dám làm ước bổn đại gia, ta đã chết. Ừ, sao cũng muốn đánh cả ta sao? Ý dạ bà nuôi, à còn sao có dám chứ. À, nếu như đánh cũng là bà nuôi thì đánh còn chứ. À nghe, vừa nãy con nói là bà lợi dụng con. Ừ, lẽ nào không phải. Con cũng xem thường bản thân quá rồi. Ở trong mắt cô bà, con là người có tiềm năng mà nhất là tâm phúc của bà đi. Vì đây thực sự là bà nuôi, từ trước đến nay con chưa bao giờ được ai khẳng định quá như vậy đâu. Đương nhiên, vì đó là mất đi nghi ngờ của con, ta quyết định phát lệ cho con một đãi ngộ thành viên chính thức của tổ chức mới có ước tâm linh. Ừ, đây là kết thành cơ ước. Ý, còn này là đang ở đâu? Sao con cảm thấy hình như đã bước qua một khoảng thời gian khá xa? Lâu Nguyên, con đã đạt tới cơ ước tạm định với ta và vượt qua khoảng cách nhập thể và linh hồn. Quý bà nội, ba. À, còn con nửa thần dưới chúng ta đâu? Đừng có ngại nhìn như vậy chứ. Đây là không gian linh hồn, có thể đem tinh thần lực trong tưởng tượng cừ hóa đá. Gần đây ba lấy rất nhiều kỹ năng hệ linh hồn và hồn khí, và nhân cơ hội này tìm ra tồn tại của không gian linh hồn. Nếu như cái cơ ước tạm định với người, vậy thì có thể cùng nhau chia sẻ một không gian linh hồn. Đây chính là cơ ước tâm linh. Nếu vậy con hãy cảm nhận viên báo thịt mày một chút đi. À, vậy thì con sẽ thử tập trung sự chú ý. Ôi chù cha, mẹ ơi. Đây thì thằng ngốc, con sững ra đó là cái gì nữa? Qua đây. Ôi cái đờ mờ, tổ chức tài quyết đúng là đỉnh thật. Chỗ này còn mạnh hơn gấp mấy chục lần giờ so với cái công ty của nhà con. Vì đúng thiệt là ngầu quá đi. Còn bà đã nói là cho con đã nhộ của thành viên chính thức rồi sao? Nơi này chính là con điện vận định mà tổ chức tài quyết chúng ta dùng để truyền tình báo. Sau này hai chúng ta có thể trao đổi tình báo ở nơi này. À chị bà nội à, bây giờ con có phải làm gì? Còn anh nên đi ở vị trí nào? đã nói là cho con đại ngộ của thành viên chính thức. Tư thứ hiện tại đã bị trống, con hãy... Ôi tôi sau này à, tiểu giả chính là tứ thứ rồi. Trời, bà nội con. Con vội cái gì, ta đâu có quyền để cho con làm tử thử chứ. Địa vị của ta và tử thử trong tổ chức đều là một bậc. Lý nào con muốn cùng một bà quý tử? Không phải, con tương ba nói là thành vì chính thức. Nghe ta nói xong đã. Ta nói là vị trí tử thử còn trống, con có thể là một trong các ứng cử viên. Hả? Một trong các ứng cử viên? Ai mà con biết là ba của con. Không sai, mấy mốc chiến đấu anh hùng cũng nằm ở trong số của ứng cử viên. Kết quả thì của cuộc tranh cử là do thủ lĩnh của tổ chức tài quyết định đoạt. Ai dò đâu có tính này cũng nhìn đấy chứ. Bà nội già này không phải là chuyện của người làm, lại để cho con và ông già của mình cạnh tranh ở một sân khấu. Ta cũng hết cách rồi. Tài quyết là một tổ chức sức mạnh chỉ thường. Nói như muốn ngồi vị trí cao nhất định là phải có thực lực và công hiến tương đương. Con biết rồi bà nội già. Vậy con sẽ không từ bỏ cơ hội này đâu. Bà nhìn bố trí nhiệm vụ mới cho con đi. Bà của con không chịu đem băng xuyên dũng giả cho ta, chỉ định để con nghĩ cách hẹn ông ta tới địa điểm mai phục. Bà sẽ chủ động ra tay, không thành vấn đề, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà bà nội già có còn muốn hỏi? Có gì thì nói nhanh đi. Nói về con làm tử thử thì bác có thể giới thiệu chị Mạo Thọ cho con không? Hả? Ui, từ lần trước sau khi nhìn thấy bóng dáng của chị Mạo Thọ, cô ấy đã khắc sâu vào trong lòng của con. Nếu như có thể kết hôn với chị Mạo Thọ thì các đời của Lâu Nguyên con sẽ không có gì đáng tiếc nữa rồi. Tiểu tử này cái đờ mờ là muốn tán tỉnh phần thân của mình. Mờ đi, cút về tới dưới cho ta. Cút. Công ty kinh tế kỹ sĩ bàn tròn của khu vực 2 đã treo giải thưởng cho anh hùng gặp bè lên trong ấn kiếm. Mà người cung cấp mạnh mối có hiệu quả có thể giành được 50 vạn Ủy làm tệ, phần thưởng bắt được là 500 vạn Ủy làm tệ. Bà Lan, gà nướng đã làm xong rồi Dương Hi. Cái này cũng quá rồi đi. Ôi tí tiết à. Sao vậy, xinh đẹp sao? Xinh, không, ý của em là tại sao em đã nói là cho anh bất ngờ rồi mà, không phải chỉ là bữa ăn trên bàn thôi. Còn có vì không có gì, dạ không có gì hết, anh ăn nhanh đi. Vừa nãy có phải là đã xem tin tức của bạn anh không? Đúng vậy, cô ta sao vậy? Em còn nghe mấy ký giả nói rồi, anh hùng cấp bà Lan câu kết với tổ chức dị năng thần bí, sau đó đánh rất nhiều anh hùng dị năng bị thương ở khu vực 2 rồi mất tích. Tại sao không phải cô ta được bình luận là anh hùng chị nghĩa khá tốt sao? Người còn sinh còn là anh hùng cấp A nữa. Em còn biết hình như anh ấy rất quan tâm đến cô ta nhỉ? Bởi vì anh đã từng đồng mặt với cô ta. Bộ dạng cô ấy liều mạng để cứu người, không giống với người làm chuyện xấu. Anh hùng có sức hấp dẫn phần và nhân cách đặc biệt giống như cô ấy thì có thể là có ẩn tình gì đó. Tới ngày mai đi điều tra tin tức về cô ta. Anh thì tuyệt à, tay nghề của em tốt từ đấy, mỗi một món đều rất ngon. Anh nói rất đúng, em không bạn cô ta. Nếu như em cũng có gì nào có thể giúp đỡ người khác, anh sẽ quan tâm đến em hơn có đúng không? Tiêu Tuyết à, anh điều tra của ta không phải như em đang nghĩ đâu. Cô ta không xứng để so sánh với em. Trong lòng của anh, em chính là hoàn mỹ nhất. Vừa nãy anh nói không phải như em đang nghĩ. Anh chỉ quan tâm đến thân phận của phóng viên, chỉ là muốn làm rõ sự thật mà thôi. Thật sao? Phóng viên không phải là như vậy sao? Anh không có suy nghĩ khác gì về cô ta, anh chỉ thích mình em mà thôi. Anh thật là tốt. Xin lỗi thì tiếc à, sớm muộn rồi cũng có một ngày nào đó anh sẽ trả dị năng lại cho em. Và xin lỗi em đàng hoàng. Ủa? Ồ, nhìn như vậy sao đã có thư rồi? 75. Tiền Đà Đà dẫu có đại thần từ trước này, tôi chưa từng nghĩ đến anh ta sẽ chủ động liên hệ tới tôi. Không phải anh còn tin báo của web đèn ở tướng hội hải sau, tôi sẽ gửi liền dành ngay đây. Không hổ danh là đát web, lại nhanh gọn như vậy, không như mấy cái ông youtuber Việt Nam nào đó. Ai xem tình báo của siêu nhân bột chua cây vậy? Hai tên tốt 10 dạng Ý Lâm tờ, sau đó xem tình báo 10 dạng Ý Lâm, vì có thể xem được rồi. Tham dự sự kiện sát người với độc nhà thú dị nhập thành phố Lộc Cảng. Con đường thương nghiệp của thành phố Lộc Cảng tập trung gây chuyện ở sự kiện gần đây, nhân khí lại tăng lên. Mấy sao thầm già đã có chỉ thấu nào anh hùng niềm vui đến nghị của mình. Hình như cũng có kế hoạch tham gia dự xuất phim điện ảnh thì tin tức tiếng kỳ thì bố anh hùng mời mình đi đâu vậy? Đang mời siêu bột chùa cày và con gái của anh ta tham gia làm khách mời. Mà phân tích thực lực dự bị là ở dưới cấp A. Hình như gần đây trong trận chiến với Du Hiệp ở khu rừng lại nghiên cứu ra một loại năng lực mới có thể khống chế sức mạnh lớn nhỏ biến hình của bản thân. Bởi vì không có quan hệ chiến đấu thực tế ở nơi công cộng, thủ đoạn tên uy lực vẫn chưa biết, có khả năng lớn là lấy được đột phá hoặc là có thể trong cuộc bình chọn anh hùng của một năm mới thăng đến cấp A. Mà web đen này quả nhiên là đáng tin cậy. Ngày đến cả chuyện lần trước phụ thần và siêu bộ chùa cây giáo huấn Du Hiệp ở trong rừng cũng có ghi chép lại. Còn cụ thể đến khi hắn nghiên cứu năng lực mới rốt cuộc là cái nào đã điều tra và ghi chép vậy? Vậy bằng chuyện Dung Giá thì sao? Tạm thời thì không có tình báo. Không có tình báo của hắn vẫn là cố ý che giấu rồi. Vậy thì bà Đăng thì sao? Cô ta thì có giá tiền có 70 vạn Ủy Lâm Tự rồi. Anh Tốn thành cầu phong ấn chi kiếm phán bội của công ty quản lý là Hùng Kỳ Thủy ban toàn từ đầu đến cuối. Bắt nguồn từ sự việc này là từ anh hùng cấp A. Trải qua một loạt điều tra, công ty kỳ sĩ Ban Tron cuối cùng đã xác nhận là Bà Lan cấu kết với tổ chức tài quyết mới quật khởi áp sát Tây vật lộn mà mình à. Vì để hấp Lan chịu trối, công ty kỳ sĩ Ban Tron liên hợp với công nhân viên đặc biệt phái hiệp hội anh hùng bắt phong ấn chi kiếm, nhưng là để cho cô ta chỉ thoát. Hiện tại địa điểm mà cô ta từng xuất hiện có thể là thành phố Lộc Cảng, Sa Châu. Bây giờ có tin tức nói rằng Bà Lan và thành viên Tỳ Sa của tổ chức tài quyết có quan hệ như tình nhân. Tây vật lộn màn mặt nạ, hắn vẫn còn là anh hùng gì nào của công ty kinh tế kỹ sĩ Bạn Trộn sao? Lẽ nào công ty bọn họ không biết hắn trung thành với thánh đồ sao? Hay là nói công ty này có gì đó kỳ lạ? Hơn nữa tình nhân rất là sao đây? Nói như cái này mà để cho Tiểu Tiểu thấy thì cô ấy lại dẫn nữa cho bà coi. Để xem mấy cái thác cá thử. Thành viên của tổ chức tài quyết có Dầu Kê, Tỳ Sa và Mạo Thọ. Trang web tin báo tổ chức lại có chỉ còn 3.000 tệ thì có thể biết được bí mật của những cường giả này. Ây, cái đậu xanh, tin báo của mình lại có thể bán tới 3.000 bảng sao? Vậy thế bây giờ làng bị trì sát có khả năng lớn là do mình gây ra sao? Tại sao? Rõ ràng con mới là con của bà mà tại sao con lại đưa cơ hội bổ nhiệm cho Bạch Thoáng, cho Băng Xuyên Dục Dạ chứ? Con đang chất vấn tại sao? Trước đây ba đảm bảo với con rằng danh nghịch này là của con rồi mà. Con và Bảo Liệt Quyền đều có được bổ sung đến hiệp hội anh hùng. Đi về Bạch Soạn lại có cơ hội lấy được cơ hội luyện quý giá. Bà đã từng nói nhưng bây giờ đã thấy đổi chú ý rồi. Còn không phải là người lựa chọn thích hợp nhất sao? Tại sao chứ? Lấy nào chính là vì lần trước còn thua Dầu Kê sao? Đừng có nhắc tới chuyện Dầu Kê nữa. Có liên quan gì tới hắn chưa? Con trai bà có sự cân nhắc của mình. Còn căn bản không biết Bạch Soạn nguy hiểm tới mức nào đâu. Không thể để cho con đi chính là muốn tốt cho con. Cái gì cũng để cho bà nói. Bà rõ ràng chính là khinh thường đứa con trai này. Nói đến đây thì còn lại rất giận. Bà phái Băng Xuyên Dông Giá tàm già chiêu mộ Bạch Động. Cái gì mà lý nào bà còn biết đi Bạch Soạn tương đương với phá tài sao? Sẽ kiếm được không ít chất liệu dị thú có giá trị. Đúng vậy, con không biết thì tưởng rằng Sáng Dượng mới là con trai ruột của cơ giới chiến hùng này chứ. Bà muốn đưa Lý Sáng Dượng tham gia chiếu một kế hoạch của bà Soạn sao? Rốt cô ông ấy đang nghĩ cái gì vậy? Nhà này vào trong cung đi vận định đi. Mình phải báo cáo tin tức này với bà thôi. Ai dù đúng là chẳng là sao cả. Ôi bà nội, con nói bà biết nè. Bà còn muốn đem Ban Sử Dụng Giả đến tham gia kế hoạch bà Soạn đó. Ồ, rốt cuộc làm ta muốn làm cái gì? Còn biết vừa nên trai con với chuyện này mà cãi nhau vì ông ấy nữa. Còn cảm thấy ông ấy chính là còn muốn đem Bàn Xuyên Dũng Giá cho bà. Mà xử lý Bàn Xuyên Dũng Giá nó không chừng lại sẽ bứt dây đồng rừng. Dẫu sao thì Bàn Xuyên Dũng Giá và người đàn ông đội mũ dạ giao tình rất là thầm. Cũng không cần đợi bà và ông ấy đâu đi Bà Soạn. Vậy thì ở trong Bà Soạn xảy ra chuyện gì đều không có gì lạ. Nói giống như bà đồn nói thì ông già nhà con làm như vậy thật sự là có lý do con mấy sao? Câu hỏi tiếp theo của con chính là nhận được kế hoạch của bà còn không thể xảy ra sai số gì. Chỉ cần ba và Bàn Xuyên Dòng Giả đồng thời đi vào Bạch Soạn, chuyện còn lại cứ để cho thì dễ xử lý rồi. Từng là bà nuôi. Nhân lúc thì tí đi làm mình phải tăng cấp dị năng một chút mới được để chuẩn bị đi Bạch Soạn thôi. Trừ tiền thì đem hai dị năng biến tràng và phần tràng thắng đến cấp bừa. Cấp gì nên cấp bừa, tên biến tràng, giới thiệu trong 0,0 giây, à 1 giây, hoàn toàn thấy đồ. Trong lúc mọi người đang tự phối đồ 3.39 thì có thể thấy đồ đối thơ hình theo phạm vi vui vẻ bên ngoài và dòng nối, đồng thời có thể thiết lập được cách tính cụ thể, cung cấp hỗ trợ diễn xuất, đánh giá thực sự không nguy hiểm làm anh để sao. Tập 76. Dĩ năng thần lòng dùng thám hải hùng linh và mạnh hoãn thang đến dị năng cấp A. Cấp dị năng cấp A tên Tứ Thùy, giới thiệu là kỹ năng 1 quần hưu mâu tàn sát, kỹ năng 2 A bá bảo vệ, kỹ năng 3 là thủy thiết thường đánh giá thượng đế nói mưa, sau đó thì trời sẽ đổ mưa. Dị năng cấp A tên là Hóa Diệm Làng Chủ, giới thiệu kỹ năng 1 triệu hoán chi vật tử, kỹ năng 2 điều khiển trong phạm vi lĩnh vực, đánh giá bạn giống như một ngọn lửa đỏ rực đốt cháy cả trời. Thần lòng nghe cái tên thôi có vẻ rất ngầu, tính cách có lẽ sẽ thiết lập giống như là Long Ngạo Thùy nhỉ. Cho người này cảm ơn đã giúp đỡ. À được rồi, cảm ơn mỹ nữ, nhưng mà tôi rất tò mò, mọi người có tiền giống như người, tại sao lại vượt biến đến nơi đây? Tò mò sẽ hại người, biết càng ít thì càng tốt. Nếu như có người hỏi ta, người cứ trả lời không biết là được rồi. À được thôi, có mỗi thì không hỏi. Không thể lại xà châu nữa. Mới chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, mình lại làm mình tình anh hùng biến thành tội phạm truy nã. Người đến bắt mình đều là anh hùng gặp à, hết lần này tới lần khác đã phải chạy trốn. Tây Quyền Anh đeo mặt nạ kìa, mặc dù là anh hùng gì nàng trên danh nghĩa, nhưng sau lưng hắn lại trung thành với thánh đồ, chết cũng không có gì đáng tiếc. Tại sao công ty lập phóng việc trắng đen lại cứ bắt mình chứ? Lúc đó Tỳ Sa đã xuất hiện và nghị trang phần thân của Tây Quyền Anh đeo mặt nạ, mà nó sẽ châu đã không tìm thấy tung tích của hắn, chỉ đành phải ở lộc cảng tìm thử thôi. Vì Lan, ngươi tưởng có thể chạy thoát khỏi trong lòng mà tiền của ta sao? Cái gì? Hắn chết rồi? Các người cứ nhắm vào ta, tại sao lại giết người vô tội? Ta đương nhiên là nhắm vào người rồi, tất cả những người giúp đỡ người phải chết. Nhớ ban đầu người đối phó với ta, bây giờ cũng rơi vào bước đường này sao? Muốn đánh thì đánh, ra ngoài đi. Ngươi còn phẫn nộ sao? Ta sử dụng nhóm hiểm đâm chết người. Dạ, bị ổi. Bà Lan lúc này chính là cái chết của ngươi rồi. Nữ sinh bên này có ổn chưa? Ngươi có cô sao vậy? Nhanh đi đi. Ủa, cứu mạng. Tỳ Sa, đừng sợ có tôi đây. Ở Tỳ Sa, ngươi chính là Tỳ Sa tài quyết đi và tổ chức thánh đồ phía trước đây có đúng không? Nếu như biết ta là ai, con không muốn cút đi. Hậu khí lớn lắm, tôi sẽ không thể ngờ người lại xuất hiện ở nơi này. Thế thì hãy thử ta thân thủ của người đi. Quy cho hoa trừ khí. Ý da. Quy hoa trừ khí, ngươi là Vương Thục Tiên. Ai vô người còn nhớ Vương Thục Tiên ta sao? 2 năm trước là ta đã tự tay bắt người vào ngục, phán ngươi tội tù chung thân. Sao ngươi lại ra ngoài được? Tuy nhiên là có quý nhân trời giúp rồi, ta đã không còn là Vương Thục Tiên yếu đuối trước kia nữa đâu. Bây giờ ta đã là người gì năng cấp S rồi. Cái gì? Tôi nhân cấp S. Vậy thì liều mạng cũng sẽ đưa ngươi vào một lần nữa. Thực lực của hắn quả thật là trên cấp A, nếu như thật sự đồng tay ấy là ảnh hưởng tới điều tiết. Bây giờ không thể khai chiến, phải dò hắn đi mới được. Người rất mạnh, nhưng chúng ta có 2 người. Hơn nữa dẫu cứ là gì năng cấp S của tổ chức tài quyết cũng là đang trên đường từ đây. Ngươi có thể đánh chết được bao nhiêu phần tán đây? Nãy giờ ta giết các người trước, thì hắn đến thì sao chứ? Thế thì người có thể thử xem. Còn được, các người nhanh chạy đi để tôi dự trần hắn. Chúng ta chỉ không vứt cô bỏ chạy đi. Cố gắng một chút thôi, giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho hiệp hội anh hùng cầu cứu. Xem như hôm nay các người có nhiều người, hồn cát ta lại đến lấy cái mặt chó của người. Hắn thực sự bị chúng ta dọa đi rồi sao? Có ghi điện thoại gọi cho hiệp hội anh hùng chứ? Tôi chỉ là giống như anh dọa hắn đi mà thôi. Bà Lan bây giờ có thân phận đặc thù, gọi hiệp hội chỉ thâm cần phiền phức thôi. Tỳ Sa, tôi có chuyện muốn hỏi anh liên quan tới tổ chức tài phiết. Cô có về thị trường trước đi, để có lệnh rồi tôi sẽ đến tìm cô. Đại thần các anh đều đến công bóng Dán đi không dấu vết như vậy sao? Anh Quý Thích hiện người bình thường không làm được như vậy à? Cô bị trúng độc rồi, để tôi đưa cô bệnh viện. À không, bệnh viện đông người, không thể đi. Tôi không nơi yên tĩnh, tôi dùng dị năng để tịnh hóa độc tố. Vậy cô về nhà có tôi nghỉ ngơi đi. Hả? Tiểu Tiết à, sao em lại đi vệ sinh để lâu như vậy? Ủa, ở đây không phải là mời là Giờ Tiết lấy lưng đi sao? Sao cô ta lại ở đây? À, anh ta là bạn tay tôi, bạn trai tôi. Với anh ấy giúp tôi chạy bộ vận động, tôi đột nhiên muốn đi nhà vệ sinh. Sau đó thì trên đường bị người khác tập kích. Bây giờ cô ấy bị thương rồi, nhưng thân phận đặc thù. Anh muốn để cô ấy nghỉ ngơi ở trong nhà của chúng ta có được không? Được, đàn cộng cô ấy. Tập 78. Cho nên cô vừa mới đến thành phố Lộc Cảng thì gặp phải người muốn truy sát cô sao? À đúng vậy, tại sao hai người là bên cảng? Cô nhất định suy nghĩ không ra đâu. Chúng tôi chạy bộ cả buổi tối, kết quả đúng lúc nhìn thấy cô bị tập kích. Cảm ơn hai người. Nhưng bây giờ tất cả đều biết tôi là tội phạm truy nã. Vậy tại sao hai người lại cứu tôi? Mà lần mà tôi quen biết từ trước đến nay đều lưu đến cứu người. Trước đây ở Xà Châu là cô dẫn đầu sòng vào để cứu mấy đứa trẻ. Tôi và Dương Hi đều cho rằng cô không phải là người xấu. Tôi không có chết, có giết chết Tây Quyền Anh đeo mặt nạ, cũng không có cấu kết gì với tổ chức tài quý thần bí. Tôi nghe nói Tây Quyền Anh đeo mặt nạ kia là chó tỳ xài của thánh đồ Sa Châu. Chứ dù là thật sự giết chết hắn thì chết cũng không đáng. Hắn chết như thế nào thì cũng không quan trọng, mà là có người muốn mượn cái kết chết của hắn để trừ khử tôi. Còn có khả năng là tất cả đều muốn nhắm vào tổ chức tài quyết và trở thành mục tiêu công kích. Nè, anh nghĩ như vậy sao? Bởi vì những tin đồn và báo cáo này không chỉ nhắm vào cô, còn nối cấu kết với tổ chức tài quyết. Nhưng danh tiếng của tổ chức tài quyết là tốt, vì dẫu có đại thần kia mấy lần đã cứu thành phố Lục Cảng. Vừa nãy cũng là Tỳ Sa xuất hiện của chúng tôi. Có lẽ hai người không biết gần đây người dị năng của các khu vực nghe đến tổ chức tài quyết thì rất sợ. Thậm chí còn có lời đồn là tài quyết thần bí có ý đồ chinh phục khu 53, thống trị Ý làm tình. Nani, mình là trưởng môn phái tài quyết sao mình lại không biết? Tôi cũng là vì chuyện lần này phát hiện người đến truy sát tôi, bao gồm các người dị năng và các khu vực. Nếu như theo lý mà nói thì chút tiền thưởng đó cũng còn nên mức ký cho người ta phải gây sự như vậy. Cho nên tôi đoán bọn họ đều là vì tin tức tôi cấu kết với tổ chức tài quyết mà đến. Nghĩ như vậy sao? Khu 53 là của Lâm Ý Tình. Số lượng của người dị năng của các khu vực và thực lực đều cân bằng, mới có thể tránh khỏi được tình hình chiến lược không đều giữa các khu vực với khu vực tạo thành. Đây là quy tắc trong điều ước hòa bình, cũng là nguyên nhân vì sao hiệp hội anh hùng thường xuyên phái người dị năng của các khu vực đi đến các khu vực đóng giữ lâu dài. Bọn họ gọi đó là nghi phép. Vậy thì ra là như vậy à? Vậy mấy tiếng nội tình ở bên trong này quá thật là người bình thường chúng ta không thể nào hiểu được. Vậy bảo liệt quyền cờ trước đây không phải trong thành phố Lộc Cảng trong thời gian dài, mà khi dị thú xâm nhập nổi bản thân vừa nghi phép đi về thì ra là bị điều đi rồi. Tổ chức tài quyết xuất hiện quá nhiều cường giả, trong đó bao gồm người dị năng cấp dầu cờ cấp S đột nhiên xuất hiện thơm. Như thế không thể nào khống chế sự tồn tại lớn mạnh đối với người dị năng ở các khu vực, sản sinh ra áp bức vô hình. Có người thì đúng lúc lợi dụng cơ hội này tập kết người dị năng để thảo phạt tài quyết. Là kẻ nào chỉ là tung ra lì đồ mà đã có thể chế tạo ra cái quần thờ đáng sợ phạm vi lớn đến như vậy. Lẽ nào hắn muốn dựa vào danh nghĩa trừ khử tài quyết để tập kết quân đội dị năng sao? Trời ơi, đó là chuyện lớn mà liên quan tới tính cầu hòa bình đấy. Tổ chức làm sát dược hoàng kia cũng có sở trường lợi dụng lòng người. Tất cả lại không có liên quan tới bọn họ sao? Mà dị năng khởi mộng chẳng qua chỉ là phát triển 100 năm ở làm úy tinh thôi, mà bây giờ bên ngoài lại có dị năng bạch sông nhồng ngõ, mà bên trong ấp ủ âm mưu phá vỡ hòa bình. Mà điểm sát màu xanh bấy trên người lại không thể nào giải quyết được, đúng là khó chịu thật. Bà Lan à, cô đến Lộc Cảng có là vì thảo phạt tài quyết ư? Hoàn toàn ngược lại, tôi đến là để làm rõ sự thật, giúp đỡ tài quyết. À, tôi quen biết Tỳ Sa trong tổ chức tài quyết. Chúng tôi đã từng vào sinh ra tử cờ bài chiến đấu. Vừa nãy anh ta xuất hiện một cách kỳ lạ để cứu tôi. Tôi tìm ta vì thế là muốn hỏi rõ ý đồ thực sự của tổ chức tài quyết. Đã cách lạ, tôi nghe thấy như có động tĩnh đánh nhau, kịp thời thay đồ đuổi theo tiểu tiết thôi. Và anh hùng Bà Lan hình như rất thích Tỳ Sa. Ủa không có đâu. Điểm đóng quân đội thương hội phản khởi. Không ngờ ngồi tổ chức đại hải lại sinh ra tổ chức tài quyết vừa lớn mạnh lại giàu có. Đà Nếu như cháu có thể tham gia tổ chức này, Tiên Bất Huy sau này địa vị của Tiền già ở trong thương hội chỉ cao hẳn hơn một tầng. Cháu cũng muốn như vậy, nhưng mặc dù cháu rất thần với Dầu Cơ đại thần kia, nhưng mà từ trước này là không nổi tuổi sĩ giá nhập vào tổ chức. Hay là chúng ta tăng một vài món bà bối tiết phẩm để ra dấu cho anh ta. Đà Đà thật là thông minh. Tốt, thế thì là một buổi hội triển lãm vũ khí, mời anh ta đến. Để vũ khí gì nào cấp S kia tặng cho hắn, để cho ta biết được biết biệt thự thực lực và thanh ý của Tiền già. Được, cảm ơn ông nội biết ngày, là ông nội tôi nhắc với cháu mà. Tôi biết.